Y đạo quan đồ. chương 36, tình yêu đôi ta chỉ là thoáng qua. Triệu Tân Vĩ chỉ dám câm như hến đứng yên một chỗ nghe chị gái của mắng, hắn thực sự không dám cãi lại nửa lời, không khéo lại càng chọc giận bà chị hơn lại khổ thêm ra. Trương Dương cũng nhận thấy mình ở đây không thích hợp cho lắm, lặng lẽ lùi ra ngoài. Tại hành lang phòng bệnh đợi tớn tận 20 phút hơn, mới thấy Triệu Tân Vĩ ủ rũ đi ra. Thấy Trương Dương vẫn đứng chờ ở ngoài, giọng điệu hắn cũng có chút buồn bực nói ta bị mắng thảm quá. Trương Dương cũng vỗ vỗ vai hắn ra vẻ đồng tình thông cảm, nằm trên giường bệnh lâu như vậy, khó trách khỏi tâm tình có chút khó chịu. Người cũng đừng nên nghĩ nhiều quá. Triệu Tân Vĩ lúc này mới sực nhớ ra, liền hỏi Trương Dương tới nơi này làm gì. Trương Dương cũng tùy tiện tìm đại lý do cho qua chuyện, căn bản Đỗ Vũ Phong cũng đã nhắc qua, nên cũng không muốn tiết lộ. Audio điện tử võ tấn bền Triệu Tân Vĩ cũng gật đầu như đã hiểu, cũng chẳng hỏi thêm gì nữa. Trương Dương nói bóng nói gió hỏi nhỏ, ta thấy tình hình chị Triệu cũng không được khả quan cho lắm. Triệu Tân Vĩ thở dài nói, biết sao được nữa, bác sĩ cũng nói chị ta tối đa cũng chỉ còn nửa năm nữa. Tâm tình hắn lại càng buồn bực hơn, rút ra một điếu thuốc hút cho bình tĩnh lại. Hay là cứ thử qua trung y xem? Trương Dương cũng tìm cơ hội nhắc tới trọng tâm câu chuyện triệu tân vĩ thở dài lắc đầu nói chị ta quả thực rất gàn dở tại vì ngày trước cũng là bác sĩ căn bản không có tin mấy cái liệu pháp của trung y người xem chúng ta cũng đã rất nhiều lần khuyên chị ta thử những phương pháp trị liệu khác nhưng tất cả đều bị cự tuyệt ta xem ra bà chị cứng đầu này muốn buông xuôi rồi triệu tân vĩ nói đến đây cũng không kìm được nỗi chua xót trong lòng mắt cũng đỏ hoe lên hắn cắn răng vứt nửa điếu thuốc lá vào thùng rác lớn giọng nói không nói những lời này nữa đi thôi. Hai người cứ thế dọc theo hành lang đến cầu thang đi xuống lầu, thế nào lại đụng mặt ngay tả hiểu tình cũng đang lên cầu thang. Tả hiểu tình cũng đang mải nghĩ điều gì đó, căn bản không để ý hai người đằng trước, cứ thế hở hững bước tiếp, nhưng Trương Dương lại nhanh nhẹn chắn luôn lối đi của nàng. Tả hiểu tình ngẩng đầu lên nhìn, trong đôi mặt đẹp kia toát lên vẻ kinh ngạc không thể ngờ được, nhưng sau đó thần sắc lại có chút phức tạp, nụ cười gượng gạo trông rất khó coi. Triệu Tân Vĩ cũng nhìn ra được đôi nam nữ này biểu cảm đầy ám muội. Hắn cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi nữa, ho khan đánh tiếng cho Trương Dương một cái rồi cười cười đi xuống tầng dưới. Trương Dương cùng tả hiểu tình vẫn cứ giữ nguyên tư thế người đứng trên kẻ đứng dưới nhìn nhau một lúc lâu, Trương Dương mới chủ động cười nói, người có khỏe không? Tả hiểu tình gật đầu, không hiểu tại sao trong lòng nàng lúc này lại muốn bật khóc. Nhưng bản tính quật cường của nàng lại ngăn cho hai dòng lệ chảy ra, đôi mắt đỏ hoe liếc nhìn hắn nhẹ giọng nói còn chưa đi sao ta thấy không yên tâm một câu nói mà lại bao hàm hai ý nghĩa được thốt ra đôi bàn tay nhỏ bé của tả hiểu tình trong túi áo đang siết chặt lại nàng cúi mặt xuống không dám đối diện ánh mắt của nam nhân kia nàng cũng không thể lý giải nổi tâm tình của mình lúc này từ khi chào đời tới nay chưa bao giờ trái tim nàng lại cảm thấy khó chịu như bây giờ cả trương dương nhẹ giọng nói chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút đi Tả hiểu tình lắc lắc đầu, suốt cuộc nàng cũng phải thu hết dũng khí lại, ngẩng đầu lên đối diện với hắn. Biểu cảm cực kỳ kiên quyết nói, khỏi đi. Trương Dương cũng không ngờ tới nàng ta lại kiên quyết từ chối như vậy. Hắn cũng chắc chắn rằng tối qua thằng nhãi Điền Vân đã ton hót với nàng điều gì đó, lúc này Trương Đại Quan Nhân lần đầu tiên được nếm trải cái cảm giác mất mát cùng thất vọng. Hắn vẫn tưởng rằng tình cảm của hắn với tả hiểu tình đã gần như là nước chảy thành sông, nhưng thật không ngờ cuộc nói chuyện của nàng cùng Điền Bân lại có thể làm thay đổi thái độ của nàng với mình được. Như vậy có thể thấy được, tình cảm của tả hiểu tình đối với hắn không đậm sâu như hắn vẫn tưởng tượng. Dù rằng trương đại quan nhân hắn là một kẻ da mặt dày như tường thành, tâm tình cũng được rèn luyện khá vững, nhưng ánh mắt hắn cũng không giấu nổi nỗi buồn vô hạn. Tả hiểu tình chậm rãi đi lên tầng trên, lúc đi ngang qua người trương dương, hai hàng lông mi nàng cũng run nhẹ nhẹ như đôi cánh hổ điệp trong gió người sau này cũng không nên tới tìm ta, ta cũng không muốn gặp ngươi nữa. Trương Dương vẫn đứng ngây ngốc tại cái bậc thang đó. Giờ đây mọi thứ xung quanh hắn dường như không còn tồn tại nữa, hắn chỉ thấy trống trải, chua xót, mất mát, nhói đau. Bao nhiêu cảm xúc cứ thế đan xen trong lòng hắn, hắn không nhận ra được, trong nháy mắt, lúc tả hiểu tình lướt qua người hắn, cũng là lúc đôi dòng lệ kia lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng trương đại quan nhân hắn vẫn cho rằng mình là một người cầm được thì cũng có thể buông được lại càng là một người không bao giờ chịu nhận thua lần này hắn chịu buông cũng chỉ là buông tạm thời bây giờ buông để ngày sau sẽ là nắm chặt hình ảnh của tả hiểu tình lại như gần như xa lại càng kích thích ý chí chiến đấu của hắn mãnh liệt hơn hắn thầm nhủ rồi sẽ có một ngày ta sẽ leo lên được đỉnh của ngọn núi cao không thấy ngọn mà tả hiểu tình đang ngồi chờ trương dương cũng không để nội tâm mình rằng xé lâu bởi vì ngay lúc này, hắn còn nhiều việc cần phải hoàn thành. Từ khi được sống lại, hắn mới cảm nhận được sinh mệnh đánh giá nhường nào, từ đó hắn cũng quyết định, sẽ không tiêu phí tất cả sinh mệnh quý giá của mình lên người nữ nhân. Còn có nhiều thứ khác đáng giá hơn với một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất như hắn. Triệu Tân Vĩ cũng đã chờ hắn trong xe bên ngoài từ khá lâu rồi. Còn chưa kịp lên xe, lại thấy điện thoại kêu lên, một dòng chữ nhỏ quen thuộc lại xuất hiện trên màn hình tiểu tử ngươi chết chắc rồi trương dương tức giận đến thiếu chút nữa là đập luôn cái máy điện thoại này ngay tại chỗ mẹ nó chứ từ lúc lên huyện xuân dương chẳng biết thằng chó chết nào cứ thế nhắn tin tới thằng nhãi con này thực chán sống rồi triệu tân vĩ liền đưa di động của mình cho trương dương trương dương khoát tay ý bảo không cần lạnh lùng nói đi thôi triệu tân vĩ hỏi định đi đâu ta đưa ngươi một đoạn trương dương lúc này mới nhớ ra mình còn chính sự cần giải quyết Cười nói, "Anh Triệu, ta cũng có điều muốn nói với ngươi. Ta công tác tại xã Hắc Sơn Tử, cũng có quen một vị trung y khá cao tay, nói không chừng có thể giúp ích cho chị Triệu được một chút." Triệu Tân Vĩ cũng biểu hiện vẻ mặt không mấy hứng thú lắm, lắc đầu nói, "Ta dám chắc, chị gái ta nhất định sẽ không đi đâu." Hắn cũng bình thản tra chìa khóa vào ổ, lại hỏi lại Trương Dương, "Định đi đâu?" "Ta đưa ngươi đi." Tâm tình Trương Dương từ lúc gặp lại Tả Hiểu Tình cũng không mấy vui vẻ nữa. Chỉ lắc đầu nói, ngươi còn bận nhiều việc, ta tự mình đi cũng được. Được rồi, lúc rảnh rỗi cùng ta uống vài chén là được." Triệu Tân Vĩ nói xong liền nổ máy cho xe chạy thẳng. Trương Dương quay đầu nhìn lại bệnh viện nhân dân huyện một chút. Vốn dĩ hắn là tới tìm cố chủ nhiệm Từ Kim Đế, thế nhưng thái độ lạnh nhạt vừa rồi của Tả Hiểu Tình làm tâm tình hắn buồn bực mãi không thôi. Hắn lắc lắc đầu như muốn quên đi mối sầu muộn này. Lúc quay mặt lại thì ánh mắt hắn lại sắc lạnh như muốn giết người lạnh lùng đi tới bốt điện thoại công cộng gần đó, gọi điện lại cho thằng nhãi liên tục nhắn cái tin, tiểu tử. Người chết chắc rồi. Trương Dương nổi giận đùng đùng giật mạnh cửa buồng điện thoại công cộng ra, bấm nhanh số 126. Giọng nữ nhân viên trực máy còn chưa kịp cất lên thì hắn đã hét lớn lên, nói cho ta biết, rốt cục là thằng chó chết nào nhắn tin đe dọa tới máy của ta. Các ngươi làm như vậy là đồng loà, là phạm tội. Các ngươi có biết hay không? Nữ nhân viên trực máy bị hắn dọa đến xanh mặt lại. Kỳ thực cái tin nhắn kia cũng không phải là nàng nàng truyền đi, có điều trên nguyên tắc thì nàng cũng có thể giúp hắn điều tra một chút. Số điện thoại gọi tổng đài tới là từ tỉnh Bắc Nguyên, nói là bạn gái hắn. Trương Dương cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Bạn gái? Lão tử có bạn gái sao? Từ Tả hiểu tình tới Hải Lan đều là ở tỉnh Bình Hải này, khác xa với Bắc Nguyên. Thế nào mà tự dưng lại có một người bạn gái nữa ở Bắc Nguyên nhỉ? Trương Dương vốn định quay về xã Hắc Sơn Tử, lại nhớ tới hôm nay là thứ năm, tối mai còn phải tới nhà lý trường vũ ăn cơm nữa. Hắn cũng quyết định ở lại thêm mấy hôm nữa, hơn hết tối nay còn phải an ủi tâm tình Hải Lan một phen. Trương Dương lại lùi thủi tới bốt điện thoại công cộng, thế nào lại nhớ tới thằng nhãi quấy rối kia, không nhịn được mắng một câu, mẹ nó chứ. Dám dọa nạt ông mày sao? Người mà rơi vào tay ông, ông cho mày muốn sống cũng không được chết cũng không xong lần này đi gọi điện thoại, là gọi cho Ngưu Văn Cường, lần trước gặp ở bến xe cũng là hắn có đưa cho mình một cái danh thiếp, không ngờ hôm nay lại phải tới dùng nó. Nhận ra được điện thoại của Trương Dương, như Văn Cường liền cười nói, tiểu trương chủ nhiệm à. Người giờ là anh hùng của cả cái huyện Xuân Dương này rồi đó. Thế nào, lần này tới huyện Xuân Dương cũng chẳng thèm báo ta một tiếng, có phải là thành anh hùng rồi nên khinh thường như Cường ta rồi phải không? Trương Dương thực tình cũng thấy buồn bực, thằng nhãi này thân thiết với mình từ lúc nào vậy nhỉ suy nghĩ một chút trương dương cũng nhận ra được là thằng nhãi này đang muốn lôi kéo làm quen mình đây ngẫm lại sự tình lần trước ở quán karaoke ái thần của hắn biểu hiện của thằng nhãi này cũng coi như tạm chấp nhận được trong lời nói của trương dương cũng có vài phần khách khí hơn ngày hôm qua ta cũng mới xử lý xong một số sự vụ của xã nhà bởi vậy cũng không rảnh rỗi đi đây đó chơi được như văn cường cười nói hiện giờ cũng đã xong việc rồi không bằng buổi tối tới kim khải việt uống vài chén với ta đi đội trưởng nghiêu cũng tới nữa trương dương nghe thấy tên khương lượng lập tức biết được nguyên nhân tại sao lúc nãy hắn mới rào trước muốn làm thân với mình hóa ra là được khương lượng kể về chuyện tình mình náo loạn tại đài truyền hình huyện kết giao với thằng nhãi này thì cũng chẳng sao cả hơn nữa cũng đã quyết định ở lại huyện vài ngày buổi tối đi uống với hắn vài chén cũng không hề gì nghĩ xong trương dương cũng sảng khoái đáp ứng hắn gọi xong cho nghiêu văn cường Trương Dương liền gọi điện cho Hải Lan báo cho nàng ta là đêm nay hắn sẽ ở lại đây. Hải Lan cũng hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của hắn, đáy lòng nàng cũng thấy vui sướng chờ mong, nhưng ngoài miệng lại hờn dỗi nói cứng, người định đóng đồ ở huyện Xuân Dương này luôn à. Sao không về cái xã Hắc Sơn Tử kia mà làm quan tiếp đi? Trương Dương lúc này mới nhắc tới chuyện Ngưu Văn Cường tối nay mời hắn ăn cơm. Hải Lan liền sẵn giọng nói, người đi ăn nhậu nhẹt chè chén, để ta chết đói ở nhà ở một mình à. Trương Dương vốn cũng lo sợ Hải Lan không muốn người khác biết quan hệ của bọn họ, bởi vậy hắn cũng không dám mời nàng đi ăn cùng, mà chỉ nói bóng gió là Ngưu Văn Cường tối nay mời hắn ăn cơm. Thực không ngờ nàng ta lại chủ động đưa ra ý kiến như vậy, trong lòng Trương Đại Quan Nhân hiển nhiên là kinh hỉ vạn phần, được được. Chờ người ta sở, ta sẽ đến đón. Không phải phiền phức như vậy, người ăn ở đâu thì báo ta một tiếng để ta tới đó. Lúc đó chỉ cần ngươi nói là muốn cảm ơn ta về cái vụ chuyên đề tin tức kia là được rồi. Câu nói trống chế dấu đầu hở đuôi này của Hải Lan càng làm Trương Dương cảm thấy buồn cười hơn. Hắn cũng chẳng muốn o ép nàng làm gì, liền nhận lời đáp ứng luôn. Hải Lan cũng đúng hẹn 6 giờ tối gặp Trương Dương tại trước cửa quán Kim Khải Việt. Hải Lan mặc một chiếc áo t-shirt dài tay màu cho, áo khoác ngoài màu hồng nhạt, vẫn là quần bò màu xanh cùng đôi guốc cao màu nâu. Chỉ tiếc một điều đôi kính dâm cùng chiếc khăn quàng cổ to đùng kia che mất hơn phân nửa bộ mặt yêu kiều của nàng ta. Trương Dương cười tủm tỉm ngắm nhìn Hải Lan, quả thực cho dù nàng ta ăn mặc bình thường như bao người khác, thế nhưng vẫn không che giấu được phong thái khác người đó. Cho dù là đang đeo kính dâm, nửa dưới khuôn mặt cũng bị khăn quàng cổ che đi, nhưng cái dáng điệu mỹ miều kia cũng hấp dẫn sự chú ý của không ít người qua đường. Hải Lan tới trước mặt Trương Dương, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, coi như người có lương tâm, còn biết chờ ta ở ngoài cửa. Trương Dương Tủm tỉm cười nói, ta cũng chờ ở đây hơn một ngàn năm rồi, có hay không lại được ở bên người đẹp một đêm. Hải Lan khẽ kêu nhẹ một tiếng, sợ làm người khác chú ý tới bên này liền vội vàng vào trong quán. Như Văn Cường đã đặt trước phòng phú quý số 318. Nhà hàng Kim Khải Việt này cũng là mới khai trương, Như Văn Cường hắn cũng có chút cổ phần trong đó. Phương thức kinh doanh cũng là dập khuôn theo nhà hàng Kim Khải Việt khá nổi tiếng trên thành phố Giang Thành. Hơn hết, đầu bếp cũng là được tuyển chọn đặc biệt từ Giang Thành về, bởi vậy mà từ lúc khai trương tới nay, sinh ý cũng khá rồi rào, muốn có phòng VIP thì phải đặt trước 5 ngày. Trương Dương nhìn thấy khung cảnh nhà hàng được trang trí hoa lệ cũng không khỏi cảm thán một câu, thực là xa xỉ quá đi. Hải Lan nở nụ cười, đối với nàng thì những tràng cảnh này nàng cũng được thấy không ít nghiễm nhiên nơi đây cũng chẳng làm nàng ngạc nhiên gì lắm. Đẩy cửa phòng phú quý vào liền thấy bên trong đã có sáu người ngồi chờ sẵn. Ngoại trừ Nghiêu Văn Cường cùng Khương Lượng là hắn đã gặp qua, còn bốn người còn lại Trương Dương cũng không có quen mặt lắm. Nghiêu Văn Cường cũng không nghĩ tới nữ phát thanh viên xinh đẹp Hải Lan kia tới cùng Trương Dương, hắn đứng dậy cười nói, phóng viên Hải Đại Giá Quang Lâm, thực sự là vẻ vang cho Kim Khải Việt chúng tôi quá rồi. Phải biết rằng buổi khai trương của Kim Khải Việt, Ngưu Văn Cường hắn cũng đã đích thân đi mời nữ phát thanh viên xinh đẹp này chủ trì, nhưng lại bị nàng ta thẳng thừng cự tuyệt. Không ngờ tới ngày hôm nay nàng ta lại tới cùng Trương Dương, hắn cũng ẩn ẩn nhận ra được quan hệ của hai người này sẽ không tầm thường như vẻ bề ngoài. Hải Lan thản nhiên cười nói, ta cũng chỉ là đi theo mà thôi. Tiểu Trương chủ nhiệm mới là khách quỷ của người đó. Ngưu Văn Cường cười ha hả, rồi niềm nở tiến lên bắt tay Trương Dương. Chào hỏi xã giao xong, Trương Dương ngồi xuống bên cạnh Khương Lượng, Hải Lan cũng ngồi xuống cạnh hắn luôn. Trong bốn người, Trương Dương không biết mặt thì hai người cũng là cổ đông của Kim Khải Việt cũng như là đối tác làm ăn của Ngưu Văn Cường. Trong hai người còn lại thì một người là bạn học cũ của Ngưu Văn Cường, hiện giờ là cục phó cục thủy lợi tên Trường Tạ Siêu, còn một người là phụ tá của Khương Lượng tên Bùi Cảnh Minh. Lúc Trương Dương ngồi xuống mới phát hiện ra chỗ ngồi ở giữa còn để trống, đoán rằng hôm nay hắn cũng không phải là chủ bữa cơm này. Hẳn là còn một người chủ trì nữa chưa tới. Chờ một lúc vị chủ trì bữa cơm này cũng tới, nguyên lai là cục trưởng cục công thương từ Triệu Bân. Từ trước tới giờ, Trương Dương với Từ Triệu Bân cũng không có giao hảo gì, nhưng lâu nay cũng được nghe danh tiếng hắn. Bởi nhẽ hắn là chồng của Vũ Thu Linh. Kể cả là thân phận hay tuổi tác thì Từ Triệu Bân cũng đều đáng ngồi ở vị trí chủ trì. Từ Triệu Bân cười cười bắt chuyện cùng mọi người, lại chủ động đưa tay ra mời bắt tay với Trương Dương, tiểu Trương chủ nhiệm phải không? ta cũng được nghe khá nhiều danh tiếng về người đó, quả thực là tuổi trẻ tài cao, thiếu niên xuất anh hùng. Trương Dương thấy thái độ điềm đạm của hắn, hiển nhiên cũng sinh ra vài phần hảo cảm liền bắt tay với từ triệu bân, cười nói, đại danh của từ cục trưởng như sấm rền bên tai đã lâu, không ngờ tới ngày hôm nay lại có cơ hội được gặp mặt. Từ triệu bân cũng cười nói, dù sao cũng là nhờ văn cường tạo điều kiện cho hai bên gặp gỡ nhau. Như Văn Cường cũng làm tốt vai trò của chủ nhà, đứng dậy cười nói, vào chung phòng này thì chúng ta cũng là anh em tốt của nhau, mấy người đừng nói chuyện khách khí như vậy nữa." Từ Triệu Bân ha ha cười nói, "Đúng vậy, đóng cửa lại là anh em tốt của nhau. Hôm nay ta làm chủ, mọi người cứ uống cho thống khoái, chẳng cần biết cái gì tham ô hối lộ, cũng chẳng phải sợ bị dân chúng chê cười." Một câu nói cũng khiến cả đám phải nháo nhào hưởng ứng. Trương Dương cũng liếc mắt nhìn lại Từ Triệu Bân một cái thực không nghĩ tới vũ thu linh trầm ổn cẩn thận lại có người chồng thích khơi màu náo nhiệt như vậy. Lần này toàn là khách quý, hiển nhiên Ngưu Văn Cường cũng không thể tùy tiện cho được, hắn liền gọi một bàn tiệc tiêu chuẩn 1888 cao nhất của nhà hàng. Tiêu điểm của buổi tiệc rượu hôm nay hầu hết là từ Triệu Bân với Hải Lan. Mọi người đều kinh rượu từ Triệu Bân cũng bởi vì hắn là người cao tuổi nhất ở đây, hơn nữa luận cấp bậc, hắn cũng trên tất cả mọi người. Còn mời rượu Hải Lan bởi vì nữ phát thanh viên xinh đẹp cực kỳ nổi tiếng này thì ai mà chẳng muốn làm quen. Trương Dương cũng không phải vì bị cho ra rìa mà buồn bực, bởi vì hắn đang hăng say đấu rượu với cả đám ở đây. Mọi người cũng đều bị hắn làm cho kinh hồn bạt vía, không dám uống tiếp nữa, chỉ có Khương Lượng là nhỉnh hơn được chút ít. Từ triệu bân thân là chủ trì, nên hắn cũng phải tiếp hết một vòng rượu, xong rồi mới quay sang bên Trương Dương, tiểu trương chủ nhiệm. Ây, tên người thực là khó đọc quá đi không bằng ta cứ gọi là tiểu Trương thôi, được chứ?" Trương Dương cười tủm tỉm gật đầu, cười hớn hở đáp trả, "Vậy ta cũng nên gọi ngài là anh rể mới phải chứ nhỉ?" "Nào, anh rể, ta kính ngươi một chén." Từ Triệu Bân cười nói, "Ngươi cứ gọi ta là Từ Ca đi. Đều là người một nhà cả mà, còn khách sáo làm gì nữa, hơn nữa ta thấy hai ta tính tính cũng khá hợp nhau đó chứ, cũng là cùng chị ngươi thân thiết hơn." Ngưu Văn cường nhịn không được cười lớn, "Từ lão đại ơi là Từ lão đại." sao ta nghe những lời này của ngươi giống như là ngay sau đây hai người các ngươi sẽ ôm nhau ngủ vậy cả đám rú lên cười từ triệu bân xấu hổ cười mắng chỉ biết vụ oan giáo họa cho người tốt có gì hay ho đâu nói xong hắn liền cụm chén với trương dương hai người đều uống cạn thấy trương dương vẫn âm trầm như thường hải lan cũng hài lòng thầm gật đầu xem ra tiểu tử này cũng có chút ngộ tính về quan trường rồi không nóng nảy hấp tấp như trước nữa từ triệu bân tuy rằng tử lượng rất khá nhưng hắn là người biết chừng mực, uống được hai chén liền lấy tay che chén rượu lại, cười nói, ngày mai ta còn phải làm việc, không tiện uống nhiều. Hắn đã nói như vậy, mọi người hiển nhiên cũng không muốn ngượng ép, quay ra chúc nhau một hai chén nữa rồi bắt đầu ăn thức ăn. Như Văn Cường lên tiếng, từ lão đại đêm nay còn phải về nhà chiếu cố chị dâu. Chúng ta không có việc gì làm, chỉ bằng đến quán của ta hát cho vui. Từ triệu bân cười mắng, ra rồi, không được sung sức như mấy người trẻ các ngươi. Trước khi chia tay trước cửa quán Kim Khải Việt, từ triệu bân kéo tay Trương Dương nhỏ giọng nói, người anh em à. Chị Vũ người tâm địa thiện lương, làm việc không quả quyết, nặng về tình cảm. Sau này có gặp phải chuyện gì, người nhất định phải giúp nàng ta một chút đó. Trương Dương cũng thầm nghĩ, người ta đường đường là một phó xã trưởng, còn ta chỉ là một gã chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình quen, đến biên chế chính thức cũng còn chưa có, lấy cái gì ra mà giúp người ta chắc hẳn thằng nhãi kia nghe ngóng được quan hệ của mình với Lý Bí Thư nên mới nhờ như vậy. Trương Dương cũng ngư tình giả ý, tươi cười bắt tay với hắn. Điều tiếp theo thực sự làm Trương Đại Quan Nhân phải vô cùng ngạc nhiên, không ngờ một người cũng có chút danh tiếng như từ triệu bân lại đi cái xe đạp Phượng Hoàng 26 đã long sòng sọc. Lẽ nào vì Cục trưởng Cục Công Thương này lại thanh liêm tới vậy sao? Hải Lan cũng kêu có việc bận nên cáo từ đi trước. Trương Dương biết chắc là nàng sợ người ta dị nghị nên mới chạy ra xa hắn nhanh như vậy. Chẳng hiểu nữ nhân là cái giống gì nữa. Rõ ràng là ở gần nhau, thế nào khi trước mặt người khác lại cứ làm bộ làm tịch làm mấy cái điệu bộ giả tạo kia. Đã thế lại còn giấu đầu hở đuôi, bịt tai trộm chuông nữa chứ. Thực là chẳng hiểu nổi nữa. Trương đại quan nhân cũng chẳng có năng khiếu ca hát, nhưng hắn cũng không tiện từ chối, cũng đành lục đục theo đám người như Văn Cường đi hát karaoke. Ngưu Văn Cường kêu thêm một chút đồ ăn vặt cùng một mâm hoa quả, với hai chai rượu ngoại nữa. Từ lần uống chi phát với Hải Lan, Trương Đại Quan Nhân hắn cũng dần dần biết thưởng thức rượu ngoại, uống vào thấy cũng được. Chỉ là Ngưu Văn Cường lại cùng mấy người bạn của hắn bàn chuyện làm ăn, Trương Dương cùng Khương Lượng cũng chỉ đành tụm lại nhau nói về chuyện tình ở đài truyền hình ngày hôm qua. Từ lời hắn nói, Trương Dương liền biết điều Đức Chí bị một quả đắng, nhịn không được ha hả cười lớn, nâng chén nói, "Nào Ta kính ngươi một chén." Khương Lượng cũng cười lớn, hai ta thực tâm đầu ý hợp. "Nếu sau này ngươi gặp phiền phức gì ở cái đất Xuân Dương này, cứ gọi cho ta một tiếng, ta nhất định sẽ tới." Hắn cũng loáng thoáng nghe ngóng được tiểu tử này với Lý Bí thư quan hệ không hề tầm thường chút nào. Cho dù Lý Bí thư sắp được thăng chức nhưng lực ảnh hưởng của hắn ở huyện Xuân Dương này hẳn cũng không suy giảm là bao. Hơn nữa mới gần đây, hắn cũng biết nội bộ cán bộ công an huyện Xuân Dương sắp có chuyển biến lớn khương lượng hắn tuy chỉ là một đội trưởng nho nhỏ nhưng chỉ cần quen thân được tiểu tử trương dương này đến lúc cần thiết ắt hẳn sẽ được nhờ cậy rất nhiều trương dương cũng sảng khoái gật đầu rồi lại cụng hắn một chén nữa đột nhiên bên ngoài lại truyền đến tiếng động lớn như văn cường có chút bực mình đứng dậy ở ngay trên địa bàn làm ăn của hắn mà có người dám làm loạn thực là không biết chữ chết viết như thế nào hắn cười cười với khương lượng cùng trương dương nói ta ra ngoài xem một chút các người cứ tự nhiên Hóa ra là hai gã lưu manh rượu vào lời ra đang làm loạn hết cả lên. Xã hội bây giờ là vậy, khi đã có hơi say rồi thì người ta chẳng còn biết sợ là gì nữa. Bất kể là bố con thằng nào, chẳng cần biết đang ở đâu, chỉ cần thấy chướng mắt là động thủ ngay. như Văn Cương đi ra thấy là hai thằng danh con đang cãi nhau, hắn cũng nhận ra hai thằng nhãi này cũng chẳng phải hạng con ông cháu cha gì, cười lạnh một tiếng rồi chậm rãi tới chỗ hai thằng nhãi đang làm ầm kia, cười nói: Hai anh bạn nhỏ đến nơi này là để vui vẻ, các người cũng bớt giận đi, chi phí đêm nay hết bao nhiêu cứ tính cho ta đi. Thế nào, cũng nên cho ta một chút mặt mũi chứ. Như Văn Cường hắn cũng thực muốn làm người tốt một lần, chờ đến lúc ra khỏi quán của ông thì ông mới tính sổ hai thằng nhãi con này sau. Một gã thanh niên trẻ tuổi mặc áo khoác đen cười gật đầu, ông chủ Nghiêu à. Mặt mũi người cũng là cái rắm gì chứ. Bàn tay phải hắn để sau lưng từ nãy tới giờ suốt ra chấp nhoáng, trong tay hắn còn cầm một chai bia nhắm thẳng đầu Ngưu Văn Cường đập xuống. Ngưu Văn Cường bị đánh trộm bất ngờ, căn bản không kịp né tránh, kêu to một tiếng ôm đầu nằm vật xuống sàn. Đỉnh đầu Ngưu Văn Cường rách toát ra, máu tươi phun tung tóe, tràn cả xuống mặt mũi hắn. Phát sinh xung đột làm 17, 18 tên trong phòng đồng loạt đứng lên, trong tay lăm le đồ chơi. Buổi tối quán cũng chỉ có bốn gã bảo vệ, thấy động tĩnh lớn như vậy, liền vội vã chạy lên nhưng không ngờ nửa đường lại bị đám côn đồ cầm gậy gộc bất ngờ đánh úp. Trong lúc nhất thời, tiếng người chửi bới nhau, tiếng người la hét ing ỏi tạo thành một mớ hỗn độn. Trương Dương cùng Khương Lượng vẫn đang uống rượu hàn huyên, đột nhiên bên ngoài phát sinh sự tình lớn như vậy, hai người nhìn nhau đều buông chén rượu xuống chạy nhanh ra bên ngoài. Vừa ra bên ngoài thấy hơn 20 gã lưu manh đang đập phá đại sảnh quán, đám khách hàng thấy có đánh nhau cũng cuống cuồng bỏ chạy hết người nào không chạy kịp đều chui hết xuống gầm bàn khương lượng bởi vì là đi ăn nhậu nên không có mang súng theo thấy đám lưu manh đông như vậy cũng nao nao nhưng hắn vẫn giận giữ hét lớn tất cả đứng yên ta là cảnh sát hắn vẫn nghĩ đám lưu manh thấy cảnh sát tới sẽ sợ hãi thế nhưng đám lưu lanh này lại như chẳng thèm để hắn vào mắt cứ thế đập phá tiếp hai gã côn đồ đang ủ lò đánh như văn cường đang nằm co quắp dưới sàn nhà Trương Dương tuy rằng không có giao tình thân thiết với Ngưu Văn Cường lắm, nhưng dù sao cũng là mình đang ăn nhậu trong quán của hắn, cũng không thể cứ khoanh tay đứng nhìn như vậy được. Trương Đại Quan Nhân chậm rãi bước tới, tung một cước đá bay một gã đang quây đánh Ngưu Văn Cường. Tên còn lại cũng giật mình kinh sợ, hắn chưa kịp phản ứng gì thì một bàn tay to đã bóp chẹt cổ họng hắn. Bốp, một tiếng bạt tai gió to vang lên, mặt mũi thằng nhãi kia cũng phải nở hoa. Ngưu Văn Cường máu me bê bết lúc này mới chật vật từ dưới đất bỏ dậy. Cầm lấy một chai rượu trên bàn đập thẳng xuống đầu một thằng nhãi gần đó, giận dữ hết lớn, mẹ nó chứ, thằng chó nào dám động vào ông. Từ trước tới nay hắn vẫn cho rằng tại cái huyện Xuân Dương này, hắc bạch hai đạo hắn đều có quan hệ không tồi, không nghĩ tới lại có ngày người ta đến tận cửa đập phá như vậy. Để tiếng này truyền ra ngoài thì hắn sao còn mặt mũi gặp anh em cho được. Tiếp đó Khương Lượng cùng Bùi Cảnh Minh cũng gia nhập chiến trường. Hai người đều là cảnh sát được huấn luyện bài bản, võ vẽ cũng thuộc loại khá, hơn nữa lại có sát khí ngập trời của Ngưu Văn Cường cùng Trương Dương võ công thâm sâu khó lường, thế cục chiến trường lập tức nghiêng hẳn về bên Trương Dương. Lúc này cũng có hơn chục gã bảo vệ lực lưỡng từ bên Kim Khải Việt phía đối diện chạy sang giúp sức. Ngưu Văn Cường vốn dĩ là đại cổ của Kim Khải Việt, đại cổ đông gặp nạn thì bên này sao mà ngồi nhìn người ta chết được. Đầu Ngưu Văn Cường chỉ bị nở hoa một chút, cũng không ảnh hưởng gì tới xương cốt hắn kiên trì không đi bệnh viện, chỉ cầm máu qua loa một chút là ổn. Tay giữ cái khăn cầm máu trên đầu, hắn nghiến răng lạnh lùng đi tới chỗ sáu người bị bắt giữ trong nhóm lưu manh lúc nãy. nhấc chân sút vào bụng một thằng, hai mắt trợn ngược lên mắng lớn, mẹ nó chứ. Là thằng nào sai bọn mày tới đây, nói cho ta, không ta giết từng thằng một. Khương lượng ho khan một tiếng, hắn dựa vào trực giác của cảnh sát biết được đây chắc chắn là vụ ẩu đã có mục đích cùng kế hoạch từ trước chắc chắn Ngưu Văn Cường 8 phần 10 là đắc tội với người nào rồi, cho nên tối nay người ta mới tới tận nhà tính sổ như vậy. Sáu gã thanh niên cũng rất có khí phách, không đứa nào mở miệng nói nửa lời. Ngưu Văn Cường đang định ra tay lại bị Khương Lượng ngăn lại, chuyện này cứ để ta giải quyết đi, người đi lo xử lý một chút quán karaoke của ngươi là được rồi. Lúc này xe cảnh sát cũng chạy tới bên ngoài cửa quán. Ngưu Văn Cường thấy cảnh sát dồn dập chạy tới, hắn cũng bình tĩnh lại một chút trung quốc là nước xã hội pháp trị không cho lạm dụng tư hình hơn nữa hắn là một người làm ăn một số việc vẫn phải nên làm theo trình tư nghĩ thông rồi hắn liền gật đầu cho khương lượng hắn cũng tin với quan hệ của hai người khương lượng hiển nhiên sẽ giúp cho hắn khương lượng chỉ huy cấp dưới áp giải tất cả bọn lưu manh này về đồn trước khi đi hắn nhịn không được phải liếc mắt nhìn lại trương dương một cái tối nay hắn cũng được sức chiến đấu kinh người của thằng nhãi trương dương này nếu không có thằng nhãi này thì chỉ bằng một mình hắn cùng bùi cảnh minh sợ rằng cũng không áp chế hoàn toàn được đám lưu manh này. Lúc cảnh sát kéo đi hết, như văn cường tay giữ vết thương trên đầu, nhìn lại quán của hắn đã tan hoang như bãi chiến trường, trong lòng cũng buồn bực không nói lên lời. Hắn thực cũng không nghĩ ra là đã đắc tội với người nào để bây giờ bị trả thù như vậy. Lúc này cục phó cục thủy lợi tạ ơn siêu sắc mặt tái nhờ từ trong phòng đi ra, nói lời cáo từ rồi đi thẳng. Ngưu Văn Cường tuy rằng giải thích được hành vi nhát gan của hắn, nhưng dù sao cũng là bạn cùng học, lại đồng cam cộng khổ lâu năm, làm người ai làm thế? Trương Dương cũng tiện thể cáo từ luôn. Ngưu Văn Cường lòng tràn ngập cảm kích nắm chặt cánh tay Trương Dương, cũng chính Trương Dương là người đầu tiên xông lên đánh hai gã kia cứu hắn một mạng. Hắn cười nói: Ta sẽ ghi nhớ mối ân tình này. Trương Dương cười nói: Chỉ là việc nhỏ mà thôi, Hà Tất phải bận tâm nhưng mà ngươi cũng nên thay đổi đám bảo vệ này đi. Quả thực bốn gã bảo vệ kia lúc nãy cũng chẳng làm nên được bộ dạng gì, cứ để mặc người ta trà đạp mà không có phản kháng lại. Trương Dương rời quán karaoke ái thần, tới thằng tiểu khu xuân chứ, hiện tại hắn cũng coi nơi đây như nhà của mình rồi. Nhảy qua tường rào, lặng lẽ đứng trước cửa, gõ nhẹ hai tiếng. Hải Lan vẫn là chờ hắn về từ lâu, cũng không nghĩ tới hắn mãi tối muộn mới chịu về. Thấy Trương Trương máu me vương vãi khắp người, Tưởng hắn vừa xảy ra chuyện gì, sợ hãi nói, làm sao vậy? Có bị thương chỗ nào không? Trương Dương cười lắc lắc đầu, vòng tay ôm eo Hải Lan, kéo nàng ta lại gần rồi hôn một cái sau đó mới kể một lượt sự việc vừa phát sinh tại quán karaoke ái thần. Hải Lan cởi áo khoác của Trương Dương ra, đem đi giặt giúp hắn. Nước nóng nàng cũng chuẩn bị cho hắn từ sớm, hắn cười cười, thong thả tắm một lượt cho sạch sẽ. Hải Lan cũng nhân lúc hắn tắm chạy đi mua một bộ quần áo mới. Lúc tắm rửa sạch sẽ xong, tới ngồi bên cạnh, nghịch nghịch đám tóc dài của nàng, nhẹ giọng nói, "Ngươi thật đẹp." Nghe buồn nôn quá, Hải Lan hờn dỗi đẩy nhẹ hắn ra, mỉm cười nói, "Ta nghe nói, cục trưởng cục công thương từ Triệu Bân lần này có khả năng được đề bạt lên làm thị trưởng thành phố." Trương Dương cẩn thận suy nghĩ lại một chút, lúc này mới hiểu tại sao cả đám người tối nay đều kính trọng hắn như vậy, hóa ra là hắn sắp được thăng chức. Hải Lan nói, "Cái quan trọng nhất của quan trường chính là quan hệ." chỉ có đi giao tiếp cùng quan hệ thật rộng, lúc đó người mới có thể làm việc dễ dàng được. Trương Dương cười nói, ta chỉ là một gã chủ nhiệm ban kế hoạch hóa nho nhỏ, đáng để người ta phải lập mối quan hệ sao? Hải Lan khanh khách cười lớn, gần đây ta cũng nghe được một lời đồn đại. Đôi mắt đẹp quyến rũ tràn ngập rảo hoạt cùng trêu đùa. Trương Dương làm điệu bộ chăm chú lắng nghe. Có người nói chủ nhiệm ban kế hoạch hóa xã Hắc Sơn Tử tên Trương Dương là con riêng của bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ, nói còn chưa hết câu, nàng cũng không nhịn được khanh khách cười lớn. Trương Dương cũng dở khóc dở cười, cộng trừ nhân chia đi thì ta cũng phải hơn một nghìn tuổi có lẽ rồi, còn chưa làm lão tổ tông của Lý Trường Vũ hắn, thế nào lại thành con riêng của hắn được. Nhịn không được mắng một tiếng, ta mà bắt được thằng nào nói bậy, sẽ đánh hắn tới khi con cháu hắn không nhận ra được hắn nữa mới thôi. Hải Lan chuyển ánh mắt nhìn tivi, nhẹ giọng nói, nghe lung tung như vậy nhưng nhiều lúc lại chứa đựng những manh mối quan trọng, làm cán bộ nhà nước mà ngươi ngay cả khứu giác chính trị cũng không có, đúng là chẳng được cái bộ dạng gì mà. Trương Dương hai tay ôm chặt eo Hải Lan, nhẹ giọng nói, hay là ngươi dạy ta đi. Hải Lan nói, lấy một ví dụ, ngày hôm đó ngươi cứu hộ ở xã Hắc Sơn Tử, có cái gì mà ngươi không hiểu được không? Trương Dương suy nghĩ một chút, rồi lắc lắc đầu. Ngón tay nhỏ nhắn của Hải Lan điểm nhẹ lên chán hắn, người đó. Có hay không để ý tới Vũ Thu Linh? được hải lan nhắc nhở trương dương lập tức hiểu ra đúng vậy ngày hôm đó quả thực là cơ hội tốt để đánh bóng tên tuổi mình trên tv bởi vậy lý trường vũ không có bỏ qua vương bác hùng cũng không bỏ qua vì sao quách đạt lượng người luôn tham công lại trốn đâu mất tiêu ngược lại một người luôn trầm lặng như vũ thu linh hôm đó lại có thái độ hơi bất thường lại nhớ tới lúc nãy từ triệu bân tuy sắp được lên chức nhưng trước khi rời đi lại nhiệt tình nhờ vào mình trương đại quan nhân cũng mơ hồ cảm nhận thấy điều gì đó Hải Lan nhẹ giọng nhắc nhở, ta nghĩ tại lần đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc ở xã ngươi sắp tới, chắc chắn sẽ có đột xuất kỳ binh đó. Trương Dương gật đầu như đã hiểu, hắn có cảm giác như Vũ Thu Linh lần này sẽ có một bước nhảy vọt cho xem. Trước đây hắn vẫn tưởng quách đạt lượng được làm xã trưởng như ván đã đóng thành thuyền, nghĩ không ra thuyền vừa mới đóng xong lại lật ngay được. Hắn cười nói, ai lên ai xuống cũng chẳng quan tâm, bởi lẽ hiện tại vẫn chưa đến lượt ta. Hải Lan lại một lần nữa cười lớn, ngươi thực sự là một gã tham quan mà. Ở cái xã Hắc Sơn từ nhỏ bé đó thì cũng chẳng làm nên trò trống gì được cả, phải nghĩ lớn hơn nữa đi chứ. Gần đây ngươi cũng lập không ít chiến tích, từng đó cũng đủ để ngươi tham quan tiến trước rồi. Nhưng mà quan trường cũng có nguyên tắc của quan trường, ngươi cũng chỉ có thể từng bước mà tiến lên. A, à, Hải Lan cảm nhận rõ ràng đôi ma chảo của hắn đang vuốt ve ngực mình. Thân thể mềm mại cũng trở nên ướt át hơn, ngượng ngùng chừng mắt nhìn hắn, ngươi còn làm bậy, ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa. Trương Dương bỗng nhiên tiến công dồn dập hơn, vòng tay ôm cổ nàng ta, hôn môi một cái, giọng điệu cũng trở nên ám muội hơn, ta thích nhất lúc người cầm microphone nói chuyện đó. Đáng ghét, Trương Đại Quan Nhân cũng thả lỏng người ra đón nhận cái khoái cảm cực lạc kia, hai tay hắn không tự chủ được mà lúc thì vò loạn tóc của Hải Lan lên, lúc lại tác động thêm lực làm động tác của nàng ta nhanh hơn, mạnh hơn. Chương 37, chính trị khốn khiếp. Lý Trường Vũ muốn gặp Trương Dương chủ yếu là vì hai chuyện. Thứ nhất là tin vui dành cho hắn, Trương Dương đã chính thức được có biên chế cán bộ nhà nước, hiện tại Trương Dương mới thực sự là chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn Tử, hàng thật giá thật 10 phần. Tuy vẫn chỉ là một gã chủ nhiệm cấp xã còn con nhưng Trương Dương cũng cực kỳ vui sướng, bởi lẽ vạn sự khởi đầu nan, việc gì cũng phải từ từ từng bước mà tiến lên hơn nữa tới tận bây giờ hắn mới được coi như chính thức bước chân vào chốn quan trường. trương dương cũng biết, chẳng có chuyện tốt gì từ trên trời rơi xuống cả, chắc chắn là lý trường vũ cũng giúp đỡ không ít chút nào. điều này cũng chứng minh được lý bí thư thực sự rất coi trọng hắn. căn phòng làm việc của lý trường vũ trong căn nhà nhỏ ở khu vi viên từ lâu đã thành nơi mật bàn của trương dương với hắn. lúc hắn nói xong tin vui này thì hiển nhiên sẽ tới việc chính thứ hai chính là muốn kêu trương dương xem lại bệnh của hắn một chút trương dương à người bắt mạch giúp ta một chút xem bệnh tình ta thế nào rồi trương dương cười tủm tỉm gật đầu ngón trỏ với ngón giữa chụm lại cẩn thận bắt mạch lại cho lý trường vũ một chút trương dương cũng biết trong lòng vị lý bí thư huyện ủy này vẫn còn bị tâm ma ám ảnh rất nhiều mình vừa tới là hắn đã báo tin vui trước hiển nhiên là hắn muốn mình báo đáp lại hắn đây chính là chính trị chẳng có lòng tốt nào cả mà chỉ có trao đổi lợi ích mà thôi ngươi không có giá trị lợi dụng, đừng hòng người ta cho ngươi lợi ích. Lý Trường Vũ thấy vẻ mặt ngưng trọng của thằng nhãi kia, trong lòng không khỏi trầm xuống. Phải biết rằng, những người làm quan to như Lý Bí Thư đây thì lại là những người sợ chết nhất, bởi lẽ dù ngươi có giàu tới đâu, quyền lực có lớn đến nhường nào đi chăng nữa thì lúc xuống mổ rồi cũng chẳng thể đem theo được. Thực ra Trương Dương làm ra vẻ trầm mặc không nói gì, cũng chỉ là để thử xem tính nhẫn nại của Lý Trường Vũ đến đâu mà thôi. Lý Trường Vũ rốt cuộc cũng không chịu được nữa, thấp giọng hỏi nhỏ thế nào. Trương Dương lại lắc đầu cười khổ một chút, Lý Trường Vũ cũng thở dài một hơi, hắn cũng không ngờ mình lại xui xẻo đến như vậy. Trương Dương cười nói, người gần đây có cùng người đó. Làm, làm chuyện gì gì đó không, thằng nhãi này chỉ là muốn đùa giỡn nên nói bừa như vậy mà thôi, chứ Trương Đại Quan Nhân có thần thông đến mấy cũng không thể qua mạch tượng mà biết được người ta có làm cái chuyện ấy hay không. Lý Trường Vũ trong lòng cũng đã nguội lạnh, cũng không nhận ra được là thực hay hư, cũng có thể bởi vì trước đây Trương Dương từng một lần xuất thủ cứu trị dâu hắn, bởi vậy hắn cũng khá tin tưởng vào tay nghề của Trương Dương. Thằng nhãi này nói gì hắn cũng đều tin sái cổ, quả thực trước đây Trương Dương cũng đã nhắc nhở hắn không nên làm chuyện ấy nữa. Trên chán hắn cũng lấm tấm mồ hôi lạnh, run run, run giọng nói có. Có một lần, Trương Dương trong lòng cũng cười thầm, Cát Xuân lệ dỗ sao cũng là đại mỹ nữ, vậy mà ngươi cũng chỉ có một lần. Hắn cũng lắc đầu cảm thán, thực là quá lãng phí của rời rồi, quá ít rồi. Lý Trường Vũ cũng kinh ngạc trợn ngược mắt lên, ta không phải nghe nhầm chứ, tiểu tử này vừa nói cái gì cơ. Trương Dương cười tủm tỉm nói, ngươi bị khí huyết tắc nghẽn, ta nói ngươi làm chuyện này quá ít rồi. Có làm một lần thì sao mà khơi thông máu huyết cho được. Lý Trường Vũ lúc này mới nhận ra, vốn từ đầu thằng nhãi này đã đùa cợt hắn rồi. Lý Bí Thư giờ khóc giờ cười nói, ra rồi, không thể so sánh với đám thanh niên trẻ tuổi các ngươi được. Trương Dương nở nụ cười xấu xa nói, có câu, già mà xương gà mái tơ cũng nhai rau ráu. Chỉ cần bảo dưỡng tốt thì đám thanh niên trai tránh cũng phải sách dép chạy dài. Phóng mắt cả cái huyện Xuân Dương này, người dám trêu đùa cợt nhả với Lý Bí Thư thì chỉ có mình thằng nhãi này. Chẳng hiểu sao, rõ ràng Trương Dương hết lần này tới lần khác bồi bác Lý Bí Thư như vậy, nhưng hắn cũng không nổi giận hay cho rằng Trương Dương đang xúc phạm hắn. Hắn chỉ cảm thấy một loại tình cảm thân thiết không nói lên lời, giả như người nhà đang nói chuyện với nhau vậy. Lý Trường Vũ cũng nhận ra, bây giờ hắn không hề thấy oán hận thằng nhãi Trương Dương này chút nào nữa, mà coi hắn như một người bạn hiền không giấu giếm nhau điều gì thế nào là bảo dưỡng. Trương Dương cũng rộng lượng truyền thụ cho hắn mộ bộ nhập định ngồi thiền điều hòa khí tức. Nếu như chăm chỉ luyện tập đều đặn, không chỉ có khả năng tăng cường khí lực, mà về mấy phương diện chăn gối của đàn ông cũng giúp ích khá nhiều. Lý Trường Vũ cũng không hổ danh là một lão cáo già không ngoan, Trương Dương chỉ dạy hai lần là hắn đã cơ bản nắm được pháp quyết, khí tức trong cơ thể vận hành một vòng, hắn liền cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần hưng phấn hơn trước rất nhiều, thực thần kỳ đúng như lời Trương Dương đã nói. Lý Bí thư hắn tâm tình phấn khởi, không khỏi lan man nghĩ tới sẽ phải nhanh chóng tìm Cát Xuân lệ thao luyện một hồi, để kiểm chứng độ hiệu quả của bộ pháp quyết điều hòa khí tức này. Lúc này Trương Dương lại nhớ tới lời Hải Lan nhắc nhở tối hôm qua, cũng định hỏi Lý Trường Vũ xem thực hư sơ ra sao. Hắn liền thấp giọng nói, Lý Bí Thư sẽ tới dự đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc ở xã Hắc Sơn Tử không? Lý Trường Vũ liền cảnh giác hơn, hắn cũng biết thằng nhãi Trương Dương này là một người đam mê quyền lực, tự dưng nhắc đến chuyện này, không nhẽ hắn muốn mình cho hắn cái chức xã trưởng kia sao? Lý Trường Vũ mỉm cười nói, người còn trẻ, kinh nghiệm còn thiếu sót nhiều lần này cũng là một cơ hội tốt để ngươi học tập cùng rèn luyện bản thân trương dương biết là lý trường vũ hắn đã hiểu hầm ý của hắn nhưng mà hắn lại từ chối thẳng thừng như vậy thực cũng làm người khác có chút bất mãn trương dương có chút không phục phản bác lại lúc ra cát lượng xuất sơn cũng đâu có chiến tích gì sao ngươi lại có thể chắc chắn ta thiếu kinh nghiệm nghiệp vụ được lý trường vũ không nhịn được cười nhạt một tiếng thực ra hắn cũng là muốn bảo trương dương phải nhẫn nại người trẻ tuổi thì phải chịu được tịch mịch chỉ có nền móng tâm tình trầm ổn mới có hy vọng trưởng thành đại thụ che trời được. Trương Dương lúc này mới hiểu được ý của Lý Trường Vũ, gượng cười nói ta cũng đâu phải là muốn ngươi cho ta cái chức xã trưởng kia. Lý Trường Vũ bị hắn nói chúng tim đen, cũng tủm tỉm cười trừ. Trương Dương nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng biết không làm thì sao được hưởng. Ta chỉ là thấy hứng thú tới sự biến động của xã Hắc Sơn Tử mà thôi, cũng là muốn hỏi ngươi một chút tin tức. Lý Trường Vũ cũng hào hứng nói, trước tiên cứ nói nhận xét của ngươi đi. Trương Dương thấp giọng nói, dạo gần đây Vũ Thu Linh có vẻ hăng hái hơn trước rất nhiều. Phải chăng là quân cờ mà đám lãnh đạo các ngươi cài sẵn từ đầu? Lý Trường Vũ cũng rất đối ngạc nhiên nhìn lại thằng nhãi Trương Dương này một chút. Thực không ngờ tới, hắn mới có bước chân vào trốn quan trường được ít lâu mà đã luyện được khứu giác chính trị nhạy cảm như vậy, tiền đồ của hắn cũng khá đây. Nhưng có một điều lý bí thư hắn không biết được, Trương Dương nhận ra được những điều này căn bản là nhờ Hải Lan mơm ý từ trước. Lý Trường Vũ nhấc chén trà lên, điệu bộ cực kỳ tao nhã nhấp một ngụm, rồi mới chậm rãi nói cũng không có chuyện gì lớn xảy ra cả. Lần đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần này, người chỉ cần làm tốt trách nhiệm một người dân bình thường là được. Còn về phần chuyện phát sinh ngoài lề, người không nên hỏi đến là tốt nhất. Trương Dương cẩn thận suy xét lại mấy lời vừa rồi của Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ lại nói, vụ việc trường tiểu học Hồng Kỳ bị cháy, dù rằng Hồ Ái Dân đã gánh chịu mọi trách nhiệm. Nhưng Quách Đạt Lượng hắn lúc làm phó xã trưởng lại được phân công quản lý bên phòng cháy chữa cháy xã, hắn cũng không thể trốn trách trách nhiệm của mình được. Huống chi căn cứ theo kết quả điều tra của cục thanh tra thì hắn thực cũng là một người có tài năng, thế nhưng lại không có tính quyết đoán cùng dũng khí. Người như vậy không thể là người đứng đầu một xã được. Trương Dương trong lòng cũng cười thầm, Quách Đạt Lượng không thích hợp, lẽ nào nữ nhân vũ thu linh kia lại thích hợp sao? Một người nhu nhược như nàng ta sợ rằng cũng khó lòng thu phục lòng người được. Lý trường vũ cười nói, người đừng nên xem thường xã, nói gì thì nói đó cũng là một phần trong tổng thể bộ máy nhà nước. Người càng ở đó lâu, chắc chắn sẽ càng học hỏi được những kinh nghiệm đáng giá. Trường đại quan nhân đời nào muốn ở mãi cái trốn thâm sơn cùng cốc đó được, hắn có chút buồn khó chịu nhíu nhíu mày lại nói, ta nghe nói Lý Bí Thư sắp lên tới Giang Thành rồi phải không? Lý Trường Vũ nở nụ cười, cái tin tức này cũng chẳng phải là cơ mật gì, Trương Dương nghe ngóng được cũng là bình thường. Hắn gật đầu nhàn nhạt, nhạt nói, chuyện này là có thật, nhưng ta có được huyên chuyển đi đâu chăng nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì tới sự phát triển của người đâu mà lo. Những lời này cũng là khẳng định với Trương Dương, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn thì sau này ta cũng sẽ còn giúp đỡ ngươi. Kỳ thực Trương Dương rất muốn sớm rời khỏi cái xã Hắc Sơn Tử kia, chẳng qua lòng tự tôn của hắn không cho phép hắn mở miệng cầu cạnh người ta được. Mà trên hết, Trương Đại Quan Nhân là muốn kiếm một cái đại thành tích để chứng minh được là hắn có năng lực thực sự, đến lúc đó không còn ai dám dị nghị đàm tiếu hắn nữa. Nhưng mà ở cái xã Hắc Sơn Tử khỉ ho cò gái kia, có làm quan lớn đến mấy thì cũng chẳng lấy gì làm kiêu ngạo cả. Lý Trường Vũ cũng nhỏ giọng nhắc nhở Trương Dương, người đã chủ động nhận trách nhiệm xây dựng lại trường tiểu học Hồng Kỳ thì nên làm thật tốt vào. An Chí Viễn lão tiên sinh có là trước thanh minh sẽ tới huyện Xuân Dương, chắc chắn hắn sẽ xuống xã Hắc Sơn Tử để xem xét tình hình thi công. Nếu như thành quả của ngươi không làm hắn vừa lòng thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng đó, nhưng ngược lại, nếu như hắn hài lòng khen ngợi ngươi mấy câu, thì chắc chắn con đường thăng quan tiến chức của một cán bộ trẻ tuổi như ngươi sẽ rộng mở thanh thang. Kỳ thực Quách Đạt Lượng lại đem trách nhiệm xây dựng lại trường tiểu học Hồng Kỳ đổ lên đầu Trương Dương, điều này làm Lý Bí thư cũng căm giận không ít, như vậy chẳng phải hắn không thèm nể mặt mũi mình hay sao? Nhưng lúc Lý Trường Vũ suy ngẫm lại một chút mới nhận ra được, đây cũng không hẳn là chuyện xấu, ngược lại thì đó cũng là một cơ hội cực tốt. Nếu như Trương Dương có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, cộng thêm những chiến tích của hắn gần đây nữa thì chắc chắn thằng nhãi này sẽ được bước một bước tiến dài trên con đường làm quan của hắn. Lý Trường Vũ cũng không muốn nhắc nhiều tới mấy cái vụ thăng quan tiến chức này, Tô lão thái thái cũng đã nhắc nhở hai người bọn họ ra ăn cơm. Hiện giờ Tô lão cũng đã coi Trương Dương như người nhà, hiển nhiên thấy Trương Dương đến là vui mừng như Tết, nhưng trong ánh mắt Tô lão lại như có chút gì đó mất mát, thấp giọng nói: "Trường Vũ à, ta cũng đã nghĩ qua rồi, ta không có cùng ngươi lên giang thành được, ta ở chỗ này cũng rất tốt, thực lòng không muốn rời đi chút nào cả." Lý Trường Vũ cùng Trương Dương liếc mắt nhìn nhau, những lời này của tô lão gần như là chứng thực được lý bí thư hắn sắp được thăng chức lên thành phố giang thành công tác lý trường vũ cũng đành lắc đầu cười nói chị dâu à lúc tới chỗ đó rồi người cũng sẽ thấy thích thôi nghe xong tô lão liền buông bát cơm xuống hai mắt rưng rưng bỏ cơm đi tới chỗ ghế sofa ngồi xuống lý trường vũ thấy chị dâu đột nhiên lại khóc nhất thời cũng luống cuống chân tay vội vàng bỏ bát cơm xuống đi tới chỗ tô lão nói có gì thì chỉ cứ nói với ta một tiếng đừng khóc nữa mà Lý Trường Vũ gấp đến độ như một đứa con nít. Trương Dương thấy cảnh Lý Trường Vũ lấy khăn lau nước mắt cho tô lão, trong lòng bất giác lại thấy cảm động. Làm người thì chữ hiếu được đặt lên hàng đầu, dù ngươi có tốt xấu thế nào nhưng ngươi làm tròn được chữ hiếu thì ngươi cũng là một người đáng để tôn trọng. Tô lão vừa sụt xịt vừa nói, nơi lạ nước lạ cái như vậy thực sự ta cũng không muốn tới chút nào cả. Hơn nữa Giang Thành cũng không có xa đây lắm, nếu như ngươi còn nhớ đến ta, lúc rảnh rỗi ngươi về thăm ta là được rồi. Nói chúng ta sẽ không đi cùng ngươi tới Giang Thành đâu." Lý Trường Vũ cũng hiểu nguyên nhân vì sao chị dâu lại kháng cự quyết liệt tới như vậy, chắc chắn 8 phần 10 là vì mụ vợ Chu Hồng Mai kia, nếu như cùng tới Giang Thành thì cũng khó tránh được hai người lại phải ở chung với nhau. Hắn thực sự cũng không muốn thấy cái cảnh người nhà đấu đá lẫn nhau nên cũng bỏ luôn ý định đưa Tô lão lên Giang Thành, nhẹ giọng nói, "Được rồi, chỉ cần chị thích thì như thế nào ta cũng đều đáp ứng hết." Hắn cũng chỉ là dùng kế hoãn binh Đợi tới lúc công việc trên Giang Thành ổn định rồi, sẽ tìm một chỗ yên tĩnh đón chị lên sau cũng không muộn." Tô lão thái thái lúc này mới vui vẻ đứng lên, cũng nghe lời khuyên của Trương Dương cùng Lý Trường Vũ tới ăn cơm tiếp. Tô lão nói chuyện cực kỳ ăn ý với Trương Dương, đến lúc nghe hắn kể về quê nhà, trong lòng lão cũng thấy buồn buồn, liền thấp giọng nói, "Thanh Minh này ta cũng muốn về thăm nhà một chút." Lý Trường Vũ gật gật đầu, hắn cũng muốn Thanh Minh này về tảo mộ ông bà. Lần này hắn được thăng quan tiến chức dựa theo lễ cúng thì hắn phải làm lễ cúng bái tổ tiên coi như là cảm tạ cùng cầu xin họ trên trời có linh thiêng thì phù hộ con cháu ăn nên làm ra. Tô lão đột nhiên lại nhớ tới tả hiểu tình, vui đùa nói Trương Dương à. Sao bạn gái ngươi lần này cũng không có tới à? Trương Dương cũng có chút ngẩn người ra, sau đó lại nở nụ cười nói, bác gái nói người nào cơ. Tô lão cười cười, cầm chiếc đúa gõ nhẹ lên đầu hắn một cái, giọng trách mắng nói tiểu tử thối nhà ngươi ta cảnh cáo ngươi đó nha, tả hiểu tình đẹp người đẹp nết như vậy, ngươi lại cứ trần trừ không tiến tới, thực là có lỗi với người ta lắm đó. Trương Dương cười nói, bác gái à, ta với người ta còn chưa biết ngày sinh tháng đẻ của nhau nữa cơ, thế nào lại thành bạn gái được. Người cũng đừng lên loạn điểm nguyên ương quá mức như vậy. Lý Trường Vũ lại như vô ý nói, gia thế của nàng ta cũng không nhỏ chút nào đâu. Nghe nói bố của nàng ta là viện trưởng bệnh viện số 1 tại thành phố Giang Thành lần này ta muốn làm cái chức thị trưởng thành phố Giang Thành thì coi bộ cũng không dễ dàng như vậy rồi. Lý Trường Vũ để ý tới gia thế của tả hiểu tình chủ yếu là bởi vì chú của tả hiểu tình là tả viên triệu, lần này hắn chắc chắn được đề thăng lên chức phó trị trưởng thành phố. Lý Bí Thư cũng nhận định được hắn sau này sẽ là một đối thủ khá lợi hại trên con đường làm quan của mình. Tô Lão Thái nói, ta thấy Trương Dương của chúng ta cũng xứng đáng lắm chứ bộ. Gia thế người ta lớn, không nhẽ ra thế chúng ta cũng thấp kém hay sao chẳng phải ngươi cũng sắp được làm thị trưởng thành phố đó sao chỉ cần ngươi nhận trương dương làm con nuôi đó không phải là môn đăng hộ đối rồi sao lý trường vô cùng trương dương đang uống canh cũng bị sặc lên tận mũi hai người đều đứng dậy ho khan liên tục sáng kiến của tô lão thực là quá dọa người mà hôm sau trở về xã hắc sơn tử trương dương rõ ràng cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn hắn có cái gì đó khác lạ trên đường đi tới ủy ban nhân dân huyện, không ít người chủ động đến bắt chuyện hỏi thăm hắn. Hắn cũng rất nhanh nhận ra được chắc là do bản tin đó mà người ta thay đổi cách nhìn về chương chủ nhiệm hắn, được làm sao cũng thực thú vị. Hắn cũng chỉ cười cười gật đầu đáp trả lại người khác, đây cũng là muốn tạo cảm tình với người ta và cũng là tạo một khoảng cách nhất định, không quá thân thiết với người xa lạ làm gì. Lúc tới cổng ủy ban nhân dân xã, lão bảo vệ tôn mặt mày dạng dỡ chạy ra đón, tiểu trương chủ nhiệm của chúng ta giờ thành người nổi tiếng tại xã Hát Sơn từ này rồi. Trương Dương cười ném cho hắn một bao thuốc, tôn lão đầu vui tươi hớn hở đón lấy cười nói, buổi họp thường vụ tới, vương bí thư còn muốn tuyên dương khen ngợi ngươi nữa đó. Trương Dương trong lòng cũng vui sướng, nhưng biểu hiện bên ngoài lại khiên tốn cẩn thận, chỉ là chút công lao mà thôi, cần gì phải biểu dương như vậy chứ. Tôn Lão Đầu cười nói, tiểu Trương chủ nhiệm là công tác bên kế hoạch hóa gia đình, nhưng lại tu sửa cầu đường ngon lành như vậy, thử hỏi có đáng được tuyên dương không cơ chứ? Trương đại quan nhân cũng không nhịn được mà nở nụ cười tự khen mình một chút. Lúc trở lại ban kế hoạch hóa gia đình thì tiểu Ngụy lại báo cho hắn một tin tức tốt. Lần trước Trương Dương có xin quách xã trưởng một cái phòng làm việc, hiện giờ đã được phê chuẩn. Chỉ cần Trương Dương lên tiếng, bất cứ lúc nào bọn họ cũng đều có thể dọn nhà ngay được. Trương Dương cũng vừa lòng gật gật đầu, nhận lấy chén trà long tỉnh từ tay Tiểu Ngụy, nhàn nhã nhấp một ngụm, "Lúc ta đi công tác, quê nhà có sự việc gì không?" Tiểu Ngụy cười nói, "Cũng chẳng có việc gì trọng đại cả. Chỉ là lúc thông báo đề án phát thưởng cho các thôn, các nữ chủ nhiệm cấp thôn xóm lại kịch liệt phản ứng. Các nàng nói, trước đây chúng ta còn nợ tiền thưởng chưa trả, lần này sẽ không tin ban kế hoạch hóa gia đình của chúng ta nữa." Trương Dương cười nói, "Tiểu Ngụy Người đi thông báo lại một lượt, ngày mai ta muốn triệu tập tất cả các nữ chủ nhiệm tại thôn xóm họp ở ban chúng ta. Tiểu Ngụy đáp dạ một tiếng, đang định đi thực hiện nhiệm vụ thì Trương Dương lại gọi với lại, à đúng rồi. Gì của ngươi thế nào rồi? Đã xuất viện rồi, hôm nay cũng là về làm việc rồi mới phải chứ? Chẳng biết vì sao mãi vẫn chưa thấy tới. Đúng lúc này thì Ngô Hoành Tiến từ bên ngoài đi tới, thấy Trương chủ nhiệm thì cuống quyết bắt chuyện hỏi han, tiểu ngụy cũng biết ý cáo từ rời đi ngô hoành tiến niềm nở nói biết trương chủ nhiệm bị thương định chạy lên huyện thăm hỏi sức khỏe nhưng lại không biết ngươi nằm ở đâu trương dương cả giận mắng thôi đừng giả bộ nữa đến cả một cú điện thoại hỏi thăm cũng không có giờ lại mặt trơ trán bóng nói như vậy sao ngô hoành tiến xấu hổ cười cười nói đích thực là ta cũng có ý đó nhưng lúc thấy trương chủ nhiệm được lên tv ta sợ rằng gọi điện lại bị người ta nghĩ là nịnh nọt bởi vậy mới tới tận nơi hỏi thăm sức khỏe như vậy. Tài ăn nói của tiểu tử này thực cũng có chút phân lượng. Trương Dương nheo mắt lại lạnh lùng hỏi, tình hình công trường thế nào rồi? Ngô Hoành Tiến cười nói, ngay hôm sau Vương Bí Thư liền thưởng cho Trương chủ nhiệm 50 đồng, còn đám người kiều tứ, vì có công giúp đỡ xã nhà phòng chống thiên tai nên mỗi người được thưởng 20 đồng. Bọn họ cũng đã nhận đủ tiền thưởng rồi. Nói xong hắn cũng vội vàng lấy 50 đồng tiền thưởng đưa cho Trương Dương. Trương Dương hờ hững cầm lấy rồi lại hỏi tiếp, Lâm Thành Vũ gần đây có gây sự gì nữa không? Ngô Hoành Tiến nhỏ giọng nói, dường như cũng ngoan ngoãn hơn nhiều rồi. Lúc trước chỉ ra vật liệu có vấn đề, hắn cũng ngoan ngoãn đổi lại hàng chất lượng, công tác cũng chăm chỉ và cẩn thận hơn rất nhiều. Hai người đang nói chuyện thì cửa phòng lại vang lên tiếng người gõ cửa. Được Trương Dương mời vào, cán sự Chu Xuyên bên tuyên truyền xã vẻ mặt tươi cười đi vào, Trương chủ nhiệm, Lâm chủ nhiệm mời ngươi tới họp cuộc họp này của Lâm Thành Bân cũng là để lập ra ủy ban chấp hành tuyển cử. Người tham dự có trưởng đồn côn an Chu Lương Thuật, chủ nhiệm văn phòng ủy ban xã Cảnh Tú Cúc, chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình Trương Dương, trưởng khoa tài vụ Lưu Kim Thành, cán sự tuyên truyền Chu Xuyên, hiệu trưởng trường Trăn Ninh học xã Lâm Tử Viễn. Trương Dương khi biết mục đích buổi họp này liền hiểu ra rằng mình cũng bị kéo vào cái ủy ban chấp hành kia rồi. Trương Đại Quan Nhân cũng phải cảm thán, sao mà chuyện lớn chuyện nhỏ cũng đều phải hắn ra tay mới xong được vậy. Vẫn như thường lệ, Lâm Thành Bân lại diễn thuyết một bài phát biểu dài lê thê nói về đại hội đại biểu nhân dân sắp tới, hơn 10 phút sau mới lại chuyển chủ đề về mục đích buổi họp ngày hôm nay, mọi người ở đây đều là cán bộ nòng cốt của xã Hắc Sơn từ chúng ta. Ta cũng sơ bộ tuyển định mấy người các ngươi làm thành viên ủy ban chấp hành tuyển cử, và ta cũng tạm thời làm chủ nhiệm ban chấp hành này, phó chủ nhiệm sẽ do đồng chí Cảnh Tú Cúc làm. Còn Trương Dương, Chu Lương Thuận, Chu Xuyên, Lưu Kim Thành cùng Lâm Tử Viễn mấy người các ngươi làm ủy viên. Mọi người có ý kiến gì không? Lâm Thành Bân liếc nhìn từng người một trong phòng họp. Chu Xuyên mở đầu vỗ tay hưởng ứng, những người khác cũng theo đó mà vỗ tay theo phong trào lấy vài cái. Nếu mọi người không có ý kiến, ta liền phân công công tác của ủy ban chấp hành chúng ta. Lâm Thành Bân đặt hai tay trên bàn nói, "Đồng chí Chu Lương Thuận sẽ phụ trách an ninh của cuộc họp hội nghị đại biểu nhân dân toàn quốc lần này, phải đảm bảo được mọi sự diễn ra thuận lợi yên ổn, nhất quyết không được để phát sinh sự tình gì ngoài mong đợi." Chu Lương Thuận cũng không phải là lần đầu tiên nhận cái công việc bảo vệ kiểu như vậy, chỉ hờ hững lấy ra một điếu thuốc châm lửa hút. "Đồng chí Lưu Kim Thành sẽ phụ trách dự trù chi phí tổ chức của lần đại hội đại biểu này." rồi còn phải chuẩn bị kinh phí cũng như vận động nhà tài trợ trước một tuần. Người có làm được không? Lưu Kim Thành làm ra bộ mặt khó xử, dè dặt nói, Lâm chủ nhiệm chắc cũng biết tình hình tài chính xã chúng ta. Lâm Thành bân trợn ngược hai mắt lên, ánh mắt tràn ngập sát khí liếc nhìn Lưu Kim Thành buộc hắn phải nuốt lại vào bụng phần sau của câu nói. Lâm Thành bân lạnh lùng nói, đây là đại sự của toàn xã Hắc Sơn từ ta, người nhất định phải làm cho tốt. Nghe Lâm chủ nhiệm quả quyết như vậy, Lưu Kim Thành cũng không dám nói gì nữa. Lâm Thành Bân tiếp tục phân công công tác, cảnh chủ nhiệm phụ trách công tác tiếp đón các đại biểu thôn xóm cũng như đại biểu nhân dân toàn quốc. Đây cũng là việc cực kỳ quan trọng đó. Cảnh Tú Cúc hiển nhiên vẫn còn nhớ rõ lần tiếp đón đại biểu lần trước, vui mừng gật đầu nói, Lâm chủ nhiệm yên tâm, ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này. Lâm Thành Bân cũng nở nụ cười thỏa mãn, quay sang chỗ Trương Dương nói, Tiểu Trương, Ta muốn cho ngươi phụ trách hậu cần đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần này." Trương Dương cũng thấy vừa mừng vừa lo, đây thực sự là một món lợi không nhỏ. Đảm bảo hậu cần cũng tức là mua sắm, vừa không phải lo gánh chịu trách nhiệm gì, mà chỉ cần nắm giữ được việc mua bán đồ dùng cho đại hội, thì việc giở chút tiểu xảo trên hóa đơn là có thể dễ dàng kiếm được một khoản không nhỏ chút nào. Ánh mắt ước ao của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Trương Dương không biết thằng nhãi này có số sao 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 chó gì mà lại được trọng dụng như vậy. Nhưng mà Trương Dương cũng chẳng thèm có ý định dở trò gian lận mà kiếm chắc, một chút bạc vụn này Trương Đại Quan Nhân Há có thể để vào trong mắt hay sao? Trương Dương bây giờ chỉ chú trọng đến chiến tích, Lâm Thành Bân giao chuyện tốt này cho mình chứng minh thằng hắn cũng có chút tôn trọng mình, hiển nhiên cũng nên làm tốt chuyện này để giúp đỡ lại hắn mới phải đạo. Lâm Tử Viễn phụ trách cung cấp hội trường cho đại hội, bởi nhẽ mỗi lần có cuộc họp gì lớn là xã nhà lại trưng dụng hội trường trường trung học của hắn. Chu Xuyên vẫn là tuyên truyền cho cuộc đại hội đại biểu lần này xuống tận từng nhà dân dưới thôn xóm. Ủy ban chấp hành tuyển cử chính thức thành lập hiển nhiên không tránh khỏi một bữa ăn mừng, tất nhiên chi phí cũng đều do bền tài vụ lo. Trương Dương tuy rằng là một ủy viên trong ban chấp hành tuyển cử, nhưng hắn cũng không quên lời dặn dò của Lý Trường Vũ, điều quan trọng nhất bây giờ là phải lo liệu thật tốt việc xây dựng lại trường tiểu học Hồng Kỳ, bởi vì nếu hoàn thành xong được công trình này cũng chính là chiến tích quan trọng nhất để được thăng quan tiến chức. Cái vị an trí viễn tiên sinh ở Hồng Kông mà có sức ảnh hưởng lớn tới huyện Xuân Dương, thậm chí đến cả thành phố Danh Thành hay toàn bộ tỉnh Bình Hải, nếu như lần này hầu hạ hắn không được tốt, sợ rằng con đường làm quan của mình cũng gặp trắc trở lớn rồi. Vương Bác Hùng cùng Quách Đạt Lượng đều biết Trương Dương đã được chuyển thành cán bộ nhà nước có biên chế chính thức, cả hai đều lắc đầu cảm thán mối quan hệ thân mật này của Trương Dương với Lý Bí Thư, chỉ có điều vương bác hùng nhờ ơn lý bí thư là có thể thấy được thắng lợi trước mắt còn quách đạt lượng thì vẫn còn đang không biết sống chết ra sao nữa vương bác hùng hiển nhiên sẽ không nói gì cho quách đạt lượng biết nếu như trên huyện đã chỉ định cảnh tú cúc làm trưởng xã thì như là ván đã đóng thành thuyền rồi hắn muốn quản thì cũng không có cái năng lực này hắn tuy rằng đảm nhiệm cái chức bí thư đảng ủy xã hắc sơn tử này nhưng hắn biết nhiều lúc chỉ nên là một người đứng ngoài cuộc mà xem không lại tự mua dây buộc mình Trương Dương cũng vậy, không chủ động đánh tiếng cho Quách Đạt Lượng làm gì. Tuy rằng lần trước vụ việc trường tiểu học Hồng Kỳ, cũng là mình đã đánh tiếng giúp hắn tránh khỏi một kiếp nạn, nhưng xem ra thằng nhãi này tránh được mùng một cũng không thoát khỏi 15, sớm muộn gì cũng phải gánh chịu trách nhiệm mà thôi. Huống chi cái quy tắc quan trọng nhất của trốn quan trường, đó là không được mùi lòng thương hại mà cứu giúp người khác, chỉ cần ngươi đứng ngoài xem cũng là đã nhân từ với hắn rồi. Giả như là lần này lại cứu giúp hắn thì cũng đồng nghĩa với việc đối nghịch với Vũ Thu Linh, chẳng khác nào đối nghịch với Phó Thị trưởng từ Triệu Bân. Trương Đại quan nhân tuy rằng không sợ đắc tội với người, nhưng tự dưng lại đi gây thù chuốc oán với người khác như vậy, hắn cũng chẳng có hứng thú làm. Vũ Thu Linh lại càng không có khả năng đi nhắc nhở Quách Đạt Lượng, bây giờ nàng cũng không thèm xem Quách Đạt Lượng là đối thủ nữa. Mỗi lần thấy vẻ dương dương tự đắc của hắn, Vũ Thu Linh không khỏi len lén cười thầm chờ thằng nhãi này tới ngày hôm đó biết được chân tượng sự thực, thì xem hắn còn vinh váo được nữa hay không. Lòng dạ đàn bà thường đối nghịch lại với vẻ bề ngoài. Quả thực nàng ta thực sự muốn cho quách đạt lượng một sự đả kích tàn khốc nhất. Điều gì tới rồi cũng sẽ tới. Còn 10 ngày nữa là tới cuộc họp đại hội đại biểu toàn quốc tại xã Hắc Sơn Tử, huyện ủy cuối cùng cũng xác định người được đề cử làm trưởng xã. Ngoại trừ mấy người sớm đã biết nội tình là Vũ Thu Linh, Vương Bí Thư cùng Trương Dương ra thì tất cả mọi người đều bị một màn này làm kinh hồn bạt phách. Trưởng xã được đề cử chỉ có một người, đó chính là Phó xã trưởng kiêm chủ nhiệm ban thanh tra kỷ luật xã Vũ Thu Linh. Huyện ủy cũng cho nhảy dù xuống hai Phó xã trưởng khác, Quách Đạt Lượng vẫn tiếp tục giữ chức Phó xã trưởng như trước. Về phần Lâm Thành Bân lúc nghe được danh sách đề cử trưởng xã lần này cũng há mồm trợn mắt không thể tin vào tai mình được. Hắn thậm chí còn gọi điện hỏi lại tổng bộ huyện ủy là có đúng hay nhầm lẫn khâu nào, nhưng cuối cùng sự thật chứng minh, các cấp lãnh đạo trên huyện ủy nhìn xa trông rộng như vậy, Lâm Thành Bân hắn quả thực không thể so sánh được. Dù sao Lâm Thành Bân cũng có chút quan hệ qua lại với quách đạt lược, không ngờ sự thực lại tàn khốc đến vậy. Hắn cũng sợ đả kích lớn như vậy, sợ rằng quách đạt lượng vô pháp tiếp thu được. Hắc lắc đầu thở dài rồi tới phòng làm việc của bí thư đảng ủy Vương Bác Hùng. Vương Bác Hùng nghe hắn nói xong, cũng mỉm cười nói, Lão Lâm à, ngươi là chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, đồng thời là chủ nhiệm ủy ban chấp hành tuyển cử, nói thế nào đi chăng nữa chuyện này cũng không đến lân ta đi giải thích với đồng chí đạt lượng được. Hơn nữa ta chỉ là một gã bí thư đảng ủy chỉ chăm lo công tác của đảng bộ, cũng không thể can thiệp vào chuyện tuyển cử của nhà nước được. Lâm Thành Bân cười nói, Vương Bí Thư cũng không thể trốn tránh trách nhiệm được chứ. Tuy rằng ta là chủ triệm đại hội đại biểu lần này, nhưng chân chính lại là do người định đoạt mọi chuyện mà thôi trong lòng hắn cũng thầm mắng con cái giả vương bác hùng dối trá. Vương bác hùng cố ý làm ra vẻ mặt ngây thơ nói, lão lâm ngươi suy nghĩ cũng hơi lệch lạc rồi đó. Đại hội đại biểu hiển nhiên là do dân chúng định đoạt, ta sao có khả năng quyết định được. Nếu để người khác nghe được, còn tưởng ta là lạm dụng chức quyền làm bậy nữa đó. Lâm Thành Bân quyết tâm cùng Vương Bác Hùng chết chìm với nhau, nói, Vương Bí Thư. Nếu không ta cũng phải đi báo trước cho đồng chí Đạt Lượng biết sợ rằng hắn không chấp nhận được vương bác hùng chậm rãi rút ra một điếu thuốc nhưng lại không châm lửa hắn đang muốn nói tiếp thì điện thoại lại kêu lên hồi hắn cũng chỉ đành gượng cười cười nhấc điện thoại lên nghe điện thoại là của cán bộ cấp cao trên huyện gọi tới kêu hắn lên dự cuộc họp hội nghị đại biểu trên huyện sau đó còn phải chuẩn bị trước cho thật tốt cái chức cục trưởng cục thuế sắp nhận nữa còn kêu hắn phải hoàn thành tốt cái bài thi trước mắt là đại hội đại đại biểu nhân dân toàn quốc ở xã hắc sơn tử Vương Bác Hùng cũng không nghĩ tới thần tài lại đến nhanh như vậy, điếu thuốc trong miệng cũng rơi xuống từ lâu, giọng điệu run run nói, của bộ trưởng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của các cấp lãnh đạo. Nghe được mấy lời này, cùng cái biểu hiện như động được kia của Vương Bác Hùng, Lâm Thành Bân lập tức nhận ra được là thằng nhãi này chắc chắn vừa gặp được chuyện tốt gì rồi. Người ta không có nói, mình cũng không thể mở lời đi hỏi thẳng được, trong lòng hắn cũng phải bội phục Vương Bí Thư. Vương Bác Hùng bỏ điện thoại xuống, Biểu hiện hưng phấn cùng kích động vẫn chưa rút đi, vẫn cứ chìm đắm trong mộng đẹp. Mãi một hồi lâu hắn mới nhận ra bên cạnh còn Lâm Thành Bân, ho khan một tiếng rồi cầm bao thuốc đưa qua mời Lâm Thành Bân một điếu. Lâm Thành Bân cũng chẳng cần khách khí, nhận một điếu thuốc rồi lại tiếp tục chủ đề cũ, "Vương bí thư, còn chuyện của đồng chí Đạt Lượng, người xem." Vương Bác Hùng từ khi nghe được cái tin tức tốt lành kia, tinh thần cũng vui vẻ hơn rất nhiều, tất nhiên cũng thay đổi luôn thái độ, gật đầu nói, "Như vậy đi." hai ta cùng đi khuyên bảo hắn một chút, mong rằng hắn cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Quách đạt lượng sau khi nghe Lâm Thành Bân tuyên bố quyết định của huyện, hắn vẫn lặng yên ngồi đó. Vương Bác Hùng ra vẻ đồng tình đưa cho hắn một điếu thuốc, quách đạt lượng hai tay run run sờ soạn mãi trong túi áo mà vẫn không lấy ra được cái bật lửa, Lâm Thành Bân vội vàng châm lửa dùm hắn. Quách đạt lượng cố sức giít một hơi dài, sau đó lại buồn bã cúi thấp đầu xuống. Vương Bác Hùng cùng Lâm Thành Bân bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều toán lên vẻ sợ hãi cực độ tự dưng hắn ta lại nói như là đang ở buổi lễ nhận chức trưởng xã vậy hắn bị làm sao rồi quách đạt lượng vươn tay ra bắt tay với lâm thành bân cười nói thực cảm ơn lâm chủ nhiệm nhiều năm qua đã giúp đỡ ta ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngươi lâm thành bân cũng bị quách đạt lượng dọa đến ngay ngốc một chỗ quách đạt lượng buông tay phải lâm thành bân ra lập tức lại nắm chặt hai vương bí thư giọng điệu tràn ngập nhiệt huyết nói sau khi ta chủ trì công tác của ủy ban xã, mong muốn cùng vương bí, thứ hai người chúng ta có thể cùng nhau hợp tác làm việc cho thật tốt, làm bạn tốt. Không, chúng ta có thể cùng nhau hợp tác làm việc cho thật tốt giúp xã Hắc Sơn tử chúng ta có thể thay đổi một diện mạo mới. Trong ngực Vương Bác hùng như bị vật gì đó chặn lại, làm hắn nói không lên lời nữa. Hắn cũng có cảm giác như Quách Đạt Lượng bị điên rồi. Lâm Thành Bân cũng nhận ra được Quách Đạt Lượng có vấn đề nhưng hắn cũng không muốn tin rằng quách đạt lượng bị điên rồi. Hắn cũng chỉ đành tận tình khuyên bảo nhẹ giọng an ủi, đồng chí đạt lượng, người bình tĩnh lại một chút đi. Quách đạt lượng vẫn duy trì nụ cười rạng rỡ của mình, hai vị lãnh đạo cứ yên tâm, ta sẽ không vì được cấp trên tín nhiệm mà kiêu ngạo đâu. Làm cái chức xã trưởng này, ta sẽ càng yêu cầu mình cao hơn, chăm lo công tác, nỗ lực làm việc. Chỉ lúc nào người lãnh đạo cao nhất làm tốt công tác của mình, lúc đó mới có thể khiến các vị phó xã trưởng noi gương được vương bác hùng cũng không muốn nghe mấy lời làm nhảm này nữa hắn vỗ vỗ vai quách đạt lượng mấy cái rồi lắc đầu đi ra khỏi cửa lúc hắn đi ra ngoài hành lang một cơn gió mát bất chợt tạt thẳng vào mặt hắn làm hắn cũng phải run người một cái một nỗi chua xót dâng trào mãnh liệt trong lòng hắn phá tan đi cái cảm giác vui sướng khi nãy nghe được tin mình thăng chức vương bác hùng nhắm hai mắt lại cố gắng bình ổn tâm tính hắn biết nếu như không phải Quách Đạt Lượng mà là chính bản thân hắn, sợ rằng hắn cũng không tài nào chấp nhận được cái sự thực tàn khốc đó. Hắn vẫn biết Quan Trường là tàn khốc ác liệt, nhưng tàn khốc đến độ hóa điên một vị lãnh đạo cấp cao thì quả thực hắn cũng không tưởng tượng được. Chương 38: Ta không phải Trần Thế Mỹ. Trên mặt Quách Đạt Lượng vẫn là nụ cười của sự tự tin cùng kiêu ngạo, hắn cứ thế khoan thai đi ra khỏi phòng. Vừa bước ra liền gặp cảnh Tú Cúc, nàng ta cũng không hề biết là hắn bị điên liên cười nói quách xã trưởng quách đạt lượng hài lòng gật đầu một cái vẻ mặt cũng toát ra sự đắc chí hả hê cười lớn ha ha tiểu cảnh đó à không ngờ ngươi lại biết tin tức nhanh đến vậy thôi nhé lúc khác gặp lại cảnh tú cúc cũng không biết hắn tự dưng lại làm sao cứ đứng ngây ngốc tại chỗ không nói được gì một lúc sau mới thấy lâm thành bân đứng ở xa xa đang liều mạng nháy mắt ra hiệu cho nàng người thứ hai mà quách đạt lượng gặp phải lại là trương dương Trương Dương là đang bận rộn chỉ huy mọi người dọn dẹp phòng làm việc, thấy Quách Đạt Lượng tới cũng tươi cười hớn hở hô lớn, thực sự rất cảm ơn Quách xã trưởng đã phê duyệt cho chúng ta được chuyển văn phòng làm việc mới. Quách Đạt Lượng cũng niềm nở cầm tay Trương Dương, tay còn lại thì vỗ vỗ vai hắn cười nói, ta cũng rất hài lòng với sự hăng hái nhiệt tình của tiểu trương chủ nhiệm, người cũng rất có tiền đồ đó. Sau này sẽ còn nhờ người hỗ trợ ta nhiều hơn, thôi, gặp lại sau nhé. Trương Dương lập tức nhận ra được sự khác thường của Quách Đạt Lượng, vẻ mặt hắn đầy ngạc nhiên đứng đó nhìn bóng dáng Quách Đạt Lượng đi xa dần. Lúc này Cảnh Tú cũng cũng vội vàng chạy tới nơi, vẻ mặt đầy ngưng trọng nhỏ giọng nói với Trương Dương, có chuyện xấu rồi. Quách Đạt Lượng điên rồi. Hắn điên rồi sao? Trương Dương cũng giật mình xoay người lại nhìn về hướng Quách Đạt Lượng vừa mới rời đi. Quách Đạt Lượng đã lặng lẽ đi tới tận phòng bảo vệ bên ngoài cổng ủy ban nhân dân. Hắn làm cái điệu bộ của một cán bộ cấp cao giản dị dễ gần cùng bắt tay thân mật với Tôn lão đầu. Cảnh Tú Cúc thở dài một hơi nói, thực sự là không thể tin được, Vũ Thu Linh lại là người được đề cử làm xã trưởng. Trong thời gian gần đây hắn cứ tưởng mình sắp được làm xã trưởng, bây giờ bị đả kích lớn như vậy, không biết hắn có vượt qua được hay không nữa. Trương Dương bây giờ cũng hiểu, quách đạt lượng là bởi vì tinh thần bị đả kích quá mạnh mà giờ đây mới bị hóa điên. Hắn đột nhiên hành động như vậy chỉ là sự phản kháng theo bản năng mà thôi, là hắn không muốn thừa nhận thất bại này, trở thành xã trưởng đã là nguồn sống của hắn, điều đó như đã ăn sâu vào máu hắn rồi. Trương đại quan nhân bây giờ mới nhận ra bộ mặt thật của Quan Trường, nó ác liệt tàn khốc hơn chiến trường rất rất nhiều lần. Trên chiến trường, người thua cuộc thì cũng còn một cơ hội để sống sót, còn trên Quan Trường thì sao? Nếu ngươi là kẻ thua cuộc thì tiền tài, danh vọng hay ngay đến cả nhân cách một con người ngươi cũng đều không có lấy một thứ. Nhưng tấm gương của quách đạt lượng lại không làm trương địa quan nhân sần lòng, mà nó lại càng khơi dậy ý chí chiến đấu mãnh liệt trong hắn. Hắn phải chiến thắng, phải làm một vương giả mà ai ai cũng phải kính sợ. Từ trước tới tận bây giờ, hắn đều tin tưởng vào năng lực của bản thân mình, hắn là cường giả, mà đã là cường giả thì chỉ có những vũ đài khốc liệt như quan trường mới có thể khiến hắn bộc lộ hoàn toàn được năng lực của mình. Công tác xây dựng lại trường tiểu học Hồng Kỳ diễn ra cũng tương đối thuận lợi, khối kiến trúc chủ thể cũng đã cơ bản hoàn thành những bước đầu. Còn về phần vôi ve chát phấn son mấy cái phần lặt nhặt này Lâm Thành Vũ cũng không làm mà nhường lại cho đám người kiều tứ kiếm ăn. Hắn đột nhiên làm người tốt như vậy căn bản cũng là do Trương Dương suốt ngày kè kè ở bên cạnh giám sát, hắn muốn chấm mút một tí nguyên vật liệu cũng khó, bởi vậy mới nhanh chóng hoàn thành công tác, rồi bàn giao lại cho Trương Dương thế là rảnh nợ. Trương Dương cũng chẳng muốn quen thân với thằng nhãi này làm gì, chỉ nhàn nhạt ký tên để hắn đến phòng tài vụ nhận nốt phần tiền công theo ước định trong bản hợp đồng. Lúc Lâm Thành Ban kéo theo đám công nhân của mình ra khỏi công trường, ánh mắt hắn tràn ngập oán hận liếc nhìn Ban chỉ huy tạm thời một cái. Người làm ăn tối kỵ nhất là bị người khác chặn đường kiếm ăn, mà thằng nhãi Trương Dương này lại vừa chẹn đường kiếm ăn của hắn, lại suýt chút nữa giật mất cần câu cơm của hắn, hắn không oán hận Trương Dương sao được hắn cũng quyết tâm ghi nhớ mối hận này vào trong lòng, rồi sau này sẽ trả lại cho thằng nhãi kia gấp 10 lần. Đối với trương đại quan nhân mà nói, Lâm Thành Vũ cũng chỉ là một vị khách qua đường mà thôi, một tiểu nhân vật không đáng để liếc mắt nhìn. Lâm Thành Vũ hắn đi hay ở lại cũng chẳng khác gì nhau cả. Đúng lúc này điện thoại lại vang lên, vẫn là dòng chữ nhỏ quen thuộc trên màn hình, tiểu tử, người chết chắc rồi. Trương Dương không khỏi nở nụ cười nhạt, Mấy hôm gần đây thằng danh con này vẫn cứ đều đều nhắn tin tới phá quấy hắn, hiện tại hắn cũng chẳng thèm bận tâm đến nữa. Đột nhiên hắn lại có ý nghĩ, phải chăng thằng nhãi suốt ngày nhắn tin dọa nạt này là Lâm Thành Vũ? Nhưng mà ở xã Hắc Sơn từ này, hắn đắc tội cũng không phải là ít người, vậy thì suy luận đó cũng không có căn cứ xác thực. Đột nhiên bên ngoài lại truyền đến âm thanh của quét đạt lượng, đã nhiều ngày như vậy rồi sao vẫn chưa có hoàn thành công trình vậy? Tiểu Trương đâu rồi? Gọi hắn tới đây để ta hỏi xem hắn làm ăn như thế nào mà lại chậm chạp như vậy. Trương Dương cũng đứng dậy đi ra bên ngoài, liền thấy Quách Đạt Lượng đang đứng ở trên công trường thi công, hai mắt trợn ngược lên, khoa tay múa chân mắng hét liên hồi. Tin tức Quách Đạt Lượng bị điên chỉ trong một ngày mà toàn dân chúng xã Hắc Sơn Tử đều biết, nhưng hắn lại không hề giống những người điên khác, hắn không có la hét, mắng chửi ầm ĩ hay làm loạn như những người điên khác. Ngoại trừ một việc hắn vẫn nghĩ mình là xã trưởng ra thì mọi thứ cũng đều như là một người bình thường, vẫn cứ mỗi ngày đúng giờ đi làm, lúc rảnh rỗi lại đi dạo, quan sát theo dõi dân tình, hoặc có lúc lại đi thị sát tiến độ công trình thi công. Lúc mới đầu, mọi người trong ủy ban xã cũng có chút sợ hãi, nhưng dần già rồi cũng quen không để ý đến hắn nữa. Mà Vương Bí Thư cũng ra vẻ nhân nghĩa đứng lên ra quyết định kêu gọi mọi người tạm thời không nên làm trái ý hắn, nhằm tránh tạo đả kích thêm cho hắn, bởi vậy mà phòng làm việc của hắn vẫn còn được giữ nguyên vẹn chỉ có điều vẫn còn có một người thấy sợ hãi cực độ đó chính là người duy nhất được đề bạt làm xã trưởng vũ thu linh từ lúc quách đạt lượng bị điên nàng ta cũng sợ hãi quá nên đã cáo bệnh xin nghỉ phép ít hôm chắc phải tới tận lúc đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc ở xã nhà mới dám đi làm kiều tứ cùng đám công nhân cũng không trách mắng gì quách đạt lượng cả chỉ cười nói nghe nói quách xã trưởng lại sắp được thăng chức phải không Quách đạt lượng đột nhiên lại thần thần bí bí thở dài một tiếng nói, sự vụ của cấp trên, ta cũng không thể nói lung tung được. Một đám công nhân cười ầm cả lên, bọn chúng nhìn thấy một vị lãnh đạo cao cấp của xã nhà bị biến thành bộ dạng như vậy, trong lòng cũng không có chút thương xót nào mà chỉ thấy hả hê cùng vui sướng. Thấy trương chủ nhiệm sát mặt không vui đi tới, kiều tứ vội vàng đuổi đám đàn em đi làm việc. Quách đạt lượng thấy trương dương tới, liền nhắc tới cái đề tài lúc nãy tiểu trương à. Ta nhất định phải phê bình ngươi mới được, bao nhiêu lâu rồi mà vẫn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ. Thái độ làm việc như vậy thực không thể chấp nhận được. Trương Dương cũng khiêm tốn cười nói, Quách xã trưởng dạy bảo rất phải. Ta nhất định sẽ đốc thúc bọn người dưới làm việc chăm chỉ hơn, nhất định sẽ hoàn thành trước kỳ đại hội đại biểu nhân dân sắp tới. Nghe tới đại hội đại biểu nhân dân Quách đạt lượng như nhớ tới cái gì, gật đầu nói, rất tốt. Ta còn phải tới hội trường đại hội bố trí một chút. Trước khi đi hắn còn không quên nhắc nhở Trương Dương, nhất thiết phải đảm bảo chất lượng cùng tiến độ thi công cho thật tốt. Nhìn quách đạt lượng hai tay chắp sau lưng, tiêu sái bước ra khỏi công trường, đám công nhân lại cười hống lên. Trương Dương thở dài một hơi, lắc lắc đầu cảm thán. Dù sao quách đạt lượng cũng là một người đáng thương, tâm bệnh không thể dùng y dược mà chữa được. Trương Đại Quan Nhân tuy rằng y thuật chắc tuyệt nhưng cũng thất thủ vô sách với loại tâm bệnh này. Bỗng nhiên lại thấy tiểu ngụy hốt hoảng chạy tới, trên mặt tràn ngập sợ hãi, Trương chủ nhiệm mau mau tới cứu người. Trương Dương tự dưng lại thấy nao nao, kêu Tiểu Ngụy bình tĩnh lại kể đầu đuôi sự việc như thế nào. Tiểu Ngụy vừa thở dốc vừa nói, ngày hôm chúng ta nhận được thông báo của quần chúng, xã nhà có người dùng máy siêu âm xét nghiệm giới tính thai nhi trái phép. Ta cùng Tiểu Ngô cũng đã tới nơi kiểm tra một chút, cũng phát hiện ra là đúng sự thật, Tiểu Ngô liền trách phạt bọn họ rồi viết phiếu phạt, nhưng bọn họ lại không chịu bị phạt làm ầm lên rồi túm tụn lại quây đánh tiểu ngô. Trương Dương nghe xong cũng lửa giận bừng bừng, đã làm trái quy định kế hoạch hóa gia đình, lại còn dám ngang nhiên hành hung nhân viên cấp dưới của hắn, vậy chẳng phải là xem thường ban kế hoạch hóa gia đình của hắn sao? Trương Dương nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu ngụy, ngươi dẫn ta tới đó. Kiều Tứ đứng một bên nghe thấy lão đại có chuyện, liền tụ tập anh em định đi cùng. Trương Dương giận dữ xoay người lại quát, các ngươi đi theo làm cái gì? Muốn làm loạn chắc, ở hết lại làm việc cho ta trương dương tuy tức giận ngập trời nhưng cũng biết không nên để đám người kiều tứ dính vào vụ này hắn quay lại ban chỉ huy tạm thời gọi điện báo cho đỗ vũ phong kêu hắn tới giúp đỡ rồi cùng tiểu ngụy tức tốc chạy tới hiện trường chỗ tiểu ngô bị hành hung cũng không xa bệnh viện xã đó vốn là một căn nhà nhỏ trước đây bán máy móc nông nghiệp sau lại đóng cửa không buôn bán nữa gần đây mới có người thuê lại mở một phòng xét nghiệm giới tính thai nhi lúc trương dương chạy tới nơi liền thấy ngô hoành tiến thương tích đầy người đang nằm co quắp trên sàn nhà một đám người đang vây quanh hắn trong đó có ba người phụ nữ có thai một người phụ nữ có thai đang chỉ thẳng mặt ngô hoành tiến nằm dưới đất mắng hắn dám xem vào chuyện của người khác tiểu ngụy đẩy đám người đang vây quanh người ngô hoành tiến ra cẩn thận nâng hắn dậy trương dương giận dữ hét lớn nhìn cái gì mà nhìn có tin ta bắt tất cả các ngươi lại không thấy cấp dưới ngô hoành tiến của mình bị người khác khi dễ như vậy Trương Dương cũng phải nổi trận lôi đình. Ác danh của Trương chủ nhiệm từ lâu đã nổi như cồn tại xã Hắc Sơn từ này, thấy hắn làm điệu bộ hung thần ác sát như muốn giết người như vậy, đám người xem náo nhiệt cũng thấy sợ hãi phải nới một vòng rộng hơn. Ngô Hoành tiến khó nhọc quệt đi vết máu ở miệng mình, nhỏ giọng kêu một tiếng, "Trương chủ nhiệm." Hắn giờ tựa như một tiểu hài tử bị hủy khuất, giờ thấy cha mẹ trong lòng đột nhiên thấy đau xót khó tả, đôi mắt cũng đỏ sọng lên rưng rưng nước mắt. Trương Dương gật đầu một cái rồi lạnh lùng hỏi lại, có phải là ở đây không? Ngô Hoành tiến gật đầu. Trương Dương không nói lời thứ hai, bước lên một chút, một cước đá văng cánh cửa ngôi nhà. Một người phụ nữ mặc áo khoác dài màu trắng của bác sĩ hùng hổ xông ra đứng chắn trước mặt Trương Dương, cả giận mắng, ngươi là ai mà dám xông vào nhà dân trái phép? Ngươi có biết như vậy là phạm tội không? Trương Dương hừ lạnh một tiếng, đem hung thủ hành hung cán bộ nhà nước ra đây cho ta nữ bác sĩ này là được người ta thuê tới đây làm việc căn bản không có biết sự lợi hại của trương dương nàng ta càng mắng to hơn sao ta lại thấy đó không phải hành hung nhỉ thằng nhãi kia đặt điều nói sằng bậy người khác thấy hắn không vừa mắt nên dậy bảo chút ít trương dương một tay gạt nữ bác sĩ kia sang một bên cứ thế trực tiếp đi thẳng lên trên gác nữ bác sĩ kia ở phía sau bị người khác coi thường nên oán giận chửi ầm lên lên lầu Trương Dương liền thấy hai cái máy siêu âm đang chuẩn đoán lâm sàng cho hai phụ nữ có thai nằm trên giường. Hai người phụ nữ có thai vuốt ve cái bụng tròn của mình, ánh mắt đắc ý nhìn Trương Dương, không cần nói cũng biết hung thủ đánh tiểu Ngô đã chạy thoát từ lâu. Trương Dương giận dữ hét lớn, "Cút hết cho ta." Vị nữ bác sĩ kia cũng đã theo Trương Dương lên gác, nàng ta cũng không có dừng mắng chửi Trương Dương, cứ thế léo nhéo mãi bên cạnh. Trương Dương không thèm nhìn lại, tát cho nàng ta một cái té dài trên mặt đất nàng ta cũng không ngờ thằng nhãi danh này nói đánh là đánh ngay, kể cả phụ nữ cũng không màng tới, hạ thủ không lưu tình chút nào. Nàng ta tức giận gầm lên, bà liền mạng với mày, nàng ta vừa đứng lên, Trương Dương lại tát một cái như trời giáng làm nàng ta lại nằm dài trên đất. Hai tay nàng ta bưng mặt rên rỉ, giọng run run nói, người có còn liêm sỉ nữa hay không? Nam nhân lại đi khi dễ nữ nhân. Trương Dương cười lạnh nói, trong mắt ta, người không đáng làm nữ nhân. Lúc này Đỗ Vũ Phong dẫn theo một gã cảnh sát nữa chạy tới, cùng lúc Kiều Tứ cùng đám anh em cũng vừa tới hỗ trợ. Đỗ Vũ Phong thấy tràng cảnh vừa rồi của Trương Dương, hắn cũng phải giật mình ngạc nhiên, không ngờ thằng nhãi này chẳng biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc cả. Vị nữ bác sĩ kia thấy cảnh sát tới, vội vàng đứng dậy nắm lấy cánh tay Đỗ Vũ Phong khóc lớn, đồng chí cảnh sát, nhanh bắt hắn, hắn xông vào nhà dân trái phép, còn đánh ta nữa. Đỗ Vũ Phong tức giận nói, theo ta về đồn công an rồi trình bày sau. Trương Dương nói, Đỗ Sở Trường, nàng ta ở chỗ này hành nghề chữa bệnh trái phép, tự ý xét nghiệm trái phép giới tính thai nhi, đây là phương tiện thực hiện hành vi trái pháp luật của nàng ta. Đỗ Vũ Phong liền hiểu được ý tứ của Trương Dương, gật đầu nói, được, đem hết những thứ này về đồn điều tra. Vị nữ bác sĩ kia cũng giật mình, lúc này mới biết cảnh sát cùng thằng nhãi kia vốn là cùng một ruột nàng ta vội vàng chắn trước hai chiếc máy siêu âm mắng lớn ta xem ai dám các người biết mấy thứ này là của ai không trương dương cũng chẳng thèm để ý đến người đàn bà đanh đá này ánh mắt chuyển về phía đám người kiều tứ đằng sau nói kiều tứ đem tất cả đồ ở đây về ban kế hoạch hóa gia đình lúc trương dương ra khỏi căn nhà thấy nữ nhân điên kia vẫn kêu ầm làm loạn lên hắn không nhịn được nở nụ cười đắc ý ta xem ở cái xã hắc sơn từ này còn ai dám động vào người của ban kế hoạch hóa gia đình nữa hay không? Sáng sớm hôm sau đi làm, Trương Dương cũng không ngờ chủ nhân của hai chiếc máy siêu âm đã tới tìm nhanh như vậy. Quả thực lão Oan ra ngõ hẹp, không nghĩ tới người tới tìm lại là Lâm Thành Vũ. Lâm Thành Vũ cũng phải bất chấp tất cả mà tới tận cửa tìm Trương Dương, bởi nhẽ hai chiếc máy kia là của lão bà vợ hắn mua. Mua máy về cái là bà vợ hắn liền đi thuê cửa hàng rồi mời một vị nữ bác sĩ ở bên ngoài tới làm không ngờ mới làm được vài hôm đã xảy ra sự tình này. Hai người đánh Ngô Hoành Tiến là em vợ hắn, lúc thấy người của ban kế hoạch hóa gia đình tịch thu hai chiếc máy là vợ hắn liền báo lại cho hắn ngay. Lâm Thành Vũ cũng giận dữ mắng chửi lão bà vợ ngu rốt này cả nửa ngày trời. Tinh khí chẳng sợ trời chẳng sợ đất của vị chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình kia, Lâm Thành Vũ hắn cũng đã được thưởng thức qua, không ngờ tới vừa giúp vụ tiểu học Hồng Kỳ xong, chớp mắt lại đụng ngay thằng nhãi này nữa rồi. Lâm Thành Vũ vẻ mặt tươi cười nói, trương chủ nhiệm à. Tiền viện phí thuốc mem của tiểu ngô ta sẽ lo liệu chu toàn, ngoài ra còn bồi thường cho hắn 500 đồng nữa. Còn hai cái máy siêu âm kia, ngươi xem. Trương Dương kiên định lắc đầu, không được. Bà vợ ngươi dám mở phòng xét nghiệm giới tính thai nhi đã là trái với pháp luật rồi, lại còn dám ngang nhiên hành hung cán bộ nhà nước, tội nặng càng nặng thêm. Lão Lâm à, ta không phải là không nể mặt mũi ngươi, nhưng các ngươi thực sự ra quá đáng lắm, Nội bộ ban kế hoạch hóa gia đình chúng ta vừa bàn bạc xong, dựa theo quy định của nhà nước thì hai chiếc máy siêu âm kia sẽ bị tịch thu. Còn nữa, còn tùy vào tình tiết nặng nhẹ của sự việc, các người còn phải chịu mức từ 1.000 tới 5.000 đồng. Nể mặt anh trai ngươi, ta đại biểu ban kế hoạch hóa gia đình, chỉ phạt các ngươi 1.000 đồng. Còn việc tiểu ngô bị hành hung, ta cũng không muốn nhắc tới nữa, nếu như các ngươi không giao ra hung thủ, ta cũng chỉ có thể báo cảnh sát mà thôi. Lâm Thành Vũ cũng cực kỳ tức giận, không ngờ nửa điểm mặt mũi thằng nhãi này cũng không cấp cho hắn. Đền tiền là điều chắc chắn, còn hai chiếc máy siêu âm kia là lão bà hắn mất hơn 10 vạn mới mua được, nếu như bị tịch thu thì là nỗ lặng nhất. Qua mấy lần giao tiếp với Trương Dương, hắn cũng biết có nói nữa cũng phí lời, chỉ giận giữ xoay người bỏ đi. Trương Dương nhìn bóng lưng lâm thành vũ rời đi cũng khinh thường cười lạnh một tiếng. Tuy rằng đằng sau hắn có vị chủ nhiệm đại hội đại biểu Lâm Thành Bân Anh trai hắn, nhưng Trương Dương cũng không thể để Tiểu Ngô bị đòn oan như vậy được. Huống chi lần này nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, không cho hắn chết thì cũng phải lột ra. Trương Đại Quan Nhân cũng là muốn cho toàn xã Hắc Sơn Tử biết, không ai được phép khi dễ người của ban kế hoạch hóa gia đình hắn. Gặp phải rắc rối, hiển nhiên Lâm Thành Vũ sẽ đi nhờ vả anh trai hắn. Lúc Lâm Thành Bân nghe xong liền chửi thẳng vào mặt hắn, đồ ngu. Người tưởng mình là ai mà dám công khai làm trái pháp luật như vậy len lén làm ở thôn xóm thì còn được giờ thì hay rồi lâm thành vũ làm vẻ mặt đau khổ nói ca ta cũng đã nói qua với nàng ta nhưng mà nàng ta lại cương quyết kêu rằng xã chúng ta không ai quản cái này bởi vậy lâm thành bân cũng nhịn không được nói được rồi đừng ở trước mặt ta nói mấy lời vô ích đó nữa chờ đại hội đại biểu kết thúc hãng bàn lại sau đi lâm thành bân lại ủy khuất gọi một tiếng ca nhưng lâm thành bân vẫn cứ cắm cúi thẩm duyệt văn kiện dường như không có nghe thấy hắn nói gì cả ý lâm thành bân là muốn trước tiên cứ làm yên chuyện này trước đã dù sao cũng là thằng em hắn làm sai trước ngang nhiên mở phòng xét nghiệm giới tính thai nhi trái phép lại còn hành hung cán bộ nhà nước nữa mà đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc sắp tới hắn thân là chủ nhiệm đại hội bây giờ lại đi bao che cho em trai mình làm sai chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn tới uy tín của hắn mà tấm gương quét đạt lượng còn đó trong thời gian này thực sự hắn chỉ muốn yên ổn sống qua ngày là tốt lắm rồi. thế nhưng lâm thành vũ nào có hiểu được nỗi khổ của anh trai mình, mà hắn chỉ cho rằng anh trai thoái thác việc này chứng tỏ là sợ thằng nhãi trương dương kia. một chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lại đi sợ một thằng nhãi chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình sao? chuyện này làm hắn cảm thấy nhục nhã khó tả. trước khi rời khỏi ủy ban nhân dân xã, hắn lại nhớ tới mối nhục lần trước tại công trường xây dương trường tiểu học hồng kỳ, thu mới hận cũ dồn lại ánh mắt hắn tràn ngập thù hận nhìn về phía của sổ ban kế hoạch hóa gia đình, hắn gần giọng lẩm bẩm Trương Dương. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Điện thoại của Trương Đại Quan Nhân lại vang lên, vẫn là dòng chữ nho nhỏ quen thuộc trên màn hình, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Trương Dương nở nụ cười, song song đó, máy điện thoại của ban kế hoạch hóa gia đình cũng vang lên. Trương Dương nhấc máy lên nghe, alo. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi một âm thanh âm trầm ở đầu dây bên kia vang lên. Trương Dương cũng nhận ra đây là giọng con gái đang ra vẻ lạnh lùng, nhưng hắn cũng không nhận ra được là ai, ngươi là ai. Ta là quỷ, ác quỷ tới lấy mạng ngươi. Thần kinh, Trương Dương cũng lạnh nhạt bỏ điện thoại xuống. Audio điện tử võ tấn bền. Trương Dương vừa bỏ điện thoại xuống, nó lại lập tức kêu lên. Hắn cũng phải giờ khóc giờ cười lại nhấc điện thoại lên, này, đừng đùa nữa. Trương Dương, lần này người gọi điện tới lại là Hải Lan. Trương Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, "Chị à, ta không thích đùa như vậy đâu, ban ngày ban mặt lại đi giả làm nữ ác quỷ à." "Cái gì, có mà ngươi mới đi làm nữ quỷ ấy, chắc chắn là lại đi khinh nhờn vị thần linh tiên nữ nào rồi phải không?" Hải Lan duyên dáng cười nói. Trương Dương cẩn thận lắng nghe, hiển nhiên hai giọng điệu khác hẳn nhau. Thanh âm của Hải Lan hết sức động lòng người, còn của nữ quỷ kia thì trầm thấp hơn một chút phải biết rằng âm sắc là khó giả tạo được nhất bởi vậy trương dương cũng nhận ra là mình đã đoán sai người gượng gạo cười nói sao nào chị lại nhớ ta rồi sao hải lan cũng khẽ gắt một tiếng nhưng giọng điệu cũng dịu dàng hơn rất nhiều hôm nay ta lên giang thành công tác ít hôm cuối tuần ngươi cũng đừng về đây nữa trương dương ừ một tiếng cũng thấy hơi thất vọng xem ra đạn tích góp một tuần nay cũng không có chỗ nào phát tiết rồi rất nhanh hắn cũng tự thấy xấu hổ cái ý nghĩ bậy bạ kia của mình cảm giác như hắn với Hải Lan quan hệ thuần túy chỉ là thỏa mãn nhu cầu sinh lý vậy nhưng chẳng hiểu sao ở chung với Hải Lan càng lâu hắn lại càng có cảm giác như khoảng cách giữa hai người lại xa hơn hắn thực sự cũng không biết đến tột cùng quan hệ của hai người là gì nữa là chị em không phải là người tình cũng không phải nốt vậy thì là quan hệ kiểu gì Hải Lan nói lần này tới Giang Thành công tác cũng là để phỏng vấn An Chí Viễn lão tiên sinh người cũng phải cẩn thận đó có thể vài ngày tới hắn sẽ tới huyện Xuân Dương. Trương Dương cũng cảm thấy ấm áp cõi lòng, những lời này như chứng minh Hải Lan nàng ta vẫn rất quan tâm tới hắn. Hai người hỏi thăm nhau vài câu, lúc sắp cúp máy, Trương Dương còn bắt Hải Lan phải hôn hắn vài cái mới chịu ngắt máy. Lúc hắn vừa gọi điện thoại xong thì cửa phòng bị người khác đẩy vào. Đi vào là một người phụ nữ trung niên, tay trái nắm tay một tiểu cô nương, tay phải nắm tay một tiểu hài tử. Trương Dương thấy tình cảnh trước mắt không khỏi ngẩn người, chị à. Người tìm ai vậy? Người phụ nữ kia quay sang nói với tiểu cô nương, mau nha, nhị đàn, đó là cha các ngươi. Trương Dương cũng giật mình, thiếu chút nữa nứt mạch máu não mà chết. Hai đứa nhỏ kia đều chạy lên bàn làm việc, mỗi đứa ôm một cánh tay Trương Dương, giọng điệu thập phần thân thiết kêu lên, cha. Trương đại quan nhân từ kiếp trước tới kiếp này đều chưa gặp phải một tình cảnh đáng xấu hổ như vậy, cho dù hắn có võ công cái thế cũng không thể xuống tay với hai đứa nhóc này được. Tiểu cô nương kia một bên ôm chặt cánh tay Trương Dương, một bên lại cười trộm. Còn tiểu hài tử bên tay phải mới là diễn viên nhí kiệt xuất, nó vừa liên tục gọi cha. Một cách cực kỳ thân thiết, nước mắt nước mũi cũng cứ thế giản rụa ra. Bàn tay nhỏ kia của nó vừa lau nước mũi vừa quệt hết vào người Trương Dương. Trương đại quan nhân cũng phải dở khóc dở cười, có khổ mà không biết thanh minh như thế nào. Một lúc lâu mà hắn vẫn cứ ngồi ngây ngốc một chỗ, chẳng biết làm gì cả. Người phụ nữ trung niên kia cũng bắt đầu bật khóc thống thiết, ngươi là một kẻ trời đánh, là kẻ không có lương tâm bỏ rơi mẹ con chúng ta cô nhi quả phụ một mình. Ngươi là một gã Trần Tuyết Mỹ thời hiện đại. Không ít nhân viên công tác tại ủy ban xã bị tiếng khóc của người phụ nữ kia kéo tới xem náo nhiệt. Trương Dương cũng thấy cực kỳ buồn bực trong lòng, quả thực chiêu này cũng quá độc, một bà già khổ cùng hai đứa nhóc tranh nhau khóc nhận mình làm chồng, làm cha. Trương Dương thấy bên ngoài cửa người đứng xem náo nhiệt càng ngày càng đông, hắn bất đắc dĩ cũng gượng cười cười, rồi ánh mắt chuyển về phía người phụ nữ đang đứng giữa phòng khóc giống lên kia, chị à. Ta không có nhận ra ngươi, cũng không biết tại sao ngươi lại đến tìm ta gây chuyện. Ngươi có biết đây là tội làm nhiễu loạn ủy ban nhân dân xã, hành vi vi phạm pháp luật này có thể bị bắt giam đó. Người phụ nữ kia hiển nhiên nhận ra là Trương Dương đang họa nạt, nhưng nàng ta cũng không sợ, vẫn cứ nói cứng, người bây giờ làm quan lớn như vậy, người cũng không sợ ta vạch trần tội ác của người phải không? Cảnh Tú Cúc lúc này cũng tới xem có chuyện gì xảy ra, thấy người phụ nữ kia nhìn có chút quen mắt. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, liền nhận ra hình như nàng ta là ăn mày ở khu tứ quý hương. Cảnh Tú Cúc liền chỉ vào người phụ nữ kia lớn giọng nói, người không phải là ăn xin ở tứ quý hương sao? Chạy tới ủy ban nhân dân xã làm gì? Còn dám làm loạn nữa, có tin ta báo công an bắt người không? Người phụ nữ kia bị người khác vạch trần thân phận liền thấy xấu hổ không chịu được, cuống quyết lôi hai đứa nhỏ kia ý định muốn bỏ chạy. Nhưng tiểu hài tử kia vẫn cứ đang diễn xuất nhập tâm quá, khóc gào ầm lên, "Cha, người không nên bỏ rơi chúng ta chứ." Tiểu cô nương lớn hơn một chút nhỏ giọng nói, nhị đàn. "Hắn không phải là cha chúng ta, cha chúng ta vẫn đang ở nhà mà." Tiểu cô nương tuy nói khá nhỏ nhưng toàn bộ người có mặt tại đương trường đều có thể nghe rõ, khiến tất cả đều cười ầm lên ba mẹ con nhà kia cũng xấu hổ lùi đi mất. Cảnh Tú Cúc không khỏi cười nói, đầu năm nay thực có nhiều chuyện thú vị thật, còn có cả đám cướp đi nhận cha nữa chứ. Những lời này của nàng ta cũng là chứng thực sự trong sáng của Trương Dương, cũng đồng thời là đuổi mấy người xem náo nhiệt ở đây đi. Trương Dương ánh mắt đầy cảm kích nhìn cảnh Tú Cúc, lúc nhìn lại vết tích nước mũi của thằng nhóc con kia trên áo không khỏi cười khổ, lắc đầu nói, xem ra ta trêu phải tiểu nhân rồi. Cảnh Tú Cúc nói, tại xã Hắc Sơn từ loại người nào cũng đều có, mà công việc của ban kế hoạch hóa gia đình lại càng hay đắc tội với người khác hơn. Người cũng phải nên cẩn thận một chút. Trương Dương không khỏi nhớ tới Lâm Thành Vũ, bởi vì hai cái máy siêu âm của hắn bị mình tịch thu, hiển nhiên hắn sẽ hận mình tới chết không thôi. Chuyện này rất có khả năng là hắn giàn dựng, nếu như không phải có cảnh tú cúc nhận ra thân phận người phụ nữ ăn mày kia, chỉ sợ hôm nay cũng khó lòng mà giải quyết êm đẹp được chuyện mất mặt này. Trương Dương bị người khác làm loạn một hồi cũng thấy buồn bực trong lòng. Tuy rằng mọi người ở Ủy ban Nhân dân xã biết là hắn bị oan uổng, nhưng họ vẫn lấy chuyện này ra làm đề tài để mà mua vui. Chẳng hiểu sao tiếng xấu này của Trương Dương lại truyền đến tai tên quách đạt lượng điên kia. Hắn giận dữ hùng hổ tới ban kế hoạch hóa gia đình, mắng xối xả Trương Dương một chập về tác phong sinh hoạt của hắn. Trương Dương cũng chẳng có lòng mà nghe kẻ điên kia luyên thuyên mãi, kiếm cớ đi WC chuồn cho rảnh nợ. Lúc Trương Dương vừa bước ra khỏi của ban kế hoạch hóa gia đình thì điện thoại lại kêu, bên trên màn hình hiện lên dòng chữ ha ha ha. Trương đại quan nhân cũng tức giận thực sự rồi, Lâm Thành Vũ ơi là Lâm Thành Vũ, để ông mày mà tìm được chứng cứ xác thực, chắc chắn sẽ cho mày biết cái cảm giác thế nào là mẹ mày cũng không nhận ra mày nữa. Trương Dương vừa đi ra khỏi cổng ủy ban nhân dân xã thì một chiếc xe jeep đỏ từ xa lao nhanh tới chỗ hắn, Trương Dương cũng phải giật mình. Mẹ nó chứ định mưu sát ta sao? Nhưng trương đại quan nhân không hề ê sợ lùi lại hay né tránh mà lại vọt nhanh về phía trước, dậm châm bật nhảy lên cao một cái. Lúc chân vừa chạm tới mùi xe thì hắn lại tiếp tục nhẹ nhàng nhún một cái nữa tung người bay lên cao. Ở trên không hắn lại làm động tác xoay người 360 độ cực kỳ đẹp mắt, rồi sau đó vững vàng rơi xuống phần phía sau của chiếc xe Jeep. Nhưng chiếc xe Jeep thực sự cũng không có ý muốn đâm Trương Dương, thấy Trương Dương nhảy lên, chiếc xe cũng đột một dừng lại. Trương Dương cũng mau lẹ lẻn tới chỗ cửa xe, một tay mở cửa xe một tay đã vùng quyền lên, giận dữ hét lớn, muốn chết sao. Sở yên nhiên ngồi trong xe khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo đang cười rạng rỡ cực kỳ động lòng người. Nàng ta mặc một chiếc áo khoác da màu đen bóng, bên dưới thì là một chiếc quần duyết ngắn cuốn cớn, hơn nữa lại còn đeo một chiếc kính dâm to đùng như kính của mấy tay vận động viên trượt tuyết. Thấy Trương Dương nổi giận lôi đình như vậy, không nhịn được khanh khách cười lớn, lộ ra hàm răng trắng tinh chỉnh tề trương dương cũng không ngờ tới người lái xe lại là sở yên nhiên cơn tức trong lòng cũng biến mất không chút vết tích đứng trước một mỹ nữ cấp bậc hại nước hại dân như vậy thì chẳng có một gã đàn ông nào có thể nổi giận được cả sở yên nhiên dí dỏm nhún vai nói tiểu trương chủ nhiệm ta tới là muốn tìm ngươi tính sổ trương dương bỗng nhiên nhớ tới cái tin nhắn dọa nạt hắn bấy lâu nay hơn nữa giọng nói của nữ ác quỷ kia lại rông giống như sở yên nhiên lúc này trương đại quan nhân cũng bừng tỉnh ngộ Cười cười chỉ sợ yên nhiên nói, nhà đầu ngươi thực sự là nữ ác quỷ xinh đẹp mà. Sợ yên nhiên đáp lời, cái gì nữ ác quỷ xinh đẹp, sao ngươi mở miệng ra cái là toàn ngà voi vậy? Đây là nàng ta biến đổi từ sao 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 chó thành ngà voi. Trương Dương vui cười hớn hở nói, ngươi gặp xui xẻo rồi. Ta sẽ báo công an tội ngươi đe dọa cán bộ nhà nước, ngươi sẽ bị bắt giam ngồi trồm hổm một năm rưỡi trong tù, lúc ngươi ra khỏi nhà lao ra rẻ cũng phải nhăn nheo xấu xí đi rất nhiều sở yên nhiên hừ lạnh một tiếng nhìn không ra một gã chủ nhiệm ban kế hoạch nho nhỏ như ngươi mà cũng mạnh miệng gớm còn chưa biết ai bắt giam ai đâu ta nói cho trương dương ngươi biết lần trước ngươi đuổi ta tới tận phía dưới vách vúi ta còn chưa có tính sổ với ngươi nữa đâu đó tiểu nha đầu miệng lưỡi lanh lợi một bước cũng không chịu nhường trương dương cũng cười nói ta cũng không nghĩ tới ngươi là người không có lương tâm như vậy mới đó mà đã quên rồi sao nếu như không phải ta có người trên lưng leo lên tận đỉnh núi thì chắc bây giờ ngươi cũng biến thành một đống xương trắng rồi bộ xương khô của mỹ nữ đó hơn nữa nếu như ta không có nối xương giúp ngươi thì ngươi bây giờ cũng thành một nữ nhân què rồi tiểu nha đầu ngươi cũng thực biết cách trả ơn người khác đó ta tuy rằng giúp ngươi không phải vì muốn ngươi lấy thân báo đáp nhưng cũng không thể lời oán báo ơn như vậy được chứ sở yên nhiên thấy trương dương nói một chàng giang đại hải như vậy cũng không giận dữ gì chỉ khanh khách cười to, vẫy vẫy tay nói, lên xe đi. Chương 39, bắt cóc. Băng vào cái gì? Trương Dương tuy trong miệng nói thế, nhưng đã tiến tới ngồi chỗ cạnh chỗ tài xế. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên Trương Dương được ngồi trên một chiếc xe sang trọng như vậy cho nên tính hiếu kỳ bị khơi dậy một cách nghiêm trọng, sờ chỗ này một cái, sở chỗ kia một chút, rồi hồn nhiên quay sang mà hỏi, chân người đỡ hơn rồi chứ? Có thể lái xe được không? Sở Yên Nhiên nói, cũng tạm ổn nghĩ không ra cái tên lang băm người xoay ngang xoay dọc thế nào mà lại được nhỉ. Kỳ thực Sở Yên Nhiên cũng biết được thủ pháp nối xương của Trương Dương không hề đơn giản, Kinh Sơn thị là chuyên gia đứng đầu khoa chỉnh hình, vậy mà nàng ta đối với thủ pháp của Trương Dương luôn miệng khen không dứt, còn nói phóng nhãn khắp tỉnh Bắc Nguyên cũng không tìm nổi người thứ hai có thể làm được tiêu chuẩn như thế. Hơn nữa Trương Dương cấp cho nàng mấy loại thảo dược cực kỳ hữu hiệu, nguyên bản là cần phải nằm giường ít nhất 3 tháng nhưng trị liệu theo phương pháp của Trương Dương thì một tháng đã bình phục hoàn toàn. Sở Yên Nhiên sau khi đi khám lại, xác nhận rằng xương cốt đã hoàn toàn ổn định nàng mới bắt đầu ra ngoài hoạt động, khiến cho đám chuyên gia ở bệnh viện cứ gọi lác tròn mắt há mồm mà kêu không thể tưởng tượng nổi. Lại nhớ đến chuyện không may gặp phải đêm hôm đó, Trương Dương lưng cõng nàng mà vẫn leo lên trên vách núi huyền nhai, nàng cho rằng Trương Dương đích thị là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Trương Dương nhìn qua đôi chân dài của Sở Yên Nhiên một chút, không biết vì sao tự nhiên lại nhớ tới chàng cảnh đêm đó hắn cởi quần của Sở Yên Nhiên, cặp chân thon dài thẳng tắp trong ký ức ấy đến nay vẫn còn mới mẻ như đêm qua. Sở Yên Nhiên thấy hắn nhìn chằm chằm chân mình cũng đoán được hắn nghĩ tới cái gì, mặt nóng lên nói, nhìn cái gì mà nhìn? Còn chưa thấy qua, vừa nói xong mới ngứa ra mình lỡ lời, lại phải nhịn thinh không dám nói tiếp nữa. Năng lực nắm cơ hội của Trương Dương đương nhiên rất cao, hắn có lỡ bỏ qua một cơ hội trêu ghẹo người đẹp tốt như vậy nhìn thì nhìn qua rồi, bất quá lần gặp trước không có quần jean. Sở yên nhiên đối với tiểu tử mặt dày này cũng đã được lĩnh giáo, mặc dù có phần ngượng ngùng nhưng trước giờ tính cách nàng vẫn là rộng rãi phóng khoáng, đại sắc lang. Vậy ngươi mời ta lên xe như thế là rước sói vào nhà rồi còn gì? Ta có đai đen triệt quyền đạo đó, lâu rồi cũng chưa luyện tập. Đái gì, ca đái, bát đái đều ăn qua rồi, bất quá hắc đái thì chưa thấy qua bao giờ. Đái, chính là, đai một câu khiến cho sở yên nhiên suýt sặc chết trương dương hiếu kỳ hỏi xe này không có bộ ly hợp à tự động bác sĩ nói chân trái ta không nên dùng sức trong một thời gian dài cho nên ta chọn một chiếc tự động trương dương vỗ vỗ lấp ra ghế vẻ mặt ao ước nói xe này đẹp thật bao giờ có tiền ta cũng phải mua một cái mới được sở yên nhiên cảm thấy được trương dương rất có hứng thú với loại xe này chủ động nhường tay lái cho hắn Trương Dương chẳng chút khách khí mà ngồi vào chỗ lái, dựa theo chỉ dẫn của sở yên nhân khởi động máy. Qua lời sở yên nhiên biết được xe này là Rubicon, độc nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Trương Dương vừa lái xe vừa hỏi, chúng ta đi đâu bây giờ? Sở yên nhiên cười nói, bụng ta đói từ chỗ kinh sơn cơ, tên keo kiệt ngươi không biết ga lăng mời phụ nữ à? Nàng cũng để ý thấy tiểu tử này một thân toàn hàng hiệu, thầm nghĩ hắn cũng chỉ là một cái tên chủ nhiệm kế hoạch hóa gia đình xã, Lương tháng cùng lắm là được 200 đồng. Thế nào mà ăn mặc toàn hàng hiệu thế nhỉ? Trương Dương cười cười, phóng xe tới thẳng tứ quý hương. Tại cái xã nghèo Hắc Sơn Tử này, một chiếc ô tô đã là hàng hiếm lắm rồi đừng nói đến một chiếc xe sang trọng lạ mắt như chiếc Jeep Rubicon này. Xe đi qua là lập tức thu hút nhiều ánh mắt hương dân từ lớn tới bé, từ già tới trẻ vừa tới xem vừa bàn luận. Buồn cười ta đại đa số đều cho rằng đây là một chiếc máy kéo đời mới. Trương Dương nói với lão bản tứ quý hương một câu nhờ hắn tìm một chỗ để xe không cho đám hài tử kia nghịch ngợp, sau đó mới dẫn sở yên nhiên vào trong quán. Bây giờ sở yên nhiên đi lại đã hoàn toàn bình thường, chiến quân Jin bó càng làm cho cặp đùi thon dài hấp dẫn ánh mắt người khác. Hai người ngồi trong quán một lúc thì một tiểu mau tử chạy tới, ba. Người lại tới ăn a. À. Trương Dương nhận ra tiểu hài tử này là nhị đản, thật sự là hắn dở khóc dở cười mà, lấy ra mấy đồng xu, nhị đảm nói cho thúc thúc biết ai bảo tới gọi thúc là cha. Nói thật đi thúc thúc cho tiền mua kẹo. Nhị đàn gái gãi đầu, đôi mắt nhỏ to trong đang nhìn chằm chằm vào mấy đồng xu trên tay Trương Dương nói, nhưng tỷ tỷ không cho cháu nói. Trương Dương quay sang nhìn sở yên nhiên đang cười đến gấp cả người. Trương Dương đưa mấy xu cho nhị đàn, sau đó lại ghé vào tai nó nói nhỏ cái gì đó. Nhị đàn gật đầu rồi chạy đến bên sở yên nhiên, bàn tay nhỏ bé lay lay tay nàng, nương. Ta đói bụng, ta muốn ăn sữa. Sở yên nhiên lần này không cười nổi nữa, vừa thẹn vừa vội vàng chạy ra khỏi quán, Trương Dương cười ha hả nói với theo kia mẹ nó. Chạy đi đâu thế, con nó đói bụng thèm ăn sữa kia. Suốt thời gian ngồi ăn là khoảng thời gian sở yên nhiên chẳng nhịn được cười tí nào, Trương Dương lại bắt đầu mở miệng trêu ghẹo ta nói nhà đầu ngươi này, sau này nếu như ngươi thích sinh hài tử, ta cũng không ngại hỗ trợ ngươi đâu nha. Sở yên nhiên có chút không nhịn nổi cái kiểu vô liêm sỉ của hắn nữa, mặt lạnh lại nói: người còn đùa giỡn cái kiểu lưu manh ấy, ta sẽ báo cảnh sát bắt ngươi." Hai người bọn họ đang nói chuyện với nhau, Đỗ Vũ Phong cùng mấy tiểu cảnh sát đang ăn gần đó cũng nghe thấy không khỏi cười cười rồi hướng phía họ đi tới nói: "Sở tiểu thư tới a." À. Sở dĩ Đỗ Vũ Phong đối với Sở Yên Nhiên khách khí như thế là do bởi lần trước hắn bước người ta trên Huyền Nhai Sơn tới mức thiếu chút nữa thì xe hủy nhân vong, mà sau đó người ta lại không có truy cứu gì cho nên nội tâm Đỗ Vũ Phong cảm thấy rất là có lỗi sở yên nhiên mỉm cười gật đầu đáp lại, Trương Dương cười nói, đỗ sở trưởng đó à? Hai ta thực là có duyên đó, coi bộ lần này có người thanh toán cho mình rồi đây. Đỗ Phú Phong biết là Trương Dương cố ý cấp cho hắn một cái nhân tình, liền sảng khoái gật đầu, không thành vấn đề. Ta mời, rồi hướng sở yên nhiên nói, sở tiểu thư muốn dùng món gì xin cứ gọi tự nhiên. Sở yên nhiên cười nói, ta ăn cũng no rồi, mà ngươi cũng không cần phải sợ đâu, ta không tìm người đòi bồi thường xe đâu. một câu nói thôi làm cho đỗ vũ phong mặt đỏ bừng lên, hắn ấp úng nói vậy, à vậy các ngươi cứ trò chuyện tự nhiên, ta không làm phiền. nhìn bóng lưng đỗ vũ phong rời đi, trương dương không khỏi than thở, nhà đầu ngươi thật là không có khẩu đức tí nào. người ta mời người dùng cơm thế mà ngươi lại nói vậy. sở yên nhiên nói, nếu không ngươi bảo hắn bồi thường ta chiếc Piazzo một nghìn. Trương Dương rất không ưa nhìn cái bộ dạng vinh vinh tự đắc của Sở Yên Nhiên, nhịn không được nói, không phải có hai cục tiền bẩn đó sao? Tiểu Nha đầu lừa đảo ngươi đắc ý cái gì? Ngươi học ở đâu cái kiểu ăn nói khó nghe như vậy? Hai người lập tức lại hoang hoang lên. Trương Dương phất phất tay, thôi bỏ, ta hảo nam nhân không so đo với tiểu nữ nhân nhà ngươi. Nói mau, chạy tới đây tìm ta có việc gì? Không phải là lấy thân báo đáp ân cứu mạng của ta đấy chứ? Nằm mơ đi đôi mắt đẹp của sở yên nhiên chớp chớp lần này nàng tới đây cũng chẳng phải là để cảm ơn hắn là có việc khác. Nàng đứng dậy nói, người theo ta đi tới cái địa phương lần trước xảy ra chuyện. Vừa đi ta vừa nói chuyện. Trương Dương gật đầu, ra mở cửa xe mời sở yên nhiên lên rồi ngồi vào cầm lái hướng thập bát bàn mà chạy tới. Trên đường, sở yên nhiên không chịu nổi kỹ thuật lái xe điều luyện của Trương Đại Quan Nhân, đành phải đuổi hắn ra là lấy lại cái vô lăng tự lái. Trương Dương ngồi sang ghế bên vội vàng đeo đai an toàn vào. Sở Yên Nhiên thấy thế liếc mắt hỏi, làm gì thế? Sợ ngươi lại lao xuống vách huyền nhai. Sở Yên Nhiên cười sẵn giọng mồm quả thối này, có thể sự tình lần trước để lại trong lòng nàng một bóng ma, cho nên Sở Yên Nhiên đi xe trên đoạn này tương đối cẩn thận. Đoạn tiến vào thập bát bàn, kỹ thuật lái của nàng khiến cho Trương Dương cảm thấy khâm phục không ngớt, ta buồn quá đi mất một nữ tử giỏi cái gì không giỏi lại đi giỏi cái trò phóng xe vèo vèo sở yên nhiên nói đó là ngươi không có cảm nhận được cái khoái cảm của tốc độ khoái cảm trương dương giả vờ không nghe rõ sở yên nhiên trừng mắt liếc hắn tiểu tử này đúng là nói chuyện không bao giờ tử tế được ba câu nàng biết thế cho nên không cho hắn có cơ hội mở mồm nói tiếp ta muốn ngươi đi tĩnh an một chuyến tĩnh an trương dương nhíu mày tĩnh an thị là thuộc tỉnh bắc nguyên Cách xã Hắc Sơn tử của hắn cũng khoảng tầm 300 km, Sở Yên Nhiên từ Kinh Sơn chạy tới đây hóa ra là vì việc này. Sở Yên Nhiên nói, ông ngoại ta vốn đau lưng kinh niên rồi, gần đây đột nhiên càng nặng, nhưng ông lại không muốn mổ, cho nên ta mới nhờ ngươi. Trương Dương hiểu được là nàng muốn nhờ xem bệnh tình cho ông ngoại nàng, lắc đầu nói ta không có rảnh đâu đó. "Van cầu ngươi đó, ta cho ngươi tiền công mà." "Đã bảo không rảnh mà. Ngươi muốn bao nhiêu?" ta không có thiếu tiền. Sở yên nhiên cầu xin một hồi vẫn không có kết quả, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn bực mình, trương dương, ta nói cho người biết, ta chưa từng cầu xin ai bao giờ. Nếu ngươi không đồng ý thì cứ chờ nhận lấy báo ứng đi. Trương Dương tùm tỉm cười, uy hiếp đối với ta cũng vô dụng thôi. Bỗng nhiên sở yên nhiên đạp chân ga, rồi máy phóng vút trước xe lên đoạn dốc quỷ kiến sầu, trùng hợp là chính đoạn này là đoạn lần trước nàng bị tai nạn mô tô. Trương Dương bị hù đến choáng váng, nhà đầu này thật sự đúng là điên rồi, nói cái là làm ngay. Nàng ta có điên thì Trương Dương cũng không có muốn điên cùng, vạn nhất xảy chân chạy quá vách núi một tí thôi thì. Trương Dương cuống quyết giơ tay đầu hàng, ta sợ ngươi rồi. Ta đi, ta đi. Sở yên nhiên bỗng nhiên đạp phanh lại, một tiếng, kít, dài vang lên chói tai, lốp xe để lại trên đường một phanh dài, chiếc xe lúc này các vách núi chừng chưa đến một thước. Sở yên nhiên nhìn Trương Dương cười gập cả bụng, Ngươi đúng là loại nhát chết. Ta đương nhiên sẽ không muốn chết chung với cái loại nhà ngươi đâu. Trương Dương thở phào nhẹ nhõm, nữ nhân điên như ngươi, lúc lên cơn chưa biết chừng làm thật ấy. Ta đây là cán bộ trẻ tuổi tiền đồ sán lạn, tuy rằng không sợ chết, nhưng mà trọng yếu là Trung Quốc chúng ta có đến gần tỷ bách tính, nếu ta có mệnh hệ gì, sau này lấy ai chiếu cố cho bọn họ? Lấy ai lãnh đạo bọn họ? Sở yên nhiên ngồi bên lắc đầu cảm thán, Trương Dương ơi là Trương Dương, ta cũng sớm biết ngươi là một tên mặt dày cực kỳ dày vô sỉ mà. đây không phải là mặt dày vô sỉ mà là tự tin. có mà tự sướng, tự sướng thì cũng phải có khả năng chứ. hai người một đằng vừa cãi nhau, một đằng vừa lùi xe lại. sở yên nhiên muốn đi tới chỗ tiểu sông thanh hà, hai người mở cửa xe bước xuống, rồi đi bới bên bờ sông. sở yên nhiên ngồi trên lan can cầu, hai tay bám vào lan can, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên nhìn bầu trời. Xuân phong thổi qua làm tung bay mái tóc, nàng nói: "Phong cảnh thiên nhiên ở đây cũng thật là đẹp. Nếu như khai thác tốt, nhất định sẽ trở thành một khu du lịch nổi tiếng đó." Trương Dương cười nói: "Cẩn thận lộn cổ bây giờ." Đúng lúc này thì điện thoại của hắn vang lên, hắn lấy điện thoại ra thì nhận được tin nhắn, "Ngô Hoành Tiến bị đánh." Trương Dương vừa đọc xong đã phát hỏa: "Con mẹ nó chứ, thằng nào mà to gan vậy, dám chạy tới cả ủy ban xã mà đánh người chứ?" sở yên nhiên thấy thần tình bất thiện của hắn liền nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? Ừ, ta phải lập tức quay về xã đã, xảy ra chút chuyện. Sở yên nhiên u oán nhìn hắn một cái, nguyên bản là nàng đang có hứng ngắm cảnh ở đây thì lại bị lôi về. Trương Dương thở dài, cũng đừng trách ta, người trong quan trường đúng là thân bất do kỷ mà, chuyên bác tri ân. Sở yên nhiên không nhịn được cười, chỉ là một chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình nhỏ tí tẹo, quan cái quái gì quan vậy là ngươi không hiểu rồi. Dù cho là một chức danh nhỏ đi chăng nữa vẫn cứ là làm việc và hoạt động trong môi trường ấy. Chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình thì không phải là cán bộ nhà nước chắc. Không phải là làm việc ở chốn quan trường sao. Ta xem ngươi không giống sò mà thấy giống rùa đen hơn đó. Trương đại quan nhân vô cùng đau đớn, cái mồm, cái mồm, tích chút khẩu đức cho con cháu được nhờ đi. Hắn đối với tính tình thẳng thắn của sở yên nhiên cũng thập phần vừa ý, Tuy là mới chỉ gặp nhau hai lần nhưng mà hắn cảm giác cứ như là gặp lão bằng hiếu, cái gì cũng vô cùng thoải mái. Không như lúc đi cùng Tả Hiểu tình cứ có phần ngượng gạo, cũng không giống như Hải Lan cứ tránh né. Sở Yên Nhiên rất thẳng thắn và phóng khoáng, bình thường con gái rất hiếm người có tính cách như vậy, cho nên Trương Dương cảm thấy nói chuyện với nàng rất thoải mái, chẳng hề cố kỵ cái gì. Sở Yên Nhiên mặc dù đang có hứng rong chơi không muốn quay về nhưng vì trương đại quan nhân nhiệt tình với công tác nên đành quay xe về ủy ban xã Hắc Sơn Tử. Trên đường về chủ đề hai người nói chuyện đều xoay chung quanh việc bao giờ Trương Dương sẽ đến Tĩnh An, sở yên nhiên nói tới mỏi cả miệng mới thuyết phục được hắn cuối tuần này đi Tĩnh An, vì là nàng nhờ hắn nên sẽ phải tới đón hắn cùng chi phí lặt vặt là nàng cũng phải phụ trách, Trương Dương chỉ việc vác cái xác đi theo thôi. Tới cuối Trương Dương ra bộ ủy oải nói một câu, thế còn, vừa nói ngón giữa và ngon cái tay hắn xoa xoa vào nhau sở yên nhiên biết hắn rốt cuộc nói cái gì người cần bao nhiêu tuy rằng biết trả tiền phí khám bệnh đương nhiên là việc kinh thiên địa nghĩa nhưng mà cái kiểu con buôn của thằng nhãi này vẫn khiến cho nàng có phần khó chịu trương dương nghĩ một chút rồi nói như vậy đi tiền của ngươi ta không lấy cũng được bất quá từ lần sau gặp đỗ vũ phong thì đừng có nhắc tới chuyện cũ nữa đại gia ta thanh toán như thế đã được chưa sở yên nhiên vạn vạn lần không nghĩ thằng nhãi này còn biết vì người khác mà lo lắng như thế Bất quá về điểm này thì nàng cũng hài lòng, sảng khoái gật đầu, "Hảo. Cứ quyết định như thế đi." Tiểu tử này đánh giá Sở Yên Nhiên khi cười là thập phần động nhân, trong đầu lại bắt đầu nảy ra mấy cái ý đồ đen tối, kỳ thực ta đối với tiền không có hứng thú lắm, nhưng còn người thì, hắc hắc, y hắn là nếu ngươi đem thân thay tiền thì ta có thể cân nhắc lại. Sở Yên Nhiên cũng quen dần với cái tính của hắn nên mỉm cười cho qua, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn đường vì đây là đoạn đường thập bát bàn nên nàng cũng không dám lơ là trương dương cũng biết ở cái địa phương này thì không có nên vui đùa đành thu hồi lại vẻ mặt cợt nhả rồi nhìn ra ngoài cửa sở bỗng nhiên mặt hắn biến sắc hét lớn dừng dừng xe lại sở yên nhiên không hiểu sao hắn lại hét ầm lên thế nhưng chân vẫn phản ứng mà đạp phanh lại chiếc xe còn chưa có ổn định lại hẳn thì thấy mấy tảng đá lớn nhỏ từ trên vách núi bên trái lăn xuống ngay trước mũi xe hút đổ cả thanh chắn ven đường lăn xuống vách núi sở yên nhiên sợ đến trắng bệch cả mặt giả như không có trương dương nhắc nhở thì hẳn là mấy tảng đá kia rơi trúng đầu xe rồi hậu quả thật không dám nghĩ tới trương dương từ trên xe nhảy xuống ngửa đầu nhìn lên vách núi bên trái thấy có vẻ cũng ổn rồi sở yên nhiên kiêm tra lại đầu xe vừa bị một tảng đá rơi trúng cũng may là tảng đá ấy nhỏ lên chỉ xước sơn chứ máy móc vẫn không bị ảnh hưởng gì trương dương thấp giọng ở đây thường hay nó đá lở sở yên nhiên nhìn xa xa đó một chút đúng là có cái biển báo nguy hiểm đá lở trong lòng bỗng cảm thấy sợ sợ, vội vàng dục lên xe đi. Mau chóng rời khỏi đây thôi. Trương Dương gật đầu, cả hai liên xe rồi nhanh chóng tiến về xã. Về đến xã thì thấy Ngô Hoành Tiến đã nằm trong phòng trạm xã, đang khanh khách cười nói với Tiểu Ngụy. Nào có ai tới đánh hắn chứ? Trương Dương bực mình đến nửa ngày không biết thằng dở hơi nào trêu hắn, đang đi chơi vui thì bị nó lôi về. Đương nhiên loại chuyện thế này Trương Dương cũng không nói với người khác làm gì, lại ngồi nói với Ngô Hoành Tiền vài câu rồi ly khai. Sở Yên Nhiên thấy sắc mặt bất thiện của hắn cho rằng hắn vẫn còn chưa hoàn hồn vì cái vụ đá lở kia bèn nhẹ giọng an ủi, đại nạn không sao tất có may mắn, không biết chừng sau này ngươi làm đến quan cửu cấp đó. Trương Dương cười nói, nói thật nhé, ngươi đừng có ra vẻ ôn nhu như vậy a, à. ta thấy ghê ghê. Sở Yên Nhiên, xí, một tiếng khinh miệt, nhìn lại đồng hồ đã là hơn 3 giờ chiều rồi, nàng bèn cáo từ hắn rồi rời đi đương nhiên vẫn không quên nhắc nhở hắn chuyện hắn đã đáp ứng nàng trương dương nhìn theo sở yên nhiên rời đi khóe miệng lộ ra chút tiêu ý tiểu ngụy chẳng biết lúc nào đã đi tới cạnh hắn trương chủ nhiệm đối tượng của ngươi hả thật là xinh đẹp a à? trương dương ngại ngùng cười đáp theo đuổi ta còn nhiều người lắm ta còn đang cân nhắc tiểu ngụy hết sức vất vả mới nhịn được cười nhỏ giọng nói trương chủ nhiệm vừa nãy lâm thành vũ cùng vợ hắn tới thăm ngô hoành tiến bọn họ cũng tặng không ít quà lại còn đưa thêm một phong bì 500 đồng. Người xem chuyện này, tiểu ngụy dù sao cũng không phải mới làm ở xã ngày một ngày hai, đối với đạo lý đối nhân xử thế, quan hệ lợi hại thế nào cũng có không ít cảm ngộ. Vốn chuyện này cũng chẳng tới phiên nàng nói, nhưng nàng với Ngô Hoành Tiến cũng có chút quan hệ mập mờ nên nàng mới nói thay cho hắn, dù sao với trương chủ nhiệm nàng cũng có thể nói năng dễ hơn một chút. Trương Dương hiểu tiểu ngụy và Ngô Hoành Tiến không muốn làm to chuyện, hắn gật đầu nói, chuyện này ta biết rồi, bất quá ban kế hoạch hóa gia đình chúng ta không thể nhịn nhục để kẻ khác khi dễ ngươi cứ nói với hắn an tâm mà dưỡng thương mọi chuyện cứ giao cho ta lo tiểu ngụy đối với khả năng của trương chủ nhiệm thì tuyệt đối tin tưởng bèn gật đầu trương dương bỗng nhiên hỏi bâng quơ chỗ khu thập bát bàn bình thường hay có đã lở không tiểu ngụy suy nghĩ một chút rồi lắc đầu ta chưa từng nghe qua bao giờ lời này của tiểu ngụy càng làm cho nghi hoặc trong lòng trương dương thêm lớn Hắn bắt đầu nghi ngờ tin nhắn kia với đá lở này có liên quan tới nhau. Lẽ nào có kẻ muốn ngưu hại hắn? Trương Dương quay về phòng làm việc của ban kế hoạch hóa gia đình, bèn bắt đầu điều tra lai lịch của cái tin nhắn kia. Bằng vào hắn muốn điều tra rõ ràng chuyện này xem chừng rất khó, cuối cùng vẫn là thông qua bưu điện huyện Xuân Dương kiểm tra. Qua bưu điện huyện hắn biết chiều nay là một cú điện thoại từ một hàng tạp hóa trong xã gọi đến nhờ gửi tin nhắn cho hắn. Chủ cửa hàng tạp hóa nhỏ này là Thôi Quế Sơn hắn đối với Trương Dương đương nhiên là cũng rất quen thuộc. Vừa thấy Trương rời tới là nhiệt tình hô lớn, tiểu Trương chủ nhiệm. Cơn gió nào đưa ngài tới đây thế này? Trương Dương nói, tầm 2 giờ, 2 rưỡi chiều hôm qua người có thấy ai dùng điện thoại không? Thôi Quế Sơn suy nghĩ một hồi, bình thường cũng ít người tới đây gọi điện thoại, cả buổi chiều cũng chỉ có 3 người. Trương Dương nói thời gian cụ thể ra một cái lập tức hắn nhớ ngay ra, sử tam trụ thôn tiểu hà. Sử tam trụ, cái tên này đối với Trương Dương nghe cực kỳ xa lạ. Thôi Quế Sơn gật gật đầu nói, cái đám ấy ở xã cũng có thể coi là mấy nhân vật có máu mặt, ba an em nhà hắn chẳng có đứa nào ra hồn, tại thôn Tiểu Hà và cả trong xã đều hoành hành bá vương. Năm kia dính vào một vụ đánh nhau nghiêm trọng nào đó nên bị đi tù, ngày đầu vừa mới được ra trước khi ngươi về xã mấy bữa thôi. Trương Dương không khỏi trợn mắt nhìn tiểu tử này, con mẹ chứ cư nhiên đem lão tử so với cái bọn vô lại ấy mà cũng nói được sao. Thôi Quế Sơn cũng ý thức được mình nói không phải, cười ha hả nói, "Ta thật là, thật xin lỗi. Mong ngài đừng để bụng." Trương Dương lại hỏi, "Hắn gọi điện thoại nói cái gì?" "Ta trốn còn không kịp nói gì đến nghe, nói xong tiền điện thoại hắn cũng chẳng trả mà đi luôn." Trương Dương gật đầu xoay người đi, Thôi Quế Sơn ở phía sau nói theo, "Trương chủ nhiệm, nếu không có việc gì thì tốt nhất đừng nên chọc vào ba anh em nhà ấy, chúng đều là cái loại liều lĩnh bất cần." cẩu bì cao dược, dính vào chúng nó chỉ phiền phức cho mình. Thuốc cao dán dính ra chó. Trương Dương đối với hảo tâm nhắc nhở ô của hắn rất là cảm kích quay lại cười cảm ơn, nhưng trong lòng thầm nghĩ tàn nhẫn. Cứ đợi xem ai mới tàn nhẫn hơn ai. Từ lúc sống trong thời đại này, hiện tại tính cách Trương Thần Y cũng đã bớt đi vài phần ngang tàng ngỗ ngược, nhưng thay vào đó lại là tâm cơ trầm tính cần có của một cán bộ nhà nước. Từ lúc chính thức được vào biến chế trở thành một cán bộ nhà nước chính thức, tiểu tử này lúc nào cũng biết vận dụng pháp luật một cách khéo léo để có lợi cho mình, đấy mới là một cán bộ nhà nước tiểu chuẩn, phải biết biến pháp luật thành vũ khí của mình. Vì thế nên bây giờ việc đầu tiên là Trương Dương đi tìm Đỗ Vũ Phong. Đỗ Vũ Phong nghe tới ba An Hem nhà họ sử kia cũng gãi gãi đầu, ta hỏi Trương Dương ngươi sao tự nhiên lại có cái mâu thuẫn gì với ba anh em nhà nó thế. Nhà chúng nó đều là du côn cả, có đẻ thêm vài đứa nữa ban kế hoạch hóa của ngươi cũng không làm gì được chúng nó đâu. Trương Dương nói, ta cũng lấy làm lạ, ngươi nói cái tên sử tam trụ sao tự nhiên lại gọi điện cho ta làm gì. Mà trên đường về tự nhiên lại có đá lở suýt thì toi mạng. Đỗ Phú Phong suy nghĩ một hồi rồi mới nói, chỉ bằng vào suy đoán mà kết luận như vậy thì cũng không thể kết luận chúng có liên quan. Vậy cứ thế này đi, ngày mai ta đi thôn Tiểu Hà kiểm tra, cùng lắm thì đem chúng nó về thẩm vấn. Chuyện này trước hết cứ tạm thời thế đã, ngày kia là đại hội nhân dân xã rồi, tốt nhất đừng có làm to ra vội. Trương Dương gật đầu đồng ý. Đỗ Phú Phong lại nói, Triệu Tân Vĩ ngày hôm nay cũng gọi điện tới, hắn nói người cứ làm cho tốt. Chủ nhật này hắn sẽ tới, thuận tiện dẫn tỷ tỷ hắn đi luôn đó, còn nói sẽ an bài cho ngươi nhận cái trước thầy thuốc gì gì đó. Trương Dương cười nói, không thành vấn đề, dù sao chủ nhật ta cũng không có việc gì cả, cứ ở lại xã Hắc Sơn tử đợi tỷ đệ hắn hạ cố. Đỗ Phú Phong cười đầy thâm ý, ta với tên đồng học cũ này không giống nhau, có khiến hắn coi trọng nhất định cũng không tầm thường. Lần này hắn tới đây hẳn là cũng có mục đích. Trương Dương nói, nói tới mục đích, ta cũng có một mục đích, anh rể Triệu Tân Vĩ là Tống Tư Đức là hiệu trưởng kiêm bí thư sở giáo dục huyện. Ta muốn nhờ hắn cho em gái ta vào danh sách trúng tuyển đại học, người xem liệu có được không nhỉ. Đỗ Phú Phong cũng biết anh rể của Triệu Tân Vĩ, hắn suy nghĩ gì đó rồi nói, nghe Tân Vĩ nói, ảnh rể hắn rất là sợ vợ, xem chừng chuyện này chỉ cần bà chị hắn đồng ý hẳn là không vấn đề gì trong lòng trương dương cũng đã có chủ ý như vậy chỉ cần mình chữa bệnh cho triệu tân hồng ngon lành hẳn là đưa ra cái yêu cầu còn con này bà ta sẽ không cự tuyệt trương dương lại ngồi nói chuyện với đỗ vũ phong vài câu rồi rời đi hai người tuy là bạn rượu thế nhưng cũng gần đại hội nhân dân xã rồi đỗ vũ phong còn bận nhiều việc nên cả hai đành phải dẹp ý định đi uống rượu sang một bên ra khỏi đồn công an xã Nhìn lên bầu trời tràn đầy ánh nắng nhưng trong lòng Trương Dương lại vẫn cứ u ám. Đứng ở cửa ủy ban xã, đang tính xem buổi tối ăn cái gì thì điện thoại vang lên, hắn cuống quýt móc điện thoại ra xem, thì ra là số của Sở Yên Nhiên. Trương Dương chạy về phòng làm việc của ban kế hoạch hóa gia đình gọi lại cho số này thì nghe thấy một giọng nam khàn khan Trương chủ nhiệm. Lòng Trương Dương cũng trầm hẳn xuống, trong đầu hắn đầy cảm giác không ổn, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, giọng bình thản hỏi, ai đó? Đầu tiên là nghe thấy tiếng hét chói tai của Sở Yên Nhiên, sau đó là cái giọng khàn khàn kia nói: "Trương chủ nhiệm, nữ nhân của ngươi đang ở trong tay ta. Ta cho ngươi một tiếng đồng hồ, hãy tới Miếu Sơn Thần ở cổ Ngưu Lĩnh, nếu ngươi không tới thì chờ nhặt xác nàng đi. Nếu ngươi dám báo công an thì cũng tới mà nhặt xác nhé." Nhớ kỹ đó, nói xong liền cúp máy luôn. Trương Dương cảm thấy khó thở như là bị một bàn tay to bóp chặt lấy yết hầu từ lúc sống lại tới nay đây là lần đầu tiên hắn có cái cảm giác bị kẻ khác nắm mũi như thế nhưng hắn lo là lo cho sở yên nhiên nữ hài vô tội này tự nhiên lại bị dính dáng vào chuyện của hắn rơi vào tay đám côn đồ này không biết có sao không hắn không nghĩ nhiều nữa trong mắt toát ra một vẻ băng lãnh thấu xương tràn ngập sát khí một cách đáng sợ giả như sở yên nhiên có thương tổn gì nhất định hắn sẽ đem cái lũ cho kia xử tử cả loạt sử đại trụ dùng giấy báo cuốn lá thành một điếu thuốc đang ngồi hút trong miếu. Khói thuốc lập lờ phiêu lãng đầy trong sơn miếu, sở yên nhiên bị trói gô vào một cái cột nhà, trong ánh mắt của nàng lộ ra vài phần sợ hãi. Cạnh nàng là ba tên đạo tặc trông rất biêu hán, nhưng khiến cho nàng thấy ợ nhất chính là cái ánh mắt như sói nhìn mồi của sử nhị trụ. Từ lúc thấy sở yên nhiên, ánh mắt của hắn cứ soi đi soi lại khắp người nàng, lúc này hắn bắt đầu tiến lại, vươn bàn tay thô giáp kia ra vuốt vuốt trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng sở yên nhiên nghiêng đầu tránh né rồi nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn sử nhị trụ hung hăng tát sở yên nhiên một cái thật mạnh nhìn khóe môi nàng chảy máu trong mắt hắn toát lên một vẻ hứng phấn cuồng nhiệt lấy ngón tay cái quyệt vệt máu rồi đưa lên lưỡi nhấp nhấp chân hương a à. trong giọng nói tràn ngập vẻ đói khát thèm thuồng sử đại trụ ngồi bên kia hút thuốc thấy vậy khàn khan cất tiếng lão nhị cứ bình tĩnh chờ sử xong thằng nhãi kia đã thì nàng ta là của ngươi sử nhị trụ lưu luyến nhìn sở yên nhiên Lão đại đối với tính tình của hắn đương nhiên là hiểu rất rõ, nhất định phải giữ hắn đầu óc tỉnh táo. Đối với sử đại trụ thì nữ nhân chỉ là công cụ để phát tiết tinh lực dư thừa với để thư giãn thôi. Hiện tại cần phải bảo trì trạng thái tốt nhất, tội phạm cũng cần phải khống chế bản thân mình, kể cả là tội phạm nếu không có năng lực khống chế bản thân thì vĩnh viễn cũng không thể trở thành một tên tội phạm ưu tú được. Sử tam trụ lúc này ẩn lấp trên một cây đại thụ trước cửa sơn miếu, trong tay hắn cầm một khẩu súng săn. Từ vị trí của hắn có thể dễ dàng quan sát được 200 mét xung quanh đó, chỉ cần Trương Dương tiến nhập vào trong tầm bắn của hắn, đương nhiên hắn có thể dễ dàng kết liễu đối phương. Hắn tưởng tượng cảnh đầu Trương Dương nổ toát như quả dưa hấu mà trong trong mắt tràn đầy hưng phấn, hắn đối với máu có một loại cảm giác kích động cuồng nhiệt đến kỳ lạ, ba huynh đệ bọn hắn cũng đều như thú hoang, bọn chúng tựa như ba con sói khát máu, đối với chúng chỉ có mục đích duy nhất đó là giết chóc và tiền bạc. Có người trả một vạn đồng cho tính mệnh của Trương Dương đối với ba anh em bọn chúng, một vạn đồng là quá béo bở đối với một mạng người. Trong sơn miếu chỉ còn sử đại trụ và sở yên nhiên, nàng thấy tên lão đại này xem ra còn trầm mặc và biết suy tính hơn nhiều so với hai thằng em của hắn. Sóng run run nói, người thả ta ra, ta có thể trả các người rất nhiều tiền. Sử đại trụ đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi dài, nheo nheo mắt nhìn sở yên nhiên qua màn khói. Thực sự mà nói, nếu giết một cô nương thế này hắn cũng chẳng muốn, nhưng quả thực là không có sự lựa chọn phụ này đã nhận rồi muốn xử trương dương thì phải dùng nàng làm mồi nhử mà giết xong trương dương rồi muốn xóa hết dấu vết đương nhiên là phải bồi táng nàng theo tên kia luôn trong lòng hắn bỗng cảm thán đúng là người trong giang hồ thân bất do kỳ từ lúc ra tù tính cách của hắn càng thêm trầm ổn suy nghĩ mọi việc cũng thấu đáo toàn diện hơn cái cuộc sông bàn tay nhúng máu này không phải ai cũng có cách để lựa chọn đã nhúng vào rồi thì chỉ còn cách ném nhân tính của mình cho chó ăn mà thôi sở yên nhiên nhìn ánh mắt thờ ơ của sử đại trụ cũng hiểu được mấy tên nãy tuyệt đối sẽ không buông tha vô luận trương dương có đến hay không chúng cũng sẽ đem mình diệt khẩu nàng bắt đầu cảm thấy mình thật đúng là đen đủi tự nhiên lại dính vào cái tên chết tiệt kia để bây giờ ăn tai ba vả gió thế này thế nhưng cũng lạ là từ lúc sử đại trụ gọi điện cho trương dương trong lòng nàng cũng phần nào bình tĩnh lại sợ hãi lúc đầu đã biến mấy rất nhiều có lẽ sâu trong lòng nàng rất có lòng tin đối với trương dương Nàng tin tưởng nhất định hắn sẽ tới cứu được mình. Sau khi hút xong điếu thuốc, Sử Đại Trụ bắt đầu lấy khẩu súng săn hai lòng từ trong ba lô ra, lau chùi cẩn thận rồi kiểm tra đạn dược đầy đủ. Tất cả đều được hắn tiến hành đâu vào đấy. Sở Yên Nhiên bắt đầu cảm thấy lo lắng, cả ba tên đạo tặc đều có súng, ngoại trừ Sử Đại Trụ thì hai tên khác đã đều ẩn nấp xung quanh miếu. Nếu Trương Dương mà tới đây một mình thật chỉ sợ hắn lành ít giữ nhiều. Chương 40, đêm tối trương dương đang ngồi ô tô phóng nhanh đến cổ nghiêu sơn lĩnh trong khoảng thời gian đại hội nhân dân xã này vì hắn đảm bảo công tác hậu cần nên ô tô của xã cũng phân cho hắn tạm thời sử dụng vừa rồi trương dương cũng phải đắn đo mãi cuối cùng quyết định không báo công an dù sao sở yên nhiên vẫn đang ở trong tay bọn bắt cóc hơn nữa đối với đám công an xã hắn căn bản không có chút lòng tin nào chuyện này tốt nhất là tự tay hắn phải xử lý tuy rằng võ công của hắn xuất quỷ nhập thần nhưng đối với địa hình cổ Ngưu Sơn Lĩnh hắn không rõ lắm. Cả ba an hem họ sử kia thì đều là dân bản địa, đương nhiên đối với từng cành cây ngọn cỏ ở đây đều nắm rõ, có thể nói là thiên thời địa lợi đang nằm trong tay chúng. Đương nhiên Trương Dương không sợ chúng ẩn nấp rồi đánh lén, mà là sợ yên nhiên còn nằm trong tay chúng, hắn sợ ném chuột vỡ đồ. Trương Dương đỗ xe lại ở dưới chân núi, rồi dọc theo đường mòn mà đi bộ lên. Cổ Ngưu Sơn lĩnh được ánh tà dương lúc chiều chiếu tới, làm cho cả những đám sương mù cũng có phần trở lên rực rỡ, cảnh sắc lúc đậm lúc nhạt, lộ ra một vẻ đẹp mông lung huyền ảo. Nhưng mà Trương Dương thì không có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp này, hiện tại trong lòng hắn chỉ đang lo lắng cho sự an nguy của sở yên nhiên. Trời cũng bắt đầu tối dần, Trương Dương rốt cuộc cũng thấp thoáng thấy sơn miếu, mái đền cong cong hiện dần ra từ trong rừng cây. Bóng đêm dần dần bao phủ lấy núi rừng, sương đêm phiêu lãng khiến cho màn đêm càng trở lên mờ mịt. Trương Dương nhìn điện thoại, thời gian đối phương hẹn rốt cuộc cũng đã tới. Hắn hít sâu một hơi, rồi giữ cho tâm tình tĩnh lặng như nước, càng cận kề với nguy hiểm càng phải tỉnh táo. Trương Dương chú ý lắng nghe tất cả những cử động dù chỉ là nhỏ nhất xung quanh. Sử tam trụ ẩn thân trên cây đại thụ đã thấy Trương Dương xa xa đang đi đến, ánh mắt hung tàn sáng rực lên y như sói đói trông thấy con mồi. Hắn chĩa súng ngắm sẵn Trương Dương, trong tay hắn là một khẩu súng săn có tầm bắn 100 mét, tầm sát thương hiệu quả là 70 mét. Sử tam trụ hiện tại cũng chưa có ý định nổ súng, ba anh em nhà hắn không làm thì thôi, chứ đã ra tay là phải tuyệt đối không thể sai sót. Trong mắt hắn hiện tại Trương Dương chỉ như một con mồi đang chuẩn bị sập bẫy, đương nhiên khi sập bẫy rồi thì an hem hắn sẽ cho tiểu tử này một kích chí mạng. Trương Dương đối với nguy hiểm thì có một cái khứu giác cực kỳ nhạy bén, hắn dừng lại một lát, nhìn ngó xung quanh rồi từ từ bước tiếp hướng tới sơn thần miếu, Sử đại trụ trong miếu nhìn ra cũng thấy Trương Dương đang đi tới, hắn lấy súng dí vào Thái Dương sở yên nhiên, bước ra ngoài. Sở yên nhiên cắn chặt môi, dưới sự cưỡng ép của sử đại trụ nàng chậm rãi bước ra ngoài. Chuyện đề cử, bản tranh. Trương Dương thấy hai người bước ra, trong mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Ánh mắt sử đại trụ âm lãnh nhìn gắt gao nhìn thẳng vào Trương Dương. Hắn từng lo lắng rằng rất có khả năng Trương Dương sẽ báo công an, hoặc sẽ mặc kệ mà không tới, thật nghĩ không ra tiểu tử này đúng như hẹn ước, cứ thế một mình đi tới. Tuy rằng là địch thủ nhưng hắn không thể không bội phục sự can đảm của tiểu tử này. Chuyện này không quan hệ tới nàng ta, thả nàng ta ra, Trương Dương Thong thả nói. Sử đại trụ cười ầm lên, khuôn mặt lạnh lẽo hiện lên sự điên cuồng, sở yên nhiên bỗng liều mình hét ầm lên, Trương Dương chạy đi, bọn chúng mai phục. Ngay lập tức sử nhị trụ nấp ở bia đá gần cửa đền cùng sử tam trụ nấp trên cây đại thụ cùng nổ súng hai tiếng súng liên tiếp vang lên thân ảnh của trương dương như báo săn vọt lên không ai có thể hình dung nổi tốc độ kinh người của hắn cả hai phát súng đều trượt mục tiêu mà bắn xuống đất khói bụi tung tóe sử đại trụ thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì trương dương đã lao tới tay bóp chặt cổ họng hắn sử đại trụ vội bóp cò súng bùm một tiếng vang lên ngay sát bên tai sở yên nhiên lòng súng phun lửa sát ngay cạnh mặt nàng mùi thuốc súng nồng nặc cả lên Trương Dương một quyền đấm thẳng vào mặt sử đại trụ, sử đại trụ giữ chặt lấy cổ tay hắn, làm cho Trương Dương kinh ngạc là lực lượng của tên này cũng mạnh đến kinh người. Sử nhị trụ nấp ở gần cửa cũng hét lên rồi vọt ra, cầm súng chĩa vào Trương Dương. Trương Dương cố sức chuyển người một cái, sử đại trụ tuy tời sinh có sức khỏe, nhưng vô pháp chống lại được võ công siêu cường của Trương Dương, khẩu súng trên tay phải của hắn bị Trương Dương đoạt mất. Trương Dương dùng luôn báng súng táng một phát vào đầu hắn khiến cho đầu hắn máu me bê bết. Trương Dương gắt lên, chạy vào trốn trong miếu. Sở yên nhiên lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn khiếp sợ, vội vàng theo lời hắn nhảy vào trong miếu. Sự nhị trụ tuy rằng trong tay cầm súng, nhưng đại ca hắn và Trương Dương cứ rằng co nhau như vậy nên hắn cũng không dám nổ súng. Trương Dương nắm ngón tay giữa của sử đại trụ, rắc. Một tiếng xương gãy nghe giòn tan vang lên, thân hình cao to của sử đại trụ không khỏi run lên, bất quá tên gia hỏa này cũng thực sự là cường hãn, đau đến như vậy mà vẫn không kêu một tiếng nào. Sử nhị trụ đôi mắt cũng đỏ ngầu lên, hắn rút dao ra, gầm lên một tiếng lao tới, con mẹ mày. Ông chém chết mày. Trương Dương lên gối một phát vào bộ hạ sử đại trụ, sau đó nhanh chóng quay lại túm lấy tay sử nhị trụ thuận lực xoay mũi dao đâm lại vào chính đùi của hắn khiến cho sử nhị trụ đau đớn giống lên như lợn bị chọc tiết. Sử tam trụ trốn ở trên cây kia căn bản không nghĩ sứ chiến đấu của Trương Dương lại cường đại đến như thế, trong nháy mắt mà đại ca cùng nhị ca hắn đều đã bị Trương Dương chế trụ, tay cầm súng của hắn không tự chủ được mà run run lên. Trương Dương rút con dao găm ra dí vào cổ sử nhị trụ, sử đại trụ đang cố gắng lồm ngồm bò dậy thì bị Trương Dương bồi thêm cho một cú đá vào bụng, cả thân hình cao to lăn lông lốc ra xa. Trương Dương lạnh lùng nhìn về phía sử tam trụ đang ẩn lấp, gần giọng nói tao cho mày 30S đồng hồ, lập tức xuống cho ta, nếu không thì chuẩn bị nhặt xác hai ông anh của mày đi. Trong một khoảng thời gian ngắn Trương Dương đã giành lại được quyền chủ động. Mấy an hem nhà họ sử này đều là loại biêu hãn liều mạng cả, sử nhị trị gào lên, lão tam, cứ nổ súng đi, mặc kệ ta, bắn banh đầu thằng chó này ra. Trương Dương cười lạnh, con mẹ mày chứ, tưởng mình là anh hùng chắc, còn không mau cút xuống cho ta. Sử tam trụ rút cuộc cũng đành vứt khẩu súng đi, từ trên cây tụt xuống. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Trương Dương nói, Trương chủ nhiệm, coi như chúng ta có mắt không thấy thái sơn tha cho huynh đệ chúng ta một con đường sống ngày sau nhất định nhớ kỹ ân tình của ngươi trương dương gật đầu cười cười bỗng nhiên suốt một cước đạp vào bụng sử tam trụ tiểu tử này ôm bụng gục xuống đất đau tới lộn cả ruột gan sắc mặt trở lên tái nhợt trương dương đi tới trước mắt sử tam trụ cho hắn một cái bạt tai trong đầu mày nghĩ cái gì thế chúng mày có tư cách gì mà đặt điều kiện với tao ba Anhem hem nhà họ sử lúc này mặt xám như cho tàn bây giờ bọn họ mới hiểu được thế nào gọi là không tự lượng sức, với thân thủ của Trương Dương đừng nói là ba anh em nhà hắn mà kể cả có gấp ba nữa cũng chẳng phải là đối thủ của Trương Dương. Lúc trước bọn hắn cũng nghe qua lời đồn đại trong xã về vị chủ nhiệm ban kế hoạch hóa Trương Dương nhưng chúng đều không để vào tai, thế nên bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn. Một cước của Trương Dương khiến cho sự tam trụ đau đớn đến không thở nổi, hắn cảm tưởng mấy cái xương sườn của mình đều xong rồi. Trương Dương lại dẫm lên ngực hắn gần giọng nói, nói. Ai sai các ngươi hại ta? Sử đại trụ gầm lên, con mẹ mày chứ? Phàm là đàn ông thì phải biết thế nào là phải chứ? Bọn tao sẽ không nói đâu, ha ha. Trương Dương cười âm hiểm, không nói thì từ nay ba anh em chúng mày không cần là đàn ông nữa vậy. Nói xong đưa con dao lại gần hàng của sử tam trụ, tao đếm tới năm. Một, hai, ba, chấm chấm. Sử tam trụ sợ đến xanh cả mặt, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi cầu xin nhìn đại ca của hắn. Lúc này sở yên nhiên từ trong miếu đi ra ngăn Trương Dương lại, Trương Dương. Đừng có làm vậy, báo công an đi. Trương Dương xoay người lại nhìn sở yên nhiên thấy nàng có vẻ vẫn ổn mới yên lòng, bèn nhỏ giọng hỏi, à ưm, bọn chúng có làm gì ngươi không? Sở yên nhiên đỏ mặt mắng, không lúc nào trong đầu óc người tử tế được hay sao? Lúc nào cũng toàn mấy ý nghĩ xấu xa. Rõ ràng là ta đã tới cứu ngươi, thế nào lại thành kẻ xấu xa rồi? Chẳng lẽ mấy tên bắt cóc ngươi lại là chính nhân quân tử? Trương Dương lúc này mới để ý thấy trên khuôn mặt của sở yên nhiên có vết sưng đỏ liền hỏi, đứa nào khi dễ ngươi? Sở yên nhiên chỉ xử nhị trụ, Trương Dương gật đầu rồi bước tới bên xử nhị trụ, tặng cho hắn hai cái tát như trời dáng bật cả máu mồm máu mũi. Sau đó điểm một nhát vào lưng phía trên thắt lưng một chút, xử nhị trụ bỗng nhiên giật mình, một cảm giác đau đớn từ hông truyền đi khắp toàn thân, cái cảm giác ý như bị cả ngàn vạn con côn trùng cắn đốt làm cho hắn cảm thấy cực kỳ thống khổ. Sử đại trụ cùng sử tam trụ đều bị Trương Dương điểm huyệt nên vô phương nhúc nhích, nguyên lai đang từ sói rình mồi lại trở thành con mồi đợi Trương Dương làm thịt. Trương Dương quay ra hỏi ý kiến sở yên nhiên, người bảo ta nên đáp chúng xuống vách núi hay là đập chết tại chỗ. Sở yên nhiên vừa mới lục trên người của sử đại trụ lấy cái điện thoại, đang định gọi công an báo án, nhưng nghĩ lại một chút, nếu báo án thì sẽ làm cho sự việc này thêm phần rắc rối. Dù sao thì tình hình cũng đã được khống chế rồi, bèn buông điện thoại xuống nhìn Trương Dương. Trương Dương cười lạnh nhìn sử đại trụ, sử nhị trụ thì vẫn nằm rên rỉ, tiếng rên của hắn cộng với bóng tối nơi rừng rú làm cho người ta có cái cảm giác ghê rợn. Sử đại trụ rốt cuộc cũng đành phải nói là Lâm Thành vũ thuê chúng ta làm. Hắn nói là người cản đường tài phú của hắn cho nên hắn đã sớm muốn đối phó với ngươi. sử đại trụ đem chân tướng sự việc nói ra, Nguyên lai like là Lâm Thành Vũ ghi hận Trương Dương không phải là mới ngày một ngày hai, hắn đã sớm muốn tìm cách để dạy dỗ Trương Dương. Sự tình ngày hôm nay là do mâu thuẫn giữa hai người đã lên tới cực điểm nên hắn mới làm như vậy. Trong lúc bức vấn, Trương Dương còn ép được ba anh em nhà họ sử thừa nhận rất nhiều vấn đề, thậm chí chuyện lần trước Phó Chủ tịch xã kiêm đại biểu nhân dân xã Lâm Thành Bân cùng mấy vị đại biểu trong xã bị cướp cũng ra được vài manh mối, Trương Dương đối với chuyện này thập phần hứng thú, bắt hắn kể lại rõ ràng đầu đuôi một lần nữa xong, trong lòng Trương Dương không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, bọn họ bị cướp mất cũng không hề ít, sao lại không báo án nhỉ? Rất nhanh chóng Trương Dương hiểu ra vấn đề hẳn là còn mất cả mấy thứ bất chính gì đây. Sử đại trụ nói xong nhất thời cả người cứng đờ ra mất đi cảm giác nằm sụi lơ ra đất. Hắn cũng hiểu rằng Trương Dương cho dù không giết ba anh em hắn nhưng với hai tội danh bắt cóc cùng mưu sát mà đem truy tố thì cũng ngọt gông. Trương Dương rút một hộp châm từ trong người ra, rồi lựa lấy ra một cái, ánh trăng chiếu lên nhìn đầu cây châm sáng quắc. Nương theo ánh trăng hắn đâm xuống ngực sử đại trụ một cái, một cỗ hàn khí băng lãnh từ ngực chạy khắp thân thể sử đại trụ, đau đớn đến thấu xương triệt tủy cùng rét bút khiến cho thân mình sử đại trụ run rẩy. Trương Dương cười nhàn nhạt, nhạt nói, cái này gọi là đoạt mệnh thất việt châm. Chỉ cần trong vòng một năm các người phải giữ khuôn phép mà sống, tầm này sang năm tới tìm ta, ta sẽ kéo dài cho các người sống thêm hai năm, còn nếu không thì thất khiếu chảy máu đau đớn tới chết. Còn sau đó ta bảo các ngươi làm cái gì, thì thành thật làm cái đó, bằng không thì tự chịu lấy hậu quả. Làm như vậy coi như là cấp cho ba an hem nhà họ xử một cái án tử hình treo. Sử gia tam huynh đệ đã lĩnh giáo được sự lợi hại của Trương Dương nên đối với lời hắn nói tự nhiên là không nghi ngờ. Trương Dương sau khi đâm xử nhị trụ và sử tam trụ một tên một châm xong suối, cất châm đi rồi nói chuyện đêm nay tuyệt đói không được tiết lộ ra ngoài, bằng không hậu quả cũng tương tự. Ba anh em liên tục gật đầu, xem ra trương đại quan nhân đã trở thành quỷ thần trong lòng bọn chúng. Sở yên nhiên khó hiểu, cứ như vậy mà tha cho bọn chúng à? Trương Dương liên hỏi ngược lại, vậy ngươi bảo làm sao? Đem bắt chúng lại gây ra xôn xao dư luận không chắc đã là tốt. Cứ để bọn họ hối cải làm người tốt mới thực sự là biện pháp A. À? Sở yên nhiên cắn cắn môi dưới, rồi đi tới trước mặt sử nhị trụ tặng cho hắn một tát thật đau sử nhị trụ cúi gầm mặt, đến ngẩng đầu lên liếc nhìn cũng chẳng dám. Trương Dương cùng sở yên nhiên theo sử tam trụ đi tìm chiếc xe jeep của nàng mà bọn chúng đã giấu đi. Trên lốp xe đều lưu lại mấy vết thủng rất lớn đấy là do lúc nãy chặn sở yên nhiên lưu lại. Sở yên nhiên có nhìn vậy cũng đành thở dài, vậy là kế hoạch trở về Kinh Sơn xong rồi. Trương Dương nói, thế này vậy, sáng mai ta sẽ tìm người tới đây thay xăm lốp cho. Còn tối nay ở lại đây thôi sở yên nhiên cũng đành gật đầu, theo Trương Dương đi xuống dưới chân núi. Lên ô tô nàng bắt đầu gọi một cuộc điện thoại, còn chưa nói được vài câu thì sắc mặt đã trầm xuống rồi lạnh lùng cúp máy. Trương Dương khỏi động xe, chậm rãi chạy trên đường, lơ đãng nhìn chiếu qua kính xe thấy trên mắt nàng vương chút lệ quang. Trên suốt dọc đường, sở yên nhiên Thủy Trung vẫn duy trì bộ dạng trầm mặc cũng có thể là do vẫn còn chút sợ hãi vì bị bắt cóc mãi cho tới lúc về đến xã rồi nàng mới thở dài nói một câu gì đó. Trương Dương mỉm cười nói với nàng, tới nhà trọ hay ở chỗ của ta. Lời này của hắn ít nhiều cũng có phần mập mờ. Sở yên nhiên chừng mắt nhìn hắn, ở chỗ ngươi, ta sợ ngươi chắc. Trương Dương cười nói, nhưng mà trước hết ta xin nói là chỗ ta điều kiện rất là đơn sơ, chỉ có một giường thôi. Bất quá cũng chẳng sao, hai ta chẳng phải là cũng từng ở cùng nhau sao sở yên nhiên lại nhớ tới lần trước bọn họ ở cùng nhau trên thôn thanh hà một đêm trong lòng không khỏi cười, hay đây chính là duyên phận A. Lúc tối, tận mắt trông thấy Trương Dương đại triển thần uy, sở yên nhiên càng thêm vững tâm hắn đích thị là một kỳ nhân. Trương Dương trực tiếp chạy xe thẳng đến chỗ ký túc xá. Ngô Hoành Tiến cùng Tiểu Ngụy vẫn đang ở đó nói chuyện tâm tình. Nhìn qua cửa sổ thấy Trương Dương đi cùng một mỹ nữ về, nhất thời đều bỏ qua ý định chào hỏi, dù sao cũng cứ để họ tự nhiên vẫn là hơn. Bước vào căn phòng nhỏ của Trương Dương, sở yên nhiên nhìn xung quanh một lượt. Phòng tuy nhỏ nhưng cũng có thể coi là gọn gàng sạch sẽ hơn so với nàng tưởng nhiều. Ta đói bụng, sở yên nhiên nói. Chỉ có mì ăn liền thôi, muốn ăn tự đi mà đun nước. À đun luôn hai phần nhé, đừng quên trần luôn giúp ta hai quả trứng. Tiểu tử này cũng rất là tiện thể như kiểu xem sở yên nhiên là nha hoàn hắn không bằng. Sở yên nhiên trước giờ còn chưa bị ai sai bảo như thế, tức giận chừng mứt nói có nhầm không đó. Ngươi là chủ, ta là khách chứ không phải nha hoàn của ngươi nha. Trương Dương cười nói, không phải khách nhân mà là ngoại nhân a. À. Ở nhờ thì cũng phải trả phí chứ. Không muốn làm nha hoàn chuẩn bị bữa ăn, hay là muốn làm nha hoàn sưởi ấm giường. Sở yên nhiên thẹn quá thành giận nhấc chân đá hắn lại bị hắn giữ lấy mắt cá chân, cẩn thận cái chân bị thương. Sở yên nhiên có bạo oán giận thì cũng đành nuốt vào mà đi nấu cơm, chỉ tiếc là về mặt nấu nướng này thì nàng lại chả có chút năng khiếu nào, ngay cả mì ăn liền cũng làm như nát bét. Trương đại quan nhân nhìn bát mì nát như cám bùi ngùi thở dài, người thật là tài năng quá ha. Sở yên nhiên thản nhiên hút bát mì của nàng rồi nói, mùi vị cũng không tệ lắm, người dù sao cũng cô có răng, mềm một chút cũng thích hợp mà. Trương Dương lắc đầu thở dài, cái thứ này hắn nuốt không trôi nổi, đứng dậy đi sang bên phong ngô hoành tiến kiếm cái gì đó bỏ bụng sau đó trở về với một bát cháo khoai lang to đùng, sở yên nhiên thấy thế mắt sáng lên lao tới tranh đoạt. Trương đại quan nhân cả giận, nhà đầu nhà ngươi bị cái gì thế? Quỷ đói đầu thai à? Sở yên nhiên học cái bộ dáng vinh vinh bất cần của Trương Dương lúc bình thường, ta từ bé đã thế đó. Có vấn đề gì sao? Ăn uống no đủ xong, Trương Dương có cơ hội lần thứ hai ngủ qua đêm cùng sở yên nhiên. Sở yên nhiên cũng tự nhiên mà nằm lên giường của hắn, lấy gối của hắn gối, lấy chắn của hắn đắp. Trương đại quan nhân chăm chú nhìn lên thân thể mềm mại đầy đặn của sở yên nhiên chỉ có thể nuốt nước miếng. Mẹ nó chứ, đúng là đôi khi hương diễm bên mình cũng không phải là tốt a. Trương Dương thu hồi lại cái ý nghĩ xấu xa hạ lưu trong đầu, nhìn sang cái bản đồ dán trên tường, thấy được Trung Quốc to lớn tổ quốc trong tim, tính đảng viên và nguyên tắc trong hắn nhất thời bừng lên, đi ra ngồi xếp bằng trên cái thảm sợi dưới đất. Cái thảm này vốn là thảm cũ trong phòng họp của Ủy ban xã, nhưng sau khi trang hoàng lại không dùng nữa, Trương Dương liền mang về để trong phòng mình, đây cũng coi như là tận dụng triệt để của cải, đúng như phương châm của chủ nghĩa xã hội, tiết kiệm không hoang phí. Trương Dương đem sở yên nhiên đang nằm ngủ trước mặt mình kia coi như là một khảo nghiệm ý thức bản thân. Thế nhưng trong đầu lại Thủy chung cứ hiên lên hình ảnh sở yên nhiên đêm đó chỉ có một cái hắc sắc nội khố, lộ ra một cặp đùi thon dài trắng như tuyết, thành ra làm cho Trương Đại Quan Nhân cứ mất tập trung không thể chuyên tâm thiền định mãi không thể tiến vào cảnh giới không minh được. Vì thế nên trương đại quan nhân đành mở mắt, nương theo ánh trăng mà thưởng thức những đường con mềm mại cứ phập phồng theo từng hơi thở của sở yên nhiên, tự nhiên một bộ phận trên người hắn cứ nảy nở ra. Trương Dương thở dài, xem chừng đúng là tu vi của mình so với lúc ở thời tùy chiều quá thụt lùi mà. Đến lúc nửa đêm, bỗng nhiên sở yên nhiên hét lên một tiếng kinh khủng, rồi sau đó lại nhỏ giọng nức nở khóc. Trương Dương mở mắt, vội chạy lấy một cốc nước rồi mang tới chỗ nàng. Vỗ nhẹ nhẹ lên bờ vai đang run run kia, sở yên nhiên ngẩng đầu dậy, nước mắt như lê hoa đái vỗ trên khuôn mặt, nàng nắm lấy tay hắn ta sợ. Không sao, không có việc gì, tất cả đều không có chuyện gì, đã có ta bên cạnh ngươi rồi. Trương Dương tự nhiên không bỏ qua cơ hội vươn cánh tay kia ra ôm chặt nàng vào lòng. Sở yên nhiên đột nhiên lấy một tay đẩy hắn ra, Trương Dương bất ngờ không kịp phỏng bị nên ngã bệt ra đất, chén nước nóng cũng đổ úp lên người khiến hắn rên lên thảm thiết. Sở yên nhiên thấy cái bộ dạng chật vật của hắn không khỏi bật cười khanh khách. Người điên à, Trương Dương căm tức nói. Ai bảo có kẻ bụng giả dạ xấu xa lợi dụng. Trương Dương biết nàng nói xoáy mình, đuối lý nên cũng đành vừa thẹn vừa giận mà đứng lên, chó cắn lã động tân, không biết nhìn người tốt mà. Sở yên nhiên cũng không nói gì nữa, trầm mặc một hồi, rồi rút cuộc cũng nói ta muốn đi toilet. Trương Dương lạnh nhạt nói, bước ra cửa rẽ phải, đi 50 bước thì tới nhà vệ sinh. Sở Yên Nhiên cắn cắn môi đào nhìn ra bên ngoài, làm bộ dạng đáng thương nói, ta sợ bóng tối. Trương Dương thực sự là dở khóc dở cười, người lớn như vậy rồi không phải là muốn đi toilet cũng phải có người đi kèm đó chứ. Ta cầu xin ngươi đó. Trương Dương cũng đành thở dài mà đi ra ngoài cùng với nàng. Ánh trăng sáng ngoài trời cũng đủ khiến hắn nhìn rõ khuôn mặt Sở Yên Nhiên đang đỏ bừng nói gì thì nói tùy tính cách rộng rãi phóng khoáng nhưng dù sao nàng cũng là một nữ tự lại công khai rủ nam nhân khác đi WC cùng chuyện này thực sự là cũng đáng xấu hổ trương dương dừng lại gần gần trước nhà vệ sinh sở yên nhiên kinh hãi hỏi như thế nào lại không có cửa a trương dương cười nói ngươi cho rằng đây là thành phố nhà ngươi à đây là ở nông thôn a mau đi đi sở yên nhiên đỏ mặt cúi gằm xuống đi vào không bao lâu sau bên trong truyền ra một tiếng róc rách nhẹ nhàng trương đại quan nhân thính giác vốn cực kỳ tốt nên nghe rất rõ ràng âm thanh này không khỏi khiến trương đại quan nhân huyết mạch sôi sục thực sự là câu dẫn người khác a à. trương dương vội vàng bước ra xa vài bước vốn có câu quân tử viễn bảo trù quân tử không dính tới việc bếp núc nhưng xem ra phải nói là quân tử xa nhà vệ sinh nhất lại là nhà vệ sinh lộ thiên lúc đi ra mặt sở yên nhiên càng cúi thấp hiển nhiên nàng cũng ý thức được Trương Dương cũng đã nghe được tiếng động không nên nghe được đó. Sớm biết thế này thì tối đã không uống nhiều như thế. Trông thấy Trương Dương đứng kia tươi cười, mà trên mặt hắn lại cứ hiện ra cái vẻ đầy xấu xa bị ổi, sợ yên nhiên thầm mắng tiểu tử này đúng là vô cùng vô liêm sỉ. Vội vội vàng vàng bước ngay về phòng chẳng thèm nhìn qua mặt hắn. Về phòng nằm mãi mà không ngủ được, bèn quay ra gọi Trương Dương, này. Nằm mãi mà không ngủ được, chán quá, Ngươi nói chuyện với ta một chút đi. Trương Dương thực sự là phiền muộn, hắn thở dài nói, kỳ thực, cách để giải quyết sự buồn chán cũng không phải chỉ có nói, chúng ta vẫn có thể làm một vài cái việc khác đầy ý tứ, lại có thể xúc tiến tình cảm tốt hơn. Đừng làm cho người khác cảm thấy ghê tởm nhân phẩm của ngươi. Trước giờ ta vốn không sợ người khác kinh bỉ nhân phẩm, ta chỉ lo người ta khinh bỉ thân thể thôi. Sở yên nhiên thở dài, đúng là hết thuốc chữa. Này, hình như lưu manh là nghề của ngươi thì phải. Thực ra mà nói, nếu nam nhân hay trêu đùa ngươi, thì điều đó có thể chứng minh là bản thân ngươi cũng có một chút mị lực a. À. Thôi dẹp mấy cái chuyện tạp nham ấy đi, ngươi kể một ít chuyện cười coi nào. Chuyện cười hả, Trương Dương gãi gãi đầu nói nói, xã Hắc Sơn Tử này có cái tật xấu là chuyên gia trêu cô dâu chú rể, lúc mà tân nương tân lang động phòng hoa trúc, luôn có kẻ chui xuống gầm gường nghe ngóng sở yên nhiên cũng đoán được hắn sắp sửa phun ra cái gì bèn bịt tai lại ta không nghe trương dương căn bản không thèm để ý tới nàng vẫn tiếp tục nói một hôm có một đôi tiểu phu thuê động phòng trước tiên là họ lôi một tên trốn trong gầm giường đá ra ngoài rồi sau đó mới yên tâm bắt đầu sở yên nhiên càng đỏ mặt bịt chặt lỗ tai lại rõ ràng là dù bịt nhưng nàng vẫn nghe rõ hắn nói không ngờ rằng dưới gầm giường vẫn còn một tên tên này kể ra cũng giỏi nằm bên dưới mà cố gắng rẻ nén nín nhịn được, đến cả hơi thở cũng rất nhẹ nhàng. Chờ sóng gió êm xuôi, đôi vợ chồng son kia ngủ cả rồi, thằng nhãi nghĩ rằng không còn gì nữa, đang định bò ra ngoài thì bỗng nghe thấy tiếng cô vợ nũng nịu, lão công, người ta muốn. Trong lòng sợ yên nhiên thầm rủa tên tiểu tử vô liêm sỉ kia vô vàn lần, nhưng mà nàng có làm thế nào thì cũng không thể không nghe thấy gì. Trương Dương cố ý dừng lại một chút rồi nói, người ta muốn đi tiểu sở yên nhiên cắn môi vừa thẹn vừa giận tiểu tử cua đúng là cực độ vô liêm sỉ mà chỉ muốn xông lên tát cho hắn mấy cái trương dương lại nói tân lang kia nói rằng có bồn cầu a à. nàng đi đi tân nương lại nói người ta sợ bóng tối mà tân lang nói không có việc gì đâu ta ở đây mà thế nhưng tân nương tiếp tục nũng nịu là người ta muốn chàng đưa đi mà lúc này tiểu tử trốn dưới giường rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà cười sằng sặc sở yên nhiên cũng không nhịn nổi mà bật cười túm lấy cái gối đáp về phía trương dương trương đại quan nhân túm lấy cái gối nghiêm mặt nói nếu người muốn chúng ta cùng chung chăn gối thì ta cũng không ngại khó ngại khổ đâu sở yên nhiên nhẹ giọng nói có biết sáu chữ vàng của đảng không hả gì cự hủ thực vĩnh bất chiêm chống suy đồi sáng sớm hôm sau sở yên nhiên tinh thần phấn chấn mà rời khỏi phòng trương đại quan nhân đi theo phía sau thì rõ ràng là không có được tốt như vậy xem ra tinh thần hẳn là không được tốt như nàng. Trương Dương có thể cảm nhận được rõ ràng sở yên nhiên ý chí, cự hủ thực vĩnh bất chiêm cực kỳ ngoan cường. Câu đầu tiên tiểu tử này cất lời lên là, lần sau chúng ta lại ngủ cùng. Sở yên nhiên nở cụ cười giống như một đóa mân côi nở rộ. Trương Dương cùng sở yên nhiên đi tới chỗ bỏ chiếc xe díp lại tối qua. Đỗ Phú Phong đã tới trước bọn họ một giờ, cũng đã thay xong hai cái lốp hắn xoa xoa hai cái tay đầy dầu mỡ nhìn sở yên nhiên tới tươi cười nói xe này đẹp thật đó sau khi nhận được điện thoại của trương dương đỗ vũ phong liền vội vàng chạy tới đây từ sớm cũng là mượn cơ hội để biểu thị thái độ xin lỗi với sở yên nhiên cảm tạ đỗ sở trường sở yên nhiên bước tới mở cửa xe tìm trong xe một cái túi ném cho trương dương trương dương mở ra là một cái quần jean lv không khỏi có chút bất ngờ sở yên nhiên nhắc nhở hắn đừng có nghĩ lung tung là ta bồi thường cho ngươi đó. Trương Dương mới nhớ tới lần trước là cái quần jean của mình đem nhường cho nàng ta mặc, miệng cười tâu tuét, hai ta với nhau mà, có gì đâu. Sở nhiên yên chừng mắt nhìn hắn nói, ngươi là ngươi, còn ta là ta. Sau đó bước lên xe khởi động máy chuẩn bị rời đi. Bỗng kéo cửa sổ xe xuống nói nhắc nhở Trương Dương, thứ năm ta tới đón ngươi. Biết rồi. Nhìn sở yên nhiên lái xe đi, Đỗ Vũ Phong không khỏi cảm thán, thực là đồng nghiệp bất đồng mệnh. Ngươi thật sự là Diễm Phúc Tề Thiên A. À. Trương Dương lắc đầu cười khổ, giả như ta nói cho ngươi rằng ta và nàng hoàn toàn trong sáng, ngươi có tin không? Đỗ Vũ Phong bĩu môi, trên mặt đầy vẻ khinh bỉ, có cái câu là gì nhỉ? Đã làm kỹ nữ lại còn muốn lập đền thờ. Trương Dương nói, con mẹ nó chứ, thực sự là oan uổng quá mà. Đỗ Vũ Phong ra vẻ thông cảm vỗ vỗ vai Trương Dương, huynh đệ à. Nếu thực sự là ngươi cảm thấy oan thì oan uổng của ngươi cứ để ta gánh cho." Trương Dương thở dài một hơi rồi nói, "Nếu đã là huynh đệ ta thế nào lại có thể nhẫn tâm hại ngươi chứ? Tội của ta ta phải tự mình gánh lấy." 9 giờ sáng thứ năm công tác chuẩn bị cho giải hội đại biểu nhân dân xã Hát Sơn từ tại trường trung học xã diễn ra rất là thuận lợi, đến 10 giờ thì buổi lễ bắt đầu khai mạc. Mở màn tương đối là long trọng, đội nhạc tấu lên một bản hành khúc mời các vị đại biểu tiến vào trước hội trường còn trải một tấm thảm đỏ dài khoảng 20 mét cứ như có liên hoan phim. Bất quá những hương dân tới dự đều là nông dân chứ không phải ngôi sao điện ảnh cho nên chỉ một lát sau, cái tấm thảm ấy trông đã vô cùng thảm hại. Huyện đối với đại hội của xã Hắc Sơn Tử cũng tương đối quan tâm, đại biểu lãnh đạo huyện về dự có chủ nhiệm đại biểu toàn quốc Lưu Kế Văn, phó chủ tịch huyện Khâu Quảng Trí. Trong tiếng kèn, tiếng trống, pháo pháo tay, các vị lãnh đạo huyện và lãnh đạo xã dần dần tiến nhập vào hội trường. Trước cửa hội trường lúc này vô cùng náo nhiệt, Trương Dương chỉ đạo mấy người mang mấy thứ đồ kỷ niệm từ xe vào trong bàn. Đống vật kỷ niệm đại hội này thường là ấm inox giữ nhiệt hay cặp da, tất cả đều được ấn một dòng chữ, nhiệt liệt chúc mừng đại hội đại biểu nhân dân xã Hắc Sơn từ lần thứ X lên trên mặt. Tất cả đều là do ban tài chính xã nhà xuất ra tài trợ. Kiều Tứ vừa làm vừa thì thầm, ra dở mà, xã nhà kẻ ta kiệt thật. Trương Dương quay lại trừng mắt, có tặng các người đâu mà phải lo nhanh lên nào, nói lắm lời vô ích làm gì. Kiều Tứ đối với Trương Dương cực kỳ là nể sợ, cho nên không nói gì nữa, nhanh chóng quay ra chỉ đạo mấy anh em tiếp tục dỡ hàng. Trương Dương tuy rằng là trong ban tuyển cử, nhưng trách nhiệm của hắn lại khá đa dạng, hiện tại công việc quan trọng nhất là câu thông cho các đại biểu dự hội nghị, đảm bảo cho công tác tuyển cử tiến hành thuận lợi. Chiếu theo lệ bất thành văn như mọi năm, mấy người lãnh đạo xã đều phải phụ trách nói chuyện cùng đoàn đại biểu, Vương Bác Hùng, Lân Thành Bân phụ trách ba đoàn đại biểu. Cảnh Tú Cúc phụ giúp cho hai người, đối với nàng mà nói nhiệm vụ này cũng chẳng có gì là khó khăn, dù sao ở xã nàng cũng chuyên phụ trách công tác đón tiếp lãnh đạo. Trách nhiệm của nàng lần này là cần hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của các đại biểu tới dự, đảm bảo không xuất hiện vấn đề gì. Cảnh Tú Cúc phụ trách đoàn đại biểu tới từ thôn Thanh Hà, bí thư chi bộ thôn lưu truyện khôi tại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc cũng là nhân vật có chút tiếng tam, Cảnh Tú Cúc với tư cách là dâu của thôn Thanh Hà đối với lưu truyện khôi cũng có nhiều hiểu biết. Đối với một đảng viên một bí thư tri bộ thôn lâu năm như lão thì lão muốn nhất là người khác phải tôn trọng mình, chỉ có như vậy lão mới thoải mái mà phục tùng chỉ đạo. Mà hơn nữa lưu truyện khôi cũng lại là một đại biểu cơ sở rất có uy tín, cho nên công tác đầu tiên là hảo hảo lấy lòng lão bí thư tri bộ thôn lưu truyện khôi này. Lưu truyện khôi nghe nói lần nãy người được đề cử làm chủ tịch xã là Vũ Thu Linh, rít một hơi thuốc lá rồi nói, trên huyện thế nào lại đề cử một lão bà nương làm chủ tịch xã thế. Hắn vừa nói xong thì cảnh tú cúc có vẻ như không nhịn được bật lại ngay, ta hỏi lão bí thư này, nữ nhân thì không phải là người sao? Ai quy định nữ nhân không được làm chủ tịch xã? Hiện tại quốc gia đề sướng nam nữ bình đẳng, lại còn đang muốn phát triển đội ngũ nữ cán bộ. Lưu chuyện khôi trong lòng thực sự là coi thường cảnh tú cúc, mặc dù biểu hiện bên ngoài đối với nàng vẫn còn khách khí, đó là bởi vì cảnh tú cúc vốn xuất thân là cán bộ thôn Thanh Hà đi lên, nhưng danh tiếng của nàng cũng không hay ho cho lắm, đa số người dân thôn Thanh Hà đều cảm thấy xấu hổ khi nhắc tới nữ nhân này. Vì thế cho nên làm tới hương thường ủy rồi mà lưu chuyện khôi vẫn không ưa nàng ta. Cảnh tú cúc thì đối với lão bí thư tri bộ này ít nhiều cũng có phần kính nể, nên nàng tận tình khuyên giải, chúng ta đều là đảng viên, nhất định phải lĩnh hội được những điều đó. Lưu chuyện khôi không thèm nói năng gì, cứ ngồi trầm lặng mà hút thuốc, bởi hắn chẳng nói năng gì khiến cho bầu không khí trầm lặng dị thường. Cảnh Tú Cúc thấy vậy cũng không nói năng gì nữa, vội đứng dậy cáo từ. Đối với Cảnh Tú Cúc, việc Vũ Thu Linh được trên huyện đề cử cũng khiến nàng có chút bất ngờ, phụ nữ vốn là động vật có tính ghen tị cao. Tự nhiên Vũ Thu Linh được đề cử khiến cho Cảnh Tú Cúc không tự giác mà so sánh mình với nàng. Nhưng xét cho cùng thì vô luận là năng lực hay khả năng lãnh đạo của mình đều thua xa nàng ta. Hơn nữa chồng nàng còn là cục trưởng công thương huyện, thân mình chỉ là một quá phụ, lấy gì mà so được với nàng ta. Thực là số phận bất công. Đại hội đại biểu xã hiển nhiên không bằng địa hội huyện được. Vương Bác Hùng ngồi ở ghế chủ tịch đại biểu, tuy là người đứng đầu xã nhưng hiện tại thần tình của hắn là chẳng có chút liên quan nào, dù sao sau đợt này nhiều khả năng là hắn cũng được chuyển lên cục thuế trên huyện. Hiện tại tin vui này hắn vẫn chưa nói cho người khác biết trên dãy bàn chủ tịch đặt hơn 10 bình hoa hồng, toàn bộ đều là tô điểm riêng cho bàn chủ tịch. Ngoài vương bác hùng ra, những đại biểu trên huyện về dự như Lưu Kế Văn, Khâu Quảng Trí cũng ngồi ở bàn chủ tịch, còn có Lâm Thành Bân, Vũ Thu Linh và một số thành viên ban thường ủy xã. Sau khi công bố đắc cử chủ tịch xã là Vũ Thu Linh, nàng ta kích động đứng dậy ra mắt mọi người, thì một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trên đài, đó là chủ tịch xã tạm thời quách đạt lượng lúc này mọi ánh mắt đang đều tập trung lên Vũ Thu Linh nên rất ít người chú ý tới sự xuất hiện của hắn. Đối với Quách Đạt Lượng, bọn họ trước đó cũng đã làm đủ cách để hắn không có mặt. Không hiểu thế nào tự dưng hắn là xuất hiện ở đây, hơn nữa còn đúng thời điểm mất chốt nhất. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 40